Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn. chương 316, Cầu Ta A. Bóng người lóe lên, Tân Lâm liền ngăn ở Tiêu Phàm trước người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngay tại sông tới cảnh sát. Uyển Thiên Thiên sau nghi bỗng nhiên dương lên, thần sắc tích cực phẫn nộ. Đường Huyên thì tiến lên một bước, ngăn ở Uyển Thiên Thiên trước người. Nhàn dỗi ở giữa hướng đi vào cửa cảnh sát, hết thảy có 5 vị, bất quá đều mặc thường phục, cầm đầu vị kia, ước chừng ba mười mấy tuổi, thân cao lớn, ngắn tóc húi cua mặt mũi tràn đầy ngạo khí từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn trong phòng mọi người một chút khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh tất cả chớ động a cảnh sát kiểm tra phòng ngắn tóc húi cua cười lạnh nói giấy chứng nhận tân lâm lạnh lùng hỏi ánh mắt cấp tốc tại năm tên cảnh sát trên thân một quét qua qua những người này đều không có cầm súng cứ như vậy tay không bất quá trong đó ba người tay thăm dò trong túi tựa hồ là cầm súng căn phòng này bên trong đến cùng có thứ gì người xem chừng vào cửa trước đó, bọn hắn sớm liền đạt được xác thực tình báo, đơn giản là một cái phương bắc đến đuôi mù tiểu bạch kiểm, mang theo ba cái non nữ hải nhi. Vòng chiến đấu lực, ngay cả cặn bã đều không được xưng. Đối phó dạng này bốn cái chiến năm cặn bã, cảnh sát đồng chí tự nhiên không cần đến vừa lên đến liền múa đao làm súng, cái kia cũng quá để cao mấy cái này nơi khác lão. Lại nói nơi này dù sao cũng là lớn đường vương triều khách sạn, cố đô thành phố xa hoa nhất cấp 5 sao khách sạn, như không tất yếu, ở đây động súng, ảnh hưởng cũng không tốt. Mặc dù nói hết thảy đều có lê thiếu bảo bọc, có thể chú ý điểm vẫn là phải tận lực chú ý điểm. Tân Lâm tỉnh táo, thoảng qua để ngắn tóc húi của cảnh sát có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức liền không để trong lòng. Những này thủ đô đến ra hỏa, liền thích cố làm ra vẻ mạo xưng người có quyền. Không sai, thủ đô là có rất nhiều tàng long hòa hổ như nhân, nhưng càng nhiều hay là không quyền không thế dân chúng thấp cổ bé họng, tuyệt không phải là cái gì người đều có thể tại cố đô thành phố hướng Lê Thiếu khiêu chiến. Coi như ngươi là thủ đô đến, cũng không chúng. Yên tâm, sẽ cho các ngươi nhìn giấy chứng nhận. Ngắn tóc húi của cảnh sát cười lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra một cái cảnh sát chứng, rất tiêu sái tại Tân Lâm trước mặt mở ra. Vương Đại Biển, cố đô thị cục công an trị an chi đội một đại đội đại đội trưởng, cấp 2 cảnh đốc. Tân Lâm lạnh lùng thì thầm. Audio điện tử võ tấn bền. Bất quá nhìn vương cảnh quan như thế ngạo khí bộ dáng, đoán chừng hắn trong âm thầm thân Phật, so hắn cái này chị An đại đội trưởng chức vụ muốn càng thêm. Bằng không, đừng bảo là hắn một cái chị An chi đội đại đội trưởng, liền xem như chi đội trưởng, tại lớn đường vương chiều khách sạn cũng không dám như vậy như bức hống hống. Thấy rõ ràng đi, uy, người nam kia, xoay người lại, ngắn tóc húi của cảnh sát đem giấy chứng nhận thu về, hướng về phía tiêu phàm chính là giống to một tiếng. Quay tới hai gã khác cảnh sát cũng đi theo giống một cuống họng. Tiêu phàm chậm rãi đem tạp ngọc bình bát đặt ở phòng khách trên bàn trà, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía vương đại biển, song nghi có chút nhíu lên. Một mực chấn định như hằng tiêu một ít, tựa hồ rốt cục có chút sinh khí. Tên gọi là gì? Vương đại biển hung tợn tiếp cận tiêu phàm, hung thần ác sát mà hỏi thăm. Đủ a, à, ồn ào cái gì đâu, có lời gì, để lê lạc mình vào nói. Uyển thiên thiên lập tức liền rất khó chịu, kiều thanh nổi giận nói thật đúng là để tân lâm đoán đúng cái này lê lạc thế mà thật đem cảnh sát trở tới đêm hôm khuya khoát nhất thời bán hội liền có thể để cục thành phố trị an cảnh sát đuổi tới khách sạn mà lại trực tiếp chân to đạp cửa lê thiếu tại cố đô thành phố thế lực quả thật không đơn giản quyền thiên thiên không ưa nhất chính là cái này ồ quyền tiểu thư có lời gì muốn nói với ta ta lê lạc rửa tai lắng nghe theo cái này yêu nhã giọng nam lê thiếu chậm rãi đi đến miệng bên trong một điếu thuốc, giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhàn nhạt tại trên mặt mọi người đảo qua, tại tiêu phàm trên mặt dừng lại chốc lát, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cuối cùng rơi vào uyển thiên thiên xinh đẹp việt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa rồi kia một tiếng vang thật lớn, sớm đã kinh động xung quanh gian phòng khách nhân, từng cái chạy đến xem náo nhiệt. Bất quá lê lạc chuẩn bị sung túc, chứ cái này năm tên cảnh sát, khách sạn bảo an nhân viên cũng đã sớm động viên, bao quanh đem tiêu phàm bọn hắn ở ba hai số 6 phòng vây quanh, cấm chỉ khách nhân khác tới vây xem. Lê Công Tử, chỉ sợ là ngươi có lời gì muốn cùng chúng ta nói đi. Nhìn thấy Lê Lạc, Uyển Thiên Thiên ngược lại không tức giận, cũng cười như không cười hỏi. Ta, thật xin lỗi, Thiên Thiên Tiểu Thư, ngươi lúc này thật tính sai, ta không có lời nói muốn nói với các ngươi. Các ngươi có lời gì, đến cục cảnh sát bên trong lại từ từ bàn giao đi, đến lúc đó tự nhiên có người cho các ngươi làm cái ghi chép. Lê Lạc cười ha ha một tiếng, nói: "Xin hỏi chúng ta phạm tội gì, tại sao muốn bắt chúng ta?" Đường Huyên ở một bên hỏi, con mắt sư quang đều rơi vào Tân Lâm trên mặt, hiển nhiên là đang chờ đợi Tân Lâm chỉ thị. "Phạm tội? Không không không, các ngươi không có phạm tội." Lê Lạc duỗi ra một ngón tay, tại trước mặt không chỗ ở lay động, mười điểm phong cách tây dáng vẻ. "Nhưng là, các ngươi có phải hay không cho rằng không có phạm tội, cảnh sát liền không thể tới tìm các ngươi rồi?" Ha ha muốn thật là như vậy, các người thật đúng là sai. ở đây ta nói các người có vấn đề, các người liền có vấn đề. ta nói các người hẳn là đi cục công an bàn giao, các người nên đi cục công an bàn giao, rõ chưa? về phần muốn bàn giao thứ gì nội dung, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho các người biết. đương nhiên, các người cũng có thể cái gì cũng không khai báo, bất quá cục cảnh sát bên trong ca môn sẽ có biện pháp để các người lời nhắn nhủ, rõ chưa? uyển thiên thiên liền lạc lạc kiều cười lên nhiều hứng thú đánh giá lê lạc nói nói như vậy chính là lê công tử khó chịu muốn chơi chúng ta đúng hay không đúng nói đến quá chính xác chính là như vậy lê lạc lập tức gật đầu một cái hơi có chút khoa trương lớn tiếng nói ta chính là nhìn các ngươi không vừa mắt ta chính là nghĩ chỉnh các ngươi thế nào à nha không phục a à, không phục các ngươi có thể cắn ta a à. lê thiếu rốt cục đem cái gọi là yêu nhã phong độ ném sang một bên thực tế hai ngày này Lê công tử khẩu khí này kìm nén đến quá ác, lại không ra, không chừng liền sẽ biệt xuất bệnh đến. Lê công tử, người thật sự là quá đáng yêu, lời gì cũng dám nói. Quyền thiên thiên cười đến càng thêm thanh thúy, không ngừng dò xét lê lạc, tựa hồ cảm thấy hắn đặc biệt có thú. Ta cứ như vậy nói, thế nào? Các ngươi ghi âm A, còn có thể thu hình lại, ta tuyệt đối không có ý kiến. Ta nói với các ngươi, đối các ngươi, ta thật xem như kiên nhẫn tốt, nhưng các ngươi thực tế quá không biết điều tại ta lê lạc trước mặt nhân mặt lên cao điệu ta còn thực sự không tin cái này ta nói như vậy chuyện này thật không có thương lượng rồi uyển thiên thiên chấp lấy thật dài tiệp mau, mỉm cười hỏi ngữ khí càng thêm nhu hòa có a à, có thương lượng kỳ thật ta người này rất dễ nói chuyện hai chữ cầu ta cầu ta liền tốt chỉ muốn các ngươi thái độ đoan chính ta cũng không phải là không thể cân nhắc nguyên lượng các ngươi lê lạc cười lên ha hả tiếng cười phá lệ vang dội toàn bộ tầng 3 khách nhân cơ hồ cũng nghe được cái này tiếng cười đắc ý. lạc ca cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì a. À? trước bắt dậy lại nói những này danh con ta thấy nhiều ỉ vào trong nhà có mấy cái tiền cũng không biết trời cao đất rộng coi là toàn thế giới đều muốn nghe bọn hắn đối phó loại người này liền phải bạt tai mạnh rút nha đánh đau xong cũng liền thanh tỉnh vương đại biển hung hăng gắt một cái rất khinh thường nói xin hỏi vương đại đội trưởng các người hôm nay vì cái gì xuất cảnh, đến nơi đây bắt chúng ta lại là cái gì lý do? Tiêu phàm lạnh nhạt hỏi, song nghi nhau càng chặt hơn. Lý do, cần đòi lý do sao? Người mở to mắt thấy rõ ràng, trước mắt người vị này là ai? Lê Lạc, Lạc ca, nghe nói qua sao? Lạc ca nói lời, chính là lý do. Vua ta biển cả đứng ở chỗ này, chính là lý do. Không phục đúng không? Không phục người có thể cáo chúng ta. Nhưng bây giờ các người trước hết cùng ta trở về cục đi, hảo hảo bàn giao vấn đề. Vương Đại Biển rất khinh thường ngóc lên đầu, tiến lên một bước, thẳng tắp đứng tại tiêu phàm trước mặt. Cái này so tiêu phàm còn cao, thân thể càng là tráng kiện được nhiều, như thế đứng tại tiêu phàm trước mặt, thật đúng là rất có khí thế. Nói như vậy, các người tối nay không phải xuất cảnh, là lấy tư nhân thân phận lại tới đây. Tiêu phàm hỏi, thanh âm đã có chút lạnh, người nói nhảm nhiều quá. Vương Đại Biển cười lạnh một tiếng, dơ lên cánh tay về sau một chiêu. Người tới, thanh ra hỏa này cho lão tử còng. Quyền thiên thiên khóe miệng đi lên nhếch lên, một sợi tiếu dung tại nàng tinh mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi nhộn nhạo lên, trong mắt to tràn đầy vẻ trào phúng. Tựa hồ vị này vương đại đội trưởng nói sai cái gì quan trọng lời nói, càng thêm làm sai chuyện gấp gáp. Vâng, một tên cảnh sát đáp ứng một tiếng, lộ ra sáng loáng còng tay, liền muốn tiến lên. Ngay lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, ai cũng không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, vương đại biển thân thể to lớn bỗng nhiên liền bay lên, trực tiếp từ phòng khách bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra xa ba, bốn mét, mới ầm ầm một tiếng, trùng điệp té ngã trên đất, lại ở trên thảm lại hướng phía trước trượt đến mấy mét, mới rốt cục ngừng xuống dưới. Như vậy không có nửa điểm âm thanh, mấy tên cảnh sát cùng lê là cả kinh trợn mắt hốc mồm, mở to hai mắt nhìn lăng lăng nhìn qua lẳng lặng gục ở chỗ này, chỉ có tay chân không ngừng co giật vương đại đội trưởng, nửa chữ đều nói không nên lời. Lê Công Tử miệng bên trong ngậm một nửa thuốc lá cũng rất xuống, vẫn không có nửa phân chi giác. Ngươi, ngươi dám đánh lén cảnh sát, cũng không biết chố mắt bao lâu, Lê Lạc lắp bắp nói, mấy tên cảnh sát lúc này mới luống cuống tay chân đi móc súng. Ai nha, sau một khắc, Lê Lạc liền hét dầm lên, nhưng tiếng thét chói tai rất nhanh liền im bặt mà dừng, Lê Công Tử hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ dạp xuống đất. Đầu trùng điệp đập trong phòng khách đá cẩm thạch trên bàn trà, phanh một tiếng vang lớn. Uyển Thiên Thiên rất là rụt cổ một cái, cảm thấy quái khiếp người. Trên giang hồ, son phấn đỏ danh xưng thứ nhất nữ ma đầu, xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Nhưng là bây giờ nhìn Tân Lâm xuất thủ, cũng không có chút nào ôn nhu, không chút nào tại nữ ma đầu phía dưới. Ai nha, đau chết ta rồi, vừa mới còn phong độ nhẹ nhàng lê đại thiếu, lập tức như giết heo hét thảm lên. Uy, làm gì, mau buông tay, lập tức buông tay. Mấy tên cảnh sát rốt cục móc ra súng đến, loạn thất bát tao chỉ hướng Tân Lâm, miệng bên trong không ngừng gọi, sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệch. Ngay sau đó, Lê Thiếu kêu thảm như heo bị làm thịt lại biến thành hừ hừ, một thanh hàn quang bắn ra bốn phía tiểu đao, liền gác ở Lê Thiếu non mềm trên cổ. Gọi bọn hắn đều lăn ra ngoài, Tân Lâm lãnh nhiên nói, ánh mắt lạnh như băng khiến Lê là toàn thân hàn khí đại mạo, hắn tuyệt không nghi ngờ nếu như những cảnh sát kia có cái gì dị động. Tân Lâm sẽ không khách khí chút nào đem hắn xử lý. Ra ngoài, đều ra ngoài. Lê Lạc Khàn cả giọng quát to lên, trên cổ gân xanh từng cây tăng vọt mà lên, mồ hôi lạnh trên trán gợn sóng mà hạ. chương 317, Đại Phiền Toái Ai, các người chớ làm loạn A, đây là phạm tội, hiểu không? Muốn mất đầu, một tên cảnh sát kêu lên, tên cảnh sát này cũng coi là lão điểu, đi theo vương đại biển hốn không ít thời điểm, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, Lê thiếu vậy mà lại bị người cầm đao mang lấy cổ, thực tế quá vượt quá tưởng tượng. Cút, Tân Lâm lạnh lùng quát, nếu như là bình thường xuất cảnh cảnh sát, dù là có cái gì sai lầm, Tân Lâm từ cũng sẽ không là loại thái độ này, nhưng cái này mấy tên cảnh sát mặc thường phục rõ ràng không phải bình thường xuất cảnh. Vừa rồi Vương Đại Biển đã nói đến rõ ràng, bọn hắn chính là lấy tư nhân thân phận đến nơi đây cho Lê Lạc cổ động. Tân Lâm muốn khách khí với bọn họ mới là lạ, quyền thiên thiên ngoẹo đầu, cười hì hì đối Lê Lạc nói lê công tử bằng hữu của ngươi thật không đáng tin cậy bọn hắn không có chút nào quan tâm ngươi tính mệnh a à. ngươi đều như vậy bọn hắn còn ở nơi này lại nhảy, liền không lo lắng thì ta thật một đau thanh cổ của ngươi cắt đứt đúng ngươi có thể là có cái rất đáng gờm lão ba hoặc là có cái rất đáng gờm lão mụ, nhưng ngươi cũng chỉ có một cái mạng a à. thật đụng phải hoành không sợ ngươi phụ mẫu đem ngươi lê công tử muốn chết cũng liền làm chết rồi ngươi chẳng phải là chết được rất oan uổng sao Lê Lạc một ngụm lão huyết kém chút phun tới. Tình cảm hôm nay thật đụng phải 200 năm rồi. Cái này ngay miệng, Lê Thiếu tự nhiên rất khó tiến hành bình thường tư duy. Chỉ biết muốn là đụng phải 200 năm, hắn Lê Thiếu còn thật sự có chút nguy hiểm. Như là Uyển Thiên Thiên lời nói, những người này làm việc bất quá đầu óc, trực tiếp đem hắn Lê Lạc cho làm chết rồi. Chẳng lẽ còn có người có thể khởi tử hồi sinh không thành? Đều ra ngoài, đều ra ngoài a. À. Lê Lạc dắt cổ, dốc hết toàn lực quát to lên đều lăn ra ngoài, mấy tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, rốt cục đều chạy ra ngoài, luống cuống tay chân đem vương đại biển đỡ lên, vừa gọi vừa kêu, loạn cả một đoàn. Tân Lâm vừa rồi kia một cái xuất thủ không lưu tình chút nào, vương đại biển nhất thời bán hội lại nơi nào tỉnh tới rồi. Tiêu phàm nhìn nhe răng tuét miệng lê lạc một chút, lắc đầu, có chút không vui nói, lê tiên sinh, ngươi làm như vậy quá cản rỡ. Xem ra cần phải tìm người bằng hữu đến thanh cái này phiền phức giải quyết hết. Tiêu tiên sinh, hiểu lầm, lầm hội nhắc tới thời điểm lê lạc đem tiêu phàm một ngụm nuốt tâm đều có chỉ là tại sáng như tuyết đao phong uy hiếp phía dưới nhưng lại không thể không thấp cao ngạo đầu lâu đê mi thuận nhãn cho người ta cười làm lành mặt tiêu phàm sau nghi cao lại cũng không để ý tới hắn chậm rãi tại ghế sofa bên trong ngồi xuống lấy điện thoại cầm tay ra đến gọi một cú điện thoại lê lạc ánh mắt lóe lên một vòng vẻ ước ao xen lẫn điểm điểm khinh thường chi ý họ tiêu này thật đúng là định tìm bằng hữu đến giải quyết phiền phức thật sự là trò cười người sợ là không biết lợi hại a à. liền vừa rồi các người thành cố đồ thị cục công an vương trưởng cục nhi tử một cước cho đạp ra ngoài không rõ sống chết lại lấy đao kẹp ở ta lê lạc trên cổ tại cái này cố đô trong thành ai có thể có lớn như vậy mặt mũi đến giải quyết cái phiền toái này lại có ai dám tiếp cái củ khoai nóng bỏng tay này người tốt xin hỏi vị nào điện thoại một nhóm liền thông bên trong truyền tới một phi thường tư văn yêu nhã giọng nữ. Tiêu phàm mặc dù không có mở loa ngoài, nhưng cách gần như thế, Lê Lạc cũng nghe đến cái này yêu nhã giọng nữ, lập tức biến sắc, ánh mắt trở nên 10 điểm nghi hoặc. Người tốt, xin hỏi là tạ trưởng phòng A, ta tiêu phàm, tiêu trưởng phòng, yêu nhã giọng nữ hiển nhiên không nghĩ tới gọi điện thoại cho nàng chính là tiêu phàm, kinh hãi. Đúng vậy, tạ trưởng phòng, là ta. Sau một khắc, tạ trưởng phòng liền trở nên 10 phần nhiệt tình, luôn miệng nói ngày tốt ngày tốt tiêu trưởng phòng tiêu trưởng phòng đã lâu không gặp nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta a à? là như vậy tạ trưởng phòng ta tại cố đô người bây giờ có thời gian không a à, ngài đến cố đô rồi lúc nào đến làm sao cũng không cho ta biết một tiếng ta xong đi đón ngài a à. ngài nhìn ngài nhìn ta thật sự là quá thất lễ tiêu trưởng phòng ngài bây giờ tại cái nào khách sạn ta lập tức liền chạy tới Tạ trưởng phòng luôn miệng nói, Tiêu Phàm mỉm cười nói, "Tạ trưởng phòng quá khách khí, bất quá ta hiện tại đụng phải một điểm phiền phức, khả năng cần tạ trưởng phòng hỗ trợ điều giải một chút." "Phiền phức, phiền toái gì?" Tạ trưởng phòng lại lấy làm kinh hãi, liên tục không ngừng mà hỏi thăm, thanh âm trở nên có chút lo nghĩ. "Tiêu Phàm là lai lịch gì?" Nàng thế nhưng là rất rõ ràng. "Lão Tiêu gia đích trưởng tôn tại Cố Đô thành phố gặp phải phiền toái, cũng không nên liên lụy đến nhà nàng lão gia tử mới tốt." Những này một cùng hào môn thế gia, tuyệt không phải có thể vì tiện đắc tội. Là như thế này, ta ở tại lớn đường vương triều khách sạn, 302 số 6 gian phòng, nơi này mấy vị khách nhân đều là công an ván, dẫn đội cảnh sát gọi vương đại biển, thái độ tương đối mạnh cứng rắn, sinh ra một chút tranh chấp. Ngoài ra còn có một vị gọi Lê Lạc đồng chí, cũng ở nơi đây, cùng vương đại biển cảnh sát bọn hắn là bằng hiếu, tốt với ta giống tương đối có thành kiến. Lê Lạc, tạ trưởng phòng càng thêm giật mình. Đúng thế, Tạ trưởng phòng thuận tiện tới đây một chút sao? Tiêu Phàm vẫn như cũ không chậm không nhanh nói, điện thoại bên kia, Tạ trưởng phòng hít một hơi thật sâu, luôn miệng nói, "Đương nhiên, đương nhiên, mời Tiêu trưởng phòng chờ một chút, ta lập tức liền chạy tới." "Tiêu trưởng phòng, nếu là Lê Lạc có cái gì không hiểu chuyện địa phương, mời Tiêu trưởng phòng nể tình ta, nhiều hơn tha thứ." "Ta đời trước hắn hướng ngài xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi." Tiêu Phàm cười cười, từ tốn nói, "Tạ trưởng phòng, không khách khí. Hay là cùng ngươi qua đây về sau hiểu rõ tình huống rồi nói sau. Được rồi tốt, ta cái này liền lên đường. Ừm, tiêu phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại, ánh mắt lại rơi vào lê lạc trên mặt. Đầu bị tân lâm một mực đặt tại đá cẩm thạch trên bàn trà, bởi vì đè ép nguyên nhân, lê lạc mặt hoàn toàn biến hình, nhìn qua 10 điểm buồn cười. Tiêu, tiêu tiên sinh, ngươi cho ai gọi điện thoại, có phải là bớt dân ủy chính sách pháp quy chỗ tạ trưởng phòng tạ Minh Thu? Lê Lạc cố hết sức hỏi, bởi vì dùng quá sức nguyên nhân, sắc mặt đỏ bừng lên. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói: "Lê tiên sinh cùng Tạ trưởng phòng là thân thích chứ?" Lê Lạc mặt đỏ bừng bá một chút trở nên tái nhợt, miệng há lớn, nửa ngày nói không ra lời. Vừa rồi Tiêu Phàm cùng Tạ trưởng phòng đối thoại, hắn nhưng là nghe được rất rõ ràng, biểu tỷ ở trong điện thoại đối Tiêu Phàm là cái thái độ gì, hắn càng là nghe được rõ ràng, nguyên bản còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may ai ngờ tiêu phàm trực tiếp đem hắn cùng tạ trưởng phòng quan hệ điểm ra sao không gọi lê lạc trong lòng vừa kinh vừa sợ mình rốt cuộc đắc tội người nào a à? làm sao ngay cả biểu tỷ đều đối với hắn kính cẩn như vậy cẩn thận khó trách nữ nhân bên cạnh hắn hung hãn như vậy một lời không hợp liền đem vương đại biển trực tiếp đạp bay vương đại biển từ ký sự bắt đầu xem chừng liền không có bị thua thiệt như vậy bất quá lúc này lê lạc tự nhiên không tâm tư đi quản vương đại biển chết sống chính mình cũng không chú ý được đến đâu. Già, tiêu phàm đối tân lâm khẽ vuốt cằm, lê lạc chỉ cảm thấy chỗ cổ buông lỏng, kia cỗ nặng hơn ngàn cân áp lực lập tức biến mất không thấy gì nữa, lập tức bị người sách ở cổ áo, vừa lôi vừa kéo ném đến một bên ghế sofa bên trong. Ngồi xuống, chia dạ yêu thiêu thân, tân lâm thanh âm lạnh như băng lần nữa tại vang lên bên tai. Yên tâm yên tâm, không sẽ không hội. Lê Lạc kìm lòng không đặng liên tục gật đầu, trên mặt tận lực cố nặn ra vẻ tươi cười đến, miệng bên trong nói năng lộn xộn nói nhìn xem lê lạc dáng vẻ chật vật uyển thiên thiên lạc lạc cười không ngừng đường huyên lại nhẹ nhàng lắc đầu lê lạc nháy mắt xấu hổ mặt mo đỏ bừng xấu hổ vô địa hận không thể lập tức tìm đầu kẽ đất chui vào tiêu phàm lại không để ý đến hắn nữa phối hợp cầm lấy cái kia tạp ngọc bình bát cẩn thận thưởng thức tiêu tiên sinh thật xin lỗi thật xin lỗi đây là cái lầm hội thật vất vả lê lạc bình tĩnh tâm thần đầu óc vận chuyển lại bắt đầu liên tục không ngừng hướng tiêu phàm xin lỗi. Từ biểu tỷ đối tiêu phàm thái độ, Lê Lạc cũng có thể đoán được, tiêu phàm địa vị, tuyệt đối không đơn giản. Tiêu phàm nhẹ khẽ vẫy một cái tay, ngừng lại Lê Lạc xin lỗi, ra hiệu hắn không nên quấy dày chính mình. Lê Lạc vội vàng im lặng, thần sắc ngượng ngùng, rất không có ý tứ. Nhìn ra được, tiêu phàm từ đầu đến cuối đều không thế nào đem mình coi ra gì. Ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là cố ý ở trước mặt mình ngạo khí, bây giờ mới biết, người ta là thật không thèm để ý chỉ bất quá trong phòng yên tĩnh không bao lâu phòng ở bên ngoài lại náo nhiệt lên tại mấy tên cảnh sát cùng khách sạn nhân viên phục vụ cố gắng dưới một mực hôn mê bất tỉnh vương đại biển rốt cuộc tỉnh lại sau đó chính là kinh thiên động địa gầm thét vương bát đản cho lão tử sông đi vào đánh cho đến chết vương đại đội trưởng là thật khí hỏng trong bụng còn rời sông lấp biển ngực buồn bực đau nhức không thôi cả một đời không có bị thua thiệt như vậy tại cố đô thành phố có người dám trực tiếp đạp bay cục thành phố vương trưởng cục nhi tử nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. huống chi vương đại biển hay là loại kia nóng nảy phích lịch tính tình còn vẫn luôn bị làm hư. đầu lính không được a à. một tên cảnh sát thấp giọng nói vương bát đàn cái gì không được lão tử nói được thì được cho lão tử xông đi vào đánh đánh cho đến chết. vương đại biển càng thêm khàn cả giọng giống giận mấy tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải. Lê Lạc như bị hỏa thiêu cái mông, từ ghế sofa bên trong nhất bính lão cao, đang chuẩn bị hướng ngoài cửa chạy, đột nhiên lại lấy lại tinh thần, vội vàng hướng tiêu phàm bái, thấp giọng nói, tiêu trưởng phòng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, vương đại biển tiểu tử này là cái ngu đần, ta đi cấp hắn nói rõ một chút tình huống. Lê Lạc một câu nói còn chưa dứt lời, vương đại biển lại giống giận, đều thất thần làm gì. Cho lão tử sông đi vào đánh A, xảy ra chuyện, ta phụ trách, Người phụ trách, người thua cái gì chứ? Đồ hốn trướng, liền ở thời điểm này, một cái khác tương đối thanh âm già nua cũng giống giận, tựa như cuồn cuộn kinh lôi, tại mọi người trên đầu ù ù lăn qua. Cùng lúc đó, một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, hiển nhiên đến không ít người. Cha, nguyên bản còn tại nổi điên vương đại hải đốn lúc liền sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua một vị chính vội vã chạy tới năm mười mấy tuổi nam tử, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nam tử này tóc hoa dâm, thân mặc cảnh phục, mang theo cấp hai cảnh giám quân hàm, không có chụp mũ, bước nhanh mà đến, lớn khỏa mồ hôi theo hoa dâm thái dương gợn sóng mà xuống, ngực không ngừng chập trùng, thở hổn hển không thôi. Cùng cấp hai cảnh giám cùng một chỗ tới, còn có mấy tên cao giai cảnh sát, cùng hai tên thân mặc tiện trang khoảng 30 tuổi nam nữ. Từng cái thần sắc vội vàng, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ vẻ bất an. chương 318, không biết trời cao đất rộng. Cha, ngươi, làm sao tới rồi? nhìn thấy hai vị kia mặc tiện trang nam nữ trẻ tuổi, vương đại biển càng là cảm thấy không ổn, cả gan hỏi. Đồ hốn trướng, cấp hai cảnh dám nhanh chân đi tới vương đại biển bên người, không nói hai lời, xoay tròn cánh tay chính là một bạt tai. Ba, vương đại biển lại không nghĩ tới hắn lão tử sẽ làm chúng động thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị phiến vừa vặn. Vương trưởng cục một tát này, thế nhưng là làm đủ sức mạnh, dù là vương đại biển cao lớn thô kịch, cũng là ứng thanh ngã gục, bị một bà tai này rắn rắn chắc chắc phiến ngã xuống đất. Hai cái răng bay ra ngoài, nửa bên mặt lập tức sưng lên thật cao, vương đại biển miệng đầy huyết tinh, chỉ cảm thấy toàn bộ giường tử đều lỏng độc, liên tục không ngừng đưa tay che, nhìn về phía hắn lão tử ánh mắt sớm đã tràn ngập sợ hãi. Ba ngày không đánh, bên trên phòng bóc ngói, người cái tình trùng lên não, ta nếu không đến, người dám thanh trời đâm cái lỗ thùng. Vương trưởng cục đưa tay chỉ tay vương đại biển, tức giận đến toàn thân loạn run, hai mắt trừng trừng, phách đầu cái não chính là một trầu thoá mạ. Vương Đại Biển hoàn toàn bị đánh mơ hồ, bụng mặt một chữ đều nói không nên lời. Bất quá nhìn thấy dạng này tư thế, hắn chính là lại 200 năm, cũng biết gây phiền. Không nghe hắn lão tử nói, dám thanh trời đâm cái lỗ thùng. Cố đô thế nhưng là phó tỉnh cấp thành thị, hắn lão tử chính là phó thị trưởng kiêm cục trưởng công an, chính thính cấp cán bộ lãnh đạo. Thanh mấy tên này đều còng, áp trở về cục đi, giam lại. Vương trưởng cục lập tức vung tay lên, quát, cùng hắn cùng đi mấy tên cao dài cảnh sát cùng kêu lên đồng ý, bước nhanh đến phía trước, hướng mấy cái kia cảnh sát mặc thường phục quát, mình thòng. Đến bọn hắn loại này tầng cấp cảnh sát, tăng thêm tới vội vàng, nhưng vẫn chưa tùy thân mang theo còng tay. Trong lúc này, đi theo vương đại biển cùng một chỗ tới mấy tên cảnh sát mặc thường phục, nơi nào còn dám nói nửa cái không chữ, ngoan ngoãn móc ra còng tay, ngoan ngoãn cho mình còng lại. Vương trưởng cục tự tay từ Vương đại biển bên hôm rút ra còng tay, tự tay cho nhi tử còng lại. "Mang đi." "Vâng, Vương trưởng cục." Hiển nhiên mấy tên cảnh sát liền muốn đem Vương đại biển bọn người áp đi, vị kia chừng 30 tuổi cô gái trẻ tuổi, bỗng nhiên gọi một tiếng. Vương trưởng cục vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, hạ giọng trưng cầu mà hỏi thăm Tạ trưởng phòng. Tạ trưởng phòng nhẹ nhàng lắc đầu, Vương trưởng cục hiểu ý, hướng một vị cao giai cảnh sát khoát tay áo. Gia hiệu bọn hắn tạm thời không vội mà đem vương đại biển bọn người áp đi. Tạ trưởng phòng ý tứ rất rõ ràng, đều còn chưa từng gặp qua chính chủ, cứ như vậy đem vương đại biển bọn người tự tiện xử trí, nhưng không biết người ta vui không vui lòng. Càng là lợi hại dỗ dành hàng hiệu nha nội, càng là không cao hứng người ta cho mình quyết định. Tạ trưởng phòng cùng bên người nam tử trẻ tuổi liếc nhau, hít một hơi thật sâu, chậm rãi hướng về 302 số 6 gian phòng đi đến. Kia thanh niên nam tử thì theo sát phía sau tiêu trưởng phòng, ngài tốt, ta có thể vào không? Cứ việc cửa phòng cứ như vậy lớn mở rộng ra, vào cửa trước đó, tạ trưởng phòng hay là rất lễ phép mà gõ cửa trước, ôn nhu hỏi. Tạ trưởng phòng mời tiến vào, tiêu phàm chậm rãi thả ra trong tay tạp ngọc bình bát, ngồi thẳng người, cao giọng nói. Tạ trưởng phòng cùng thanh niên nam tử lúc này mới vào phòng. Biểu tỷ, tỷ phu, Lê Thiếu sớm đã đứng dậy, hướng về phía tạ trưởng phòng cùng thanh niên nam tử gọi một tiếng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi sắc. Tạ trưởng phòng cùng thanh niên nam tử ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút, trực tiếp hướng về tiêu phàm đi qua, đầy mặt mỉm cười. Một mực chờ bọn hắn đi tới trước mặt, tiêu phàm mới không chậm không nhanh đứng dậy, đưa tay cùng bọn hắn đem nắm. Tiêu trưởng phòng, hai năm không gặp, phong thái càng hơn trước kia a. À. Tạ trưởng phòng cầm thật chặt tiêu phàm tay, liên tục lay động. Lê thiếu vị này biểu tỷ, nhìn qua ước chừng chừng ba mươi tựa hồ so lê là còn muốn trẻ tuổi một phân, mặc rất chính thức nữ sĩ trang phục nghề nghiệp, mang một bộ đồi mồi kính mắt, ngang tai tóc ngắn, toàn thân nồng đậm thư quyển khí tức, cùng lê là cao điệu trương dương, hoàn toàn khác biệt. Xem như rất điển hình biết họ mỹ nữ, nghe nàng cùng tiêu phàm hàn huyên ngữ, giống như lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc, kỳ thật cũng liền đánh qua một lần quan hệ. Tạ Minh Thu tại tần quan bất dân tộc ủy ban làm việc, là bất dân ủy chính sách pháp quy chỗ trưởng phòng. Hai năm trước, tần quan bất tổ chức qua thật lớn tế điện hiên viên đại đế điển lễ, quốc gia dân ủy, tông giáo cục đều phái viên tham dự, cùng cử hành hội lớn. Tiêu phàm tùy hành xem lễ, tần quan bất bên này phụ trách tiếp đãi bọn hắn tông giáo cục một nhóm, chính là bất dân ủy vị này biết họ Mỹ nữ trưởng phòng tạ Minh Thu. Tạ Minh Thu biết tiêu phàm là tiêu gia đích tôn, về sau lại với hắn điện thoại liên lạc qua một lần, nghĩ muốn nhờ đến thủ đô đi công tác cơ hội, hẹn tiêu phàm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, bị tiêu phàm uyển cự. Tạ Minh Thu làm người cực kỳ thông minh, từ tiêu phàm thái độ này bên trong, lập tức liền minh bạch, Tiêu Phàm không có ý định cùng nàng xâm nhập kết giao, cũng liền không lại miễn cưỡng. Cùng những này hàng hiệu nha nội thâm giao, cũng là cần duyên phân. Lại không nghĩ tới, hai năm sau Tiêu Phàm nặng phó Cố Đô, lẫn nhau lại tại dạng này trường hợp gặp nhau, thực tế có đủ lúng túng. Đẩy nguyên hỏa bắt đầu, tự nhiên đều muốn quái tại lê lạc trên thân, chỉ là dưới mắt, lại không phải giáo huấn lê lạc thời điểm tạ trưởng phòng quá khen, tiêu trưởng phòng, đây là ta người yêu lưu hoành, tại đông bộ chua minh huyện làm việc. Tạ Minh Thu tăng cường cho tiêu phàm dẫn giới bên người nam tử trẻ tuổi. Lưu hoành cũng là ba mười mấy tuổi bộ dáng, đeo một cặp mắt kiếng gọng đen, cùng tạ Minh Thu đồng dạng, toàn thân thư quyển khí tức. Bất quá hơi một cẩn thận, liền có thể phát hiện, hai vợ chồng đều tại thư quyển khí tức bên trong lộ ra mơ hồ khôn khéo. Lưu hoành vốn là tạ Minh Thu lão tử tạ Hồng Toàn thư ký, bởi vì cưới thị ủy thư ký nữ nhi mới không tốt tiếp tục lưu lại cố đô văn phòng thị ủy công sảnh làm việc trước đây ít năm tại tạ hồng toàn an bài xuống viễn phó đông bộ lạc hậu chuông minh huyện đảm nhiệm huyện ủy thư ký chiếu tạ hồng toàn ý tứ người trẻ tuổi chính là muốn nhiều hơn rèn luyện luôn ở tại nhà ấm bên trong không lớn được hôm nay cũng là trùng hợp lưu hành ngay tại trong tỉnh họp liền đụng tới cái này việc sự tình tự nhiên hai vợ chồng đồng loạt chạy tới lưu thư ký người tốt Tiêu Phàm mỉm cười cùng Lưu Hoành nắm tay, "Tiêu trưởng phòng, ngài biết ta." Lưu Hoành giật nảy cả mình, vội vàng nói, đảo mắt hướng Thê Tử nhìn lại, Tạ Minh Thu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu mình vẫn chưa đem Lưu Hoành chức vụ nói cho Tiêu Phàm, lại không biết Tiêu Phàm làm sao biết Lưu Hoành chức vụ, chẳng lẽ đã sớm đang điều tra bọn hắn lão người của Tạ gia tế quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Minh Thu chỉ cảm thấy toàn thân hàn ý nổi lên. Cái này thật là không phải cái gì tốt hiện tượng. Tiêu phàm cười cười, nói thất phẩm trưởng lại, chăm dặm vì hầu, tướng mệnh tự nhiên không giống bình thường. Cái gọi là quan tướng, bình thường nắm quyền lớn quan viên, đúng là có quan tướng. Nhưng muốn rõ ràng nhìn ra quan cư mấy phẩm, kia cũng không phải là bình thường thầy tướng có thể làm được. Tiêu chân nhân tự nhiên có thể nhìn ra được, tiêu trưởng phòng thật hài hước, lưu hoành lòng tràn đầy lo sợ, miễn cưỡng cười một tiếng, nói. Hắn nhưng không tin cái gì tướng mệnh, chẳng lẽ tiêu ra đích trưởng tôn, sẽ còn xem tướng cho người không thành. Trăm phần trăm là trước đó đối bọn hắn tiến hành qua hiểu rõ nhất định. Tiêu phàm tự nhiên cũng sẽ không lại nhiều chỗ giải thích, liền để bọn hắn đi nghi thần nghi quỷ tốt. Trong lòng bọn họ càng là không nỡ, ứng đối với chuyện này thì càng cẩn thận từng ly từng tí. Tạ trưởng phòng, tạ bí thư thân thể tốt ra, ta lần này đến cố đô là việc tư, không có đến nhà bái phòng tạ bí thư, thật sự là thất lễ. Tiêu phàm tuần hoàn theo vốn có xã giao lễ nghi, nói tạ minh thu vội vàng nói tạ tạ tiêu trưởng phòng quan tâm cha ta thân thể cũng không tệ lắm đến nhà bái phỏng là không dám nhận tiêu trưởng phòng đại giá quang lâm cố đô chúng ta không có tốt tiếp đãi chu đáo thất lễ chính là chúng ta a à. còn xin tiêu trưởng phòng nhiều hơn tha thứ tiêu phàm khoát tay áo nói tạ trưởng phòng lời khách khí liền không nói muộn như vậy còn kinh động hai vị thật sự là thật có lỗi vị này lê tiên sinh là tạ trưởng phòng thân thích a à ánh mắt mọi người, rốt cuộc rơi vào Lê Lạc trên thân. Lê Lạc sớm đã dọa đến choáng váng choáng não, chỉ muốn tránh ở một bên không lên tiếng, lúc này cũng biết không tránh thoát, đành phải kiên trì hướng phía tiêu phàm liên tục hạ thấp người, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, nói tiêu trưởng phòng, thật xin lỗi thật xin lỗi, hiểu lầm hiểu lầm, thật là một cái lầm hội. Ta, ta thật không biết huyền tiểu thư là bằng hữu của ngươi. Không biết mới là lạ. Lê Thiếu nói rõ chính là muốn lấy tiền nện choáng tiểu bạch kiểm bạn gái chỉ là lúc này, cũng chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ còn dám nói, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Tạ Minh Thu cùng Lưu Hoành nghe xong liền hiểu được, hợp lấy là vì chuyện của nữ nhân, hơn nữa còn là Lê Lạc chủ động đi chiêu chọc tiêu phàm, muốn đoạt tiêu phàm nữ nhân. Đây thật là ông cụ thắt cổ chán sống, tạ Minh Thu trong đầu cái kia khí A, như là người khác dạng này đắc tội tiêu phàm, vậy dễ làm, chẳng cần biết hắn là ai, trước bắt dậy lại nói. Cái này không cục thành phố vương trưởng cục cũng cùng một chỗ tới, thuận tiện đây. Hết lần này tới lần khác cái này vội vã muốn chết hàng, là nàng thân biểu đệ, nàng cô mụ nhi tử. Không nói đến muốn hay không cứu lê lạc, việc này cũng nhất định phải phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Không phải, làm không tốt liền sẽ đem tạ ra kéo vào. Tiêu trưởng phòng, thật sự là thật có lỗi, lê lạc là ta biểu đệ, ta cô mụ tiểu hài. Niên kỷ của hắn nhỏ, không hiểu chuyện, chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, có mắt mà không thấy thái sơn còn xin tiêu trưởng phòng tha thứ lần này ta khẳng định hảo hảo quản giáo hắn trong lúc này tạ minh thu trong đầu lại dính nhau cũng chỉ có thể cố nén lửa giận ăn nói khép nép hướng tiêu phàm cầu tình nàng nếu là cái thân nam nhi ngược lại dễ làm tựa như vương trưởng cục như thế đi lên trước hết cho lê lạc một cái hỏa thiêu cái tát lại nói liệu tất một tát này vỗ xuống đi tiêu phàm hơn phân nửa khí đều tiêu thân cô mụ tiêu phàm truy hỏi một câu thân cô mụ, cha ta liền hai huynh muội cho nên, bình thường ta cái này biểu đệ là có chút nuông chiều, lúc này, khẳng định hảo hảo giáo huấn hắn, cho hắn biết đạo lý làm người. Tạ Minh Thu khẽ cắn môi, đáp, dù sao loại này trí thân quan hệ, kia là không gạt được. Lê Lạc dạng này không biết trời cao đất rộng, nói đến tạ Minh Thu lão tử tạ Hồng Toàn thật đúng là điểm trách nhiệm. Tạ Hồng Toàn chỉ có hai cái nữ nhi, không có nhi tử, đối cái này cháu trai liền không khỏi coi trọng mấy phân, tăng thêm lê lạc miệng ngọt, còn ngày thường một bộ tốt túi ra, liền càng thêm chiếm được tạ hồng toàn niềm vui, nhiễm nhiên lấy cố đô thành phố thứ nhất nha nội tự cho mình là. Tốt ha, ta biết, lưu thư ký, tạ trưởng phòng, cảm ơn các người muộn như vậy chạy tới. Ta có chút mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi, trầm ngâm một lúc, tiêu phàm gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Trường 319, Lớn Phi Tạ Minh Thu cùng Lưu Hoành liếc nhau, đầy bụng điểm khả nghi. Nghe Tiêu Phàm ý tứ trong lời nói, việc này dừng ở đây, cứ như vậy tính rồi. Thật có dễ dàng như vậy chuyện tốt, Tiêu trưởng phòng, Tạ Minh Thu thử thăm dò hỏi một câu. Tiêu Phàm khoát tay áo, thân thể về sau có chút khẽ nghiêng, nhìn qua, Tiêu trưởng phòng là thật mệt mỏi. Tạ Minh Thu nghĩ nghĩ, còn định nói thêm, Lưu Hoành liền nhẹ nhàng kéo một phát ống tay áo của nàng, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tạ Minh Thu hiểu ý vội vàng đổi giọng nói, vậy chúng ta liền tạm thời không quấy giày tiêu trưởng phòng, tiêu trưởng phòng nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng ta lại đến. Tiêu phàm từ tốn nói, tạ trưởng phòng một mảnh hảo tâm, đa tạ. Ta lần này đến tần quan, có chút chuyện tình muốn làm, mời tạ trưởng phòng lưu thư ký có thể nhiều hơn thông cảm. Được rồi tốt, tiêu trưởng phòng, chúng ta minh bạch. Lưu hoành vội vàng tiếp lời đầu, không người một chút, nói, lại hướng lê lạc nháy mắt. Lê lạc hiểu ý, chậm rãi hướng cổng chuyển bước, lại là chăm chú đình chỉ hô hấp, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Lúc này, trong nhà bất cứ người nào nhẹ nhàng một hư, chỉ sợ đều sẽ đem Lê Thiếu Dọa đến một cái mông đôn ngồi dưới đất đi. May mắn không ai lên tiếng, từ khi Tạ Minh Thu lưu Hoành đuổi tới khách sạn về sau, liền lại không ai đem Lê công tử coi ra gì. Mắt thấy Lê Lạc đã dần dần rời tới cửa, Tiêu Phàm cũng không có uống ngăn hắn ý tứ, lưu Hoành cùng Tạ Minh Thu lại liếc nhau lại hướng tiêu phàm khom người một chút, lại cười nói gặp lại, song song lui ra ngoài cửa, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Lớn đường vương chiều không hổ là cấp 5 sao khách sạn, cái này cửa phòng coi như rắn chắc, bị vương đại biển một cước đá văng, thế mà cũng không hề hoàn toàn hư hao, còn có thể khép đến bên trên. Cửa phòng vừa mới hợp lại bên trên, Lê Lạc liền bỗng nhiên dựa vào ở trên vách tường, một tay xoa ngực, chậm rãi hướng trên mặt đất trượt chân, lại là khẩn trương quá đáng, không thể kiên trì được nữa làm sao rồi? Tạ Minh Thu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, rất chán ghét nói. Hòa nói bên trong kỳ thật nàng cũng rất nuông chiều cái này biểu đệ, mà lê lạc cũng xác thực rất biết hống người. Chỉ là lúc này tự nhiên là thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Không, không có việc gì biểu tỷ ta, ta thở một ngụm. Lê lạc sợ biểu tỷ hiểu lầm, vội vàng giải thích một câu, ánh mắt lấp lóe, không dám cùng Tạ Minh Thu đối mặt, lại may mắn thế nào cùng Vương Đại Biển ánh mắt đối mặt chỉ thấy vương đại biển hai tay còng tay ở sau lưng má trái sưng lên cao khóe miệng cũng phá một khối lớn còn không ngừng có tơ máu từ đóng chặt miệng bên trong tràn ra tới muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật hai người đều cười khổ một tiếng cái này thật là tính là một đôi cá mè một lứa vương trưởng cục lập tức dựa vào tới hạ thấp giọng hỏi lưu thư ký tạ trưởng phòng thế nào tạ minh thu nhẹ hư một tiếng sờ lên cổ một câu cũng không chịu nói nhiều nói thật qua nhiều năm như vậy, tạ Minh Thu cái này cũng vẫn là lần đầu tại trước mặt người khác như vậy ăn nói khép nép. Dù là đối mặt chính là lão tiêu gia đích hệ tử đệ, tạ Minh Thu cũng cảm thấy ủy khuất không được. Việc này cố nhiên là bởi vì lê lạc mà lên, nhưng nhà ngươi vương đại biển nếu không phải như thế trương cuồng, mang theo súng chạy đến nơi đây đến hổ nháo, cũng không đến nỗi thanh sự tình huyên náo như thế lớn. Hiện tại tiêu phàm nhìn qua là không truy cứu, nhưng việc này thật đúng là không thể cứ như vậy coi xong tiêu phàm mình cũng nói hắn lần này đến đây tần quan là có chút việc tư muốn làm có lẽ cái này việc tư rất quan trọng tiêu phàm trước mắt không nghĩ phức tạp nhưng cùng chuyện riêng của hắn xử lý xong sau đâu đây cũng không phải bình thường đắc tội lê lạc ngấp nghé người ta tiêu nhất thiếu bạn gái trước đây xuất động cảnh sát mang theo súng ống công nhiên đưa rượu lên cửa hàng người tới bắt ở phía sau cái này thật là vào chỗ chết đắc tội với người bình thường nam tử trẻ tuổi ai nhận được cái này cùng tiêu phàm rảnh tay có thể không thu thập lê lạc a mắt thấy vương trưởng cục gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lưu hoành liền nói vương trưởng cục tiêu trưởng phòng đại nhân đại lượng không cùng chúng ta chấp nhận hôm nay trước đến nơi đây đi chúng ta không nên ở chỗ này quấy giày tiêu trưởng phòng việc này a chúng ta đợi chút nữa lại thương lượng ai ai tốt tốt vương trưởng cục liên tục gật đầu xưng là nói thật ra dưới mắt nhất giày vò chỉ sợ sẽ là vương trưởng cục hắn chẳng những sợ hãi tiêu phàm cùng hắn thu sau tính sổ sách, cũng sợ hãi tạ ra thí xe giữ tướng. Thật muốn tiêu phàm không chịu tha thứ, làm không tốt tạ ra sẽ đem hắn lão vương cầm lấy đi làm dê thế tội, ai bảo hắn nhi tử tại người ta tiêu nhất thiếu trước mặt cũng dám móc súng. Vừa rồi tạ Minh Thu lưu hành trong phòng hướng tiêu phàm chịu nhận lỗi thời điểm, vương trưởng cục tại bên ngoài cũng không có nhàn rỗi, cơ bản đem tình huống hỏi rõ ràng. Hỏi phải tự mình cũng một chán mồ hôi lạnh, nhưng Lưu Hoành đã nói như vậy, Vương trưởng cục tạm thời cũng không thể lại có ý kiến khác, chỉ có thể trước đáp ứng. Vô luận như thế nào, chỉ cần tiêu phàm không phải lập tức truy cứu, sự tình liền còn không có hỏng bét cực độ. Có như thế một điểm giảm sóc thời gian, còn có thể suy nghĩ lại một chút cái khác đường giải quyết. Đi thôi, Lưu Hoành đem tay giấu ra sau lưng, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, nguyên bản ồn ào náo động nhất thời khách sạn, lại khôi phục bình tĩnh, những cái kia xem náo nhiệt khách nhân thấy như vậy tư thế, cũng cả đám đều rụt trở về, không dám tiếp tục hướng 302 số 6 gian phòng thò đầu ra nhìn thăm dò. Cho dù ai cũng biết, ở trong đó ở một vị như nhân. Ngay cả Lê Thiếu đều làm cho tè ra quần, đoàn người hay là cẩn thận mới là tốt, nhưng chứa đem sát thần gây đi vào cửa. Cứ như vậy tính rồi, Uyển Thiên Thiên nhìn qua tiêu phàm, hỏi, tựa hồ hơi có chút không cam lòng. Tiêu phàm cười cười, nói chính là cái nhạc đẹp, chúng ta chuyện đứng đắn đều bận không qua nổi đâu, làm sao có thời giờ hao tổn tại dạng này phá sự cấp trên? Đường Huyên khẽ cười nói, một ít, ta xem chừng, coi như người bên này nghĩ giàn xếp ổn thỏa, chỉ sợ bọn họ cũng không chịu. Quyền Thiên Thiên nhãn châu xoay động, cũng cười nói, cũng là, bọn hắn nếu thật là cứ như vậy được rồi, cái kia cũng quá không hiểu chuyện. Nói thế nào cũng được biểu thị một tự động. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, nói ta còn thực sự hy vọng bọn họ không muốn lại đến phiền ta lại đem lê là cùng vương đại biển thu thập một trận tiếp nhận lưu hoành tạ minh thu vương trưởng cục đám người mở tiệc chiêu đãi hảo hảo đắc ý một phen tại tầm thường trong mắt người tự nhiên là giá trị bản thân tăng gấp bội tiêu phàm như thế nào lại như thế nông cạn được rồi được rồi xem ra tối nay không có gì tốt hí nhìn đoàn người tẩy tẩy ngủ đi quyền thiên thiên xoay xoay lưng đầy cõi lòng ủ rũ nói đưa tay dụi dụi con mắt sau khi bị thương không có nội lực thâm hậu trèo trống Tiểu nha đầu liền tương đối dễ dàng mệt nhọc. Tiêu Phàm mỉm cười, nói các ngươi ngủ trước, ta bên này chỉ sợ còn có khách muốn tới. Còn có khách, ai vậy? Uyển Thiên Thiên song nghi nhàn rỗi ở giữa dương lên, liền ở thời điểm này, cửa phòng lại bị người gõ vang, đạc 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 ba tiếng, không chậm không nhanh, lộ ra phi thường có hàm dưỡng. Mời tiến vào, Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, một người trung niên nam tử chậm rãi đi đến. Là ngươi? Uyển Thiên Thiên liền mở to hai mắt nhìn, Đường Huyên cũng hơi kinh ngạc, Tân Lâm cặp mắt đẹp lại có chút bắt đầu híp mắt, trong mắt đẹp tinh quang bắn ra bốn phía. Vị này vào cửa nam tử trung niên, thình lình chính là giám bảo trên đại hội cùng Lê Lạc ngồi cùng một chỗ cái kia tùy hành nhân viên. Lê Lạc đều đã lộn nhào mà chạy mất, lại không biết hắn tìm tới cửa lại ý muốn như thế nào. Tiêu tiên sinh, người tốt, nam tử trung niên đối ba tên Mỹ nữ kinh ngạc ánh mắt làm như không thấy, không chậm không nhanh đi đến phòng khách trung ương tại cách tiêu phàm ba bốn mét chỗ dừng bước khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười thản nhiên rất bình tĩnh nói có chút khom người một chút tiêu phàm cũng đứng dậy hạ thấp người hoàn lễ mỉm cười nói diêm đại sư người tốt nam tử trung niên diêm đại sư sau mi nhẹ nhàng một dương hơi có vẻ kinh dị nói tiêu tiên sinh người biết ta cửu ngưỡng đại danh chính là duyên khan một mặt diêm đại sư cười ha ha một tiếng nói tiêu tiên sinh quá khen bị nhân diêm thái hoa bất quá là sơn giã thôn phu có cái gì đại danh để tiêu tiên sinh kính đã lâu uyển thiên thiên lại không khách khí chút nào nói ai diêm đại sư ngươi cũng đừng che giấu ta biết ngươi cũng là thuật sư biết pháp thuật diêm đại sư nhìn uyển thiên thiên một chút lắc đầu nói uyển cô nương ta không phải thuật sư ta liền sẽ nhìn cái tướng tính cái mệnh thật sao ngươi sẽ xem tướng đoán mệnh vậy ngươi cho ta xem một chút ta là cái gì mệnh diêm đại sư cười cười nhìn kỹ huyền thiên thiên vài lần, nói, huyền cô nương, ngươi là cực quý tướng mệnh, không cần nhìn. Chỉ cần hơi tinh thông tướng thuật người, đều có thể nhìn ra được. Huyền thiên thiên lập tức liền hứng thú, bỗng nhiên nhảy dựng lên, nói cực quý tướng mệnh. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ta làm sao quý rồi. Ngay cả tân lâm đều lộ ra thần sắc tò mò, cứ việc bên người nàng liền có một vị đại thuật sư, nhưng lại chưa bao giờ hướng tiêu phàm hỏi thăm qua, huyền thiên thiên là loại nào tướng cách mệnh lý thậm chí ngay cả mình tướng cách mệnh lý đều chưa từng hỏi qua. Bây giờ vị này Diêm Đại Sư đêm khuya đến nhà, một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, Tân Lâm ngược lại cũng rất muốn biết hắn như thế nào cho Uyển Thiên Thiên xem tướng. Diêm Đại Sư nghiêm mặt nói, Uyển cô nương, tướng cách mệnh lý, tin người có, không tin người cũng có, cũng không phải nói đùa. Lại nói tại tiêu tiên sinh dạng này phương gia tại, ta cũng không dám mua búa trước cửa lỗ ban. Uyển Thiên Thiên vội vàng nói, ta không có nói đùa a à ta là thật tâm thành ý hướng ngươi thỉnh giáo, ta là cái gì quý tướng? Tiêu phàm mỉm cười nói, Diêm Đại Sư một mực thỉnh giảng, không cần phải khách khí. Tốt, vậy ta liền bêu xấu một lần, Diêm Đại Sư cũng là người sảng khoái, không còn nhăn nhăn nhó nhó. Uyển cô nương giữa chán đầy đặn, nhất là nằm tê xương thành phương hình, có thể thấy rõ ràng, biên thành tuyến mơ hồ có thể thấy được, này đại quý chi tướng. Đáng tiếc sinh vì nữ thân, như sinh vì nam thân, coi như không thể chủ thiên hạ, cũng là một đời hào hùng. Như cơ duyên xảo hợp, thậm chí còn có thể thành tiểu quốc chi quân, một thế vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết." Siêm đại sư rất nghiêm túc nói. Quyền Thiên Thiên kêu lên, "Người nói là ta nữ sinh nam tướng. Thân là Yên Chi xã đại đương gia, thứ nhất nữ ma đầu tung hoành giang hồ, có quan hệ tướng mệnh sự tình, cũng nghe người ta nói qua. Cái gọi là nữ sinh nam tướng, tại thầy tướng miệng bên trong, nhưng đều không phải là dấu hiệu tốt lành gì." Diêm đại sư lắc đầu, nghiêm mặt nói, uyển cô nương sai. Nằm tê đúng là thuần dương chi cốt, nữ sinh nằm tê xương, cố nhiên sát khí trùng thiên. Nhưng uyển cô nương không giống bình thường, tướng mạo âm dương tương tế, người cái này xương tướng, mười ngàn có một, sinh vì nữ thân, cứ việc so nam thân hơi kém, như trước vẫn là cao quý không tả nổi. Mặc dù tương lai chưa hẳn có thể mẫu nghi thiên hạ, tối thiểu cũng có thể chính vị Tây Cung. Chúc mừng uyển cô nương, không mất lớn phi chi vị nói, Diêm Đại Sư liền hướng Uyển Thiên Thiên khom người bái thật sâu, thần sắc trang nghiêm. Uyển Thiên Thiên không khỏi sừng sốt. chương 320, Luân hồi Pháp tướng. Uy, tiêu phàm, hắn nói thật giả. Uyển Thiên Thiên chố mắt chốc lát, lập tức quay đầu nhìn về phía tiêu phàm, kêu la, thần sắc có chút cổ quái. Tiêu phàm cười cười, nói, người mới vừa rồi là hướng Diêm Đại Sư cầu tướng, không phải hướng ta cầu tướng. Là thật là giả, không nên tới hỏi ta, Hỏi chính ngươi tướng tin vẫn là chưa tin liền có thể. Nhưng hắn nói, ta tương lai là hoàng đế tiểu lão bà. Uyển Thiên Thiên tiếp tục ồn ào, Đường Huyên cùng Tân Lâm liếc nhau, thần sắc cũng giống vậy mười điểm cổ quái. Diêm đại sư nghiêm mặt nói, Uyển cô nương là quý phi chi vị. Uyển Thiên Thiên khoát tay chặn lại, kêu lên, mặc kệ là quý phi cũng tốt, cái gì cũng tốt, tóm lại là tiểu lão bà nha. Diêm đại sư cũng là sướng sờ, thế mà sách không ra phản bác ngư tới quyền thiên thiên lời nói này phải là tương đối trực tiếp lại cũng là sự thật trừ hoàng hậu là hoàng đế vợ cả bên ngoài nó dư tần phi nghiêm chỉnh mà nói đó chính là tiểu lão bà chỉ là hoàng đế tần phi tại người bình thường trong mắt đây chính là vô so cao quý các loại tướng lý bên trong đây cũng là đại quý chi tướng ai tiêu phàm nói như vậy tương lai ngươi muốn làm hoàng đế quyền thiên thiên bỗng nhiên lại đối tiêu phàm kêu lên đường huyên hé miệng cười khẽ Tân Lâm sắc mặt lại có mấy phân không vui. Về phần tiêu chân nhân, lại là nhức đầu vô so, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Quyền thiên thiên cái này liên tưởng năng lực, cũng không tránh khỏi quá cường hãn chút. Diêm đại sư nhưng không có cười, tử quan sát khi tiêu phàm tướng mạo, phút cuối cùng, khe khẽ thở dài, nói tiêu tiên sinh, xin thứ cho ta bản lĩnh nông cạn, nhìn không ra. Tiêu phàm thân là đại thuật sư, trên thân trời cơ che đậy chi lực cực mạnh, tại bình thường thầy tướng trong mắt hắn chính là cái vô tướng người tiêu phàm mỉm cười hỏi diêm đại sư đêm khuya tới chơi không phải vì đến cho chúng ta thôi diễn tướng mệnh a à. tiêu tiên sinh tuệ nhãn ta đúng là vì cái này bình bát đến nói diêm đại sư ánh mắt liền quét về phía bầy ở trên bàn trà tạp ngọc bình bát không che giấu chút nào trong mắt mình hướng tới chi sắc thật xin lỗi diêm đại sư cái này bình bát là chúng ta không đợi tiêu phàm mở miệng nguyễn thiên thiên lập tức tiếp nhận câu chuyện cái này tạp ngọc bình bát, tiêu phàm nói qua là ngọc rùa cho hắn gợi ý, không hề nghi ngờ cực kỳ quan trọng. Tiêu chân nhân là khải đế quân tử, không thiện cùng người có kè mặc cả, loại sự tình này đương nhiên phải từ nữ hải ra mặt. Diêm đại sư không thèm để ý huyền thiên thiên, trực tiếp đối tiêu phàm nói tiêu tiên sinh, không nói gạt ngươi, cái này bình bát đối ta mà nói quá trọng yếu, nếu như không phải lê lạc lừa dối, tại dám bảo trên đại hội, ta là sẽ cùng tiêu tiên sinh đấu giá được ngọn nguồn uyển thiên thiên cười lạnh một tiếng nói diêm đại sư nói như vậy ngươi cũng không phải người tốt lành gì đại khái ngươi cảm thấy lê lạc có thể ỷ thế hiếp người đã dạng này còn có cái gì dễ nói cứng rắn đoạt không thành liền đến nhuyễn công phu diêm đại sư liếc uyển thiên thiên một chút lạnh nhạt nói uyển cô nương ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giả bộ chính nghĩa vô so ta mặc dù không biết uyển cô nương nội tình nhưng trong cơ thể ngươi âm sát khí như vậy nồng hậu dày đặc có thể thấy được ngươi nghề nghiệp, cũng chưa chắc quang minh chính đại. Liền không cần ta điểm phá đi, Uyển thiên thiên không khỏi giận dữ, mắt hạnh trợn lên, lạnh cười nói, đúng, bản cô nương chính là cái trộm mộ, vậy thì thế nào? Nghề nghiệp của ta ám muội không có nghĩa là ngươi muốn ỉ thế hiếp người liền rất chính nghĩa, chúng ta tám lạng nửa cân, đại ca không nói nhị ca. Hiện tại cái này bình bát chúng ta đã chụp được đến, bản cô nương 2 triệu cũng hoa ra ngoài, đây chính là ta đồ vật. Người mơ tưởng trong tay ta lấy đi. Người ở đây không được hoan nghênh, mời đi. Tiểu nha đầu lại có điểm thẹn quá hóa giận, ngược lại cũng có hứng thú. Diêm đại sư sắc mặt lập tức trở nên âm trầm như nước, khóe mắt không ngừng run rẩy, cho thấy phải ở sâu trong nội tâm cũng rất là phẫn uất. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, Diêm đại sư, thiên thiên lời nói mặc dù nói đến trực tiếp một điểm, nhưng trên cơ bản cũng là ta ý tứ. Cái này bình bát đối người rất trọng yếu, đối ta cũng giống vậy trọng yếu. Cho nên, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn, nếu như không có chuyện gì khác, vậy ta liền không giữ lại. Lại là đồng dạng hạ lệnh trục khách, Uyển Thiên Thiên liền méo méo miệng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bất kể nói thế nào, thời khắc mấu chốt, Tiêu Phàm hay là hướng về nàng, rất bao che khuyết điểm. Diêm đại sư cười ha ha một tiếng, nói Tiêu tiên sinh, lời nói đừng bảo là phải như thế tuyệt đối, bất kỳ cái gì sự tình đều có chỗ thương lượng chỉ cần tiêu tiên sinh nguyện ý đem cái này bình bát chuyển nhường cho ta, ta cũng tất nhiên sẽ xuất ra để tiêu tiên sinh hài lòng đồ vật đến trao đổi. Trao đổi, thật xin lỗi, mặc kệ ngươi xuất ra thứ gì, chúng ta đều không hiếm có. Uyển thiên thiên thở phì phò nói, thật sao, tiêu tiên sinh, thật ngay cả vật này, ngươi cũng không động tâm. Diêm đại sư cũng không để ý tới Uyển thiên thiên, trực tiếp từ trong túi móc ra một vật, đưa tới tiêu phàm trước mặt. Uyển thiên thiên, tân lâm, đường huyên bọn người mở to hai mắt nhìn, nhìn qua, đây chẳng qua là một tiểu trương trang giấy mà thôi, xếp thành tứ phương hình dạng, vô cùng bẩn, thực tế không giống giá trị 2 triệu dáng vẻ. Tiêu phàm song mi có chút nhân lại, không có vội vã đi đón mảnh giấy kia, hỏi, Diêm Đại Sư, người cái này là ý gì? Tiêu tiên sinh, lời ta muốn nói, đều viết ở trên đây, người vừa nhìn liền biết. Diêm Đại Sư cười cười nói, một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Tốt a, à, kia ta xem một chút, Tiêu phàm nhẹ gật đầu, đâm nghiêng bên trong một con tiêm tiêm tố thủ rũi tới, Diêm Đại Sư còn chưa có lấy lại tinh thần đến, trang giấy liền đã đến tân lâm trong tay. Diêm Đại Sư trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Động tác này cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút, tân lâm đem trang giấy tiếp nhận đi, tiện tay mở ra, Uyển Thiên Thiên cùng Đường Huyên cũng góp qua đầu đến xem, lại từng cái lộ ra mê hoặc vẻ khó hiểu. Lại chỉ thấy sản xuất bên trên viết mấy câu ngữ, còn vẽ lấy ba cái đơn giản hình ảnh. Cái này, giống như có điểm giống luân hồi chặng đường mặt địa ngục quỷ đói. Quyền thiên thiên thật dài tiệp mau chấp mấy lần, tự nhủ nói, lại nhìn đường huyên một chút, nhị tỷ người còn có hay không một chút ấn tượng. Thân là yên chi xã đại đương gia nhị đương gia, thường xuyên tiến vào các loại cổ mộ, Phật ra các loại chùa miếu cũng đi qua, những này âm trầm kinh khủng hình ảnh, luôn có giống như đã từng quen biết y tứ. Đường huyên nhíu mày nghĩ nghĩ, trần chờ nói, là có điểm giống lục đạo luân hồi địa ngục quỷ đói, nhưng những này đồ án quá đơn giản, chỉ có thể hiểu ý, khó mà ngôn truyền. Tân Lâm không nói một lời, đem trang giấy giao cho tiêu phàm. Làm tiêu chân nhân cận vệ, Tân Lâm chủ yếu là kiểm tra một chút cái này trang giấy bên trên có cái gì huyền cơ, về phần trang giấy bên trên viết nội dung, nàng liền mặc kệ, tự nhiên do tiêu chân nhân mình đi phân rõ. Tiêu phàm tiện tay tiếp nhận đi, liếc qua, hai mắt lại bóng dưng trợn tròn, nguyên bản bình tĩnh trên mặt, lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Làm sao rồi? Huyền Thiên Thiên bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh gì cùng biến cố, thế mà để nhất quán bình tĩnh như nước tiêu phàm bỗng nhiên biến thành bộ dáng như thế. Đừng bảo là Huyền Thiên Thiên đường nguyên, dù coi như là Tân Lâm, đi theo tiêu phàm hơn 3 năm thời gian, tựa hồ cũng chưa từng thấy qua có khiếp sợ như vậy thời điểm. Đối tam nữ kinh ngạc, tiêu phàm hoàn toàn không để ý, phảng phất lấy ma nhất, hai mắt một mực chăm chú vào kia nếp gấp giống như tiểu trang giấy bên trên, trên mặt chấn kinh chi sắc, không có chút nào thư giãn. Là cho nên luân hồi chi đạo, đi lui tới phục, như luân hồi xoáy, sáu đạo thay đổi, vòng đi vòng lại, không có không lượt. Tiêu phàm miệng bên trong thì thảo có âm thanh, tân tỷ tỷ, đây là vật gì a? À? Uyển thiên thiên thực tế nhẫn nại không được, hạ giọng hướng tân lâm hỏi. Dù sao tân lâm cùng tiêu phàm ở cùng một chỗ thời gian vượt xa nàng cùng tiêu phàm nhận biết thời gian, lại một mực cùng tiêu phàm ở tại chỉ thủy xem, những này thần thần bí bí đồ vật, khẳng định so với mình hiểu nhiều lắm. Tân Lâm cũng rất mê võng, lắc đầu, thấp giọng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, giống như cùng hắn tu luyện, luân hồi tướng, có chút liên quan. Luân hồi tướng, kia lại là cái gì? Quyền thiên thiên càng thêm mơ hồ. Đối với vô cực chín tướng thiên độ giải tán giật tình hình, Tân Lâm là biết đến, thiên nhân thiên 10 không còn một, trường sinh thiên cùng tạo hóa thiên hoàn toàn thiếu thốn, thậm chí ngay cả tiêu phàm dốc lòng tu luyện luân hồi thiên kỳ thật cũng là không hoàn chỉnh, theo tiêu phàm nói, nguyên thiên thiếu ước chừng 23 phần 10. Những tình huống này, tân lâm tự nhiên sẽ không đối uyển thiên thiên nhắc lên. Tiêu phàm cũng không có nói qua, nhưng là tân lâm lại biết, từ khi lần trước vì tiêu lão ra tử nghịch thiên cải mệnh, tiêu phàm lọt vào cường địch tập kích, mặc dù bảo trụ tính mệnh, lại cảnh giới giảm lớn, các loại ác làm trái tướng liên tục xuất hiện. Muốn một lần nữa đem luân hồi tướng tu luyện tới cảnh giới viên mãn, theo tiêu phàm nói, liền nhất định phải đem luân hồi thiên thất lạc những cái kia thiên chương tìm trở về, lúc này mới có thể mở ra lối riêng, tái tạo luân hồi. Nhìn tiêu phàm khiếp sợ như vậy, miệng bên trong nhắc tới lại có luân hồi hai chữ, tân lâm liền mơ hồ đoán được, diêm đại sư sản xuất bên trên ghi lại những nội dung này, khả năng chính là tiêu phàm khổ sở khổ tìm kiếm. Diêm đại sư thì mỉm cười đứng lặng một bên, tựa hồ đối với này sớm đã có đoán trước. Ước chừng một chén trà quang cảnh quá khứ, tiêu phàm mới bỗng nhiên ngẩng đầu đến ánh mắt nhấp nháy tiếp cận diêm đại sư trầm giọng nói diêm đại sư những vật này nơi nào đến diêm đại sư cười ha ha một tiếng nói tiêu tiên sinh cái này ngươi cũng không cần truy vấn ngọn nguồn ta liền muốn hỏi tiêu tiên sinh những này khẩu quyết cùng pháp tướng có phải là tiêu tiên sinh cần thiết tiêu phàm nhẹ gật đầu nói không sai diêm đại sư những này khẩu quyết cùng pháp tướng xác thực đều là ta cần thiết nhưng diêm đại sư cũng hẳn là rõ ràng khẩu quyết này cũng là tàn khuyết không đầy đủ, so ta nắm giữ khẩu quyết, thêm ra không có bao nhiêu. Đơn thuần dựa vào cái này không chọn vẹn khẩu quyết cùng pháp tướng, muốn đổi lấy cái này bình bát, chỉ sợ không nhiều đủ. Diêm đại sư cười nói, cái này ta đương nhiên biết, làm ăn nha, liền là đồng giá trao đổi. Tiêu tiên sinh yên tâm, khẩu quyết cùng pháp tướng, đều là hoàn chỉnh. Nhưng không dối gạt tiêu tiên sinh nói, những này khẩu quyết cùng pháp tướng cũng không phải là ta tự mình tu luyện, những vật này cũng không phải do ta viết. Tiêu tiên sinh nếu như muốn đạt được hoàn chỉnh khẩu quyết cùng pháp tướng, sợ là còn muốn vất vả cùng ta đi một chuyến, đi gặp sư phụ ta. Sư phụ ngươi, tiêu phàm sau mi có chút một dương, có chút giật mình hỏi. Đúng, chính là ta sư phụ. Tiêu tiên sinh, ý như thế nào? Tốt, chúng ta cái này liền lên đường đi. Tiêu phàm không chút do dự nhẹ gật đầu, nói. Người này thế mà xuất ra luân hồi tướng thiếu thốn khẩu quyết cùng tu luyện pháp tướng. Việc này coi là thật không thể coi thường. Đừng nói là đi gặp sư phụ hắn, liền xem như lên núi đào xuống biển lửa, Tiêu Phàm cũng sẽ không có nửa phân trần chờ. Chương 321, bình bát bí mật. Ha ha, Tiêu tiên sinh cũng khỏi phải quá nóng vội, sư phụ ta ở phải rời cái này có chút xa, hôm nay quá muộn, ngày mai đi. Sáng mai chúng ta khởi hành, đêm nay ta liền ở tại khách sạn này, 43 số 8 gian phòng. Tiêu Phàm một đáp ứng. Diêm đại sư lập tức nhẹ nhàng thở vào một cái, phản cũng không phải vội vã như vậy, vừa cười vừa nói. Quyền Thiên Thiên lại nói ai muốn đi trong đêm liền đi, người không sợ chúng ta lật lọng a? À? Diêm đại sư cười ha ha một tiếng, nói Tiêu Tiên sinh thân phận gì, lời hứa ngàn vàng, làm sao lại lật lọng đâu? Tiêu Tiên sinh, vậy ta về phòng trước nghỉ ngơi, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Tiêu Phàm đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói. Diêm đại sư vừa ra khỏi cửa. Nhạc Thanh lại đầy mặt tươi cười chạy vào, không ngừng hướng tiêu phàm vái chào, nói tiêu tiên sinh, cái này cửa phòng không rắn chắc, chúng ta đổi cái gian phòng A. Uyển Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, nói, nhạc tổng, người cũng quá mất mặt, nói thế nào người khách sạn này cũng là cấp 5 sao, kết quả cái gì rùa đen vương bát đản cũng dám chạy người nơi này đạp cửa, người cái này dám đốc mất tài sao. Vừa rồi Lưu Hoành tạ Minh Thu bọn người vào cửa, Uyển Thiên Thiên cần thủ quy củ, không có sen vào lại không biểu hiện uyển đại đương ra một bồn lửa giận cứ như vậy xóa đi bây giờ nhạc thanh một đầu đụng vào tiểu nha đầu tự nhiên một thanh nắm chặt hắn nhạc thanh mặt mũi tràn đầy xấu hổ bồi cười nói thật xin lỗi thật xin lỗi uyển tiểu thư đều là ta không đúng để tỏ lòng tửu điếm chúng ta đối mấy vị khách quý xin lỗi thành ý mời mấy vị khách quý tới chống đỡ lâu tổng thống bộ vào ở tiêu phàm khoát tay chặn lại nói nhạc tổng không cần liền ở nơi này rất tốt cửa phòng tạm thời cũng khỏi phải tu, tin tưởng sẽ không còn có người nào lung tung sông tới. Đúng vậy a, à, nếu là lại có người đi đến sông loạn, vậy chúng ta liền duy ngươi là hỏi. Nhạc thanh liên tục hạ thấp người, luôn miệng nói, không có, yên tâm yên tâm, chắc chắn sẽ không có người dám sông loạn chư vị gian phòng. Vậy là tốt rồi, nhạc tổng, thời gian không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Tiêu phàm không chút khách khí liền hạ lệnh trục khách, đối vị này tám mặt linh lung, thích nịnh nọt nhạc tổng, tiêu nhất thiếu thật không có nhiều hảo cảm. Chỉ là tiêu phàm rất rõ ràng, nhạc thanh loại người này, ở trong quan trường là thường thấy nhất, vĩnh viễn cũng không thể thanh lý sạch sẽ. Nhạc thanh đem tiêu phàm thần sắc không vui, cũng không dám nhiều lời, lại liên tục cúi đầu, lui ra ngoài. Tiêu phàm, khẩu quyết này, cùng nhạc thanh vừa đi ra ngoài, tân lâm lập tức hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chú ý. Nàng mặc dù không có ham muốn qua vô cực chín tướng thiên, lại không chỉ một lần nghe Tiêu Phàm đề cập qua, nếu như có thể tìm đủ Luân hồi Thiên Thất lạc Thiên chương, thì Luân hồi tướng có hy vọng chân chính đại thành, thậm chí cưỡng ép đột phá, thăm dò thiên nhân tướng cũng chưa biết chừng. Thấy Tiêu Phàm vừa rồi thần sắc cùng cùng Diêm đại sư nói chuyện, ngay cả Tân Lâm cũng không nhịn được vội vã truy hỏi. Tiêu Phàm có thể hay không khôi phục nghịch thiên cải mệnh trước toàn thịnh tu vi thậm chí cố gắng tiến lên một bước, liền nhìn cái này Luân hồi Thiên Thất lạc Thiên chương, có thể hay không toại nguyện tìm trở về. Ừm khẩu quyết này cùng pháp tướng, xác thực đều cùng luân hồi tướng có quan hệ, là luân hồi thiên đạo thứ sáu một chút nội dung. Khẩu quyết này, chỉ thủy xem còn có lưu một bộ phân, nhưng cái này trang giấy bên trên viết nội dung, đã vượt qua chúng ta hiện hữu những cái kia độ dài, mà lại rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Còn có cái này sáu đạo pháp tướng, chúng ta nguyên văn bên trên, cũng chỉ còn lại có hai cái pháp tướng. Hắn cái này trang giấy bên trên đã nhiều một cái pháp tướng, xem ra ở trong tay bọn họ có lẽ khả năng có thứ lục đạo luân hồi thiên toàn bộ khẩu quyết cùng pháp tướng. Tiêu phàm trầm ngâm nói, trên mặt cũng lộ ra khó mà ức chế vẻ mừng rỡ. Tân lâm cùng tiêu phàm cùng một chỗ sinh hoạt hơn 3 năm, tiêu phàm dạng này hớn hở ra mặt tình hình, thật đúng là thấy rất ít, lập tức trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, nói kia, nếu quả thật thanh đạo thứ sáu khẩu quyết cùng pháp tướng đều tìm được, tu vi của ngươi có phải là liền có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Đây mới là tân lâm trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Văn Nhị Thái gia đã từng nói, "Tiêu phàm tuổi thọ kỳ thật đã tận, dưới mắt những này thọ niên đều là mượn tới, tiêu gia tổ đức thâm hậu, sư môn cùng Tiêu phàm bản nhân cũng nhiều năm làm việc thiện tích đức, lúc này mới có thể nghịch thiên kháng mệnh." Nhưng cái này thực tế quá khó giữ được hiểm, ai cũng không biết cái này mượn tới số tuổi thọ đến cùng có thể có mấy năm. Có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ từ đó đoạn tuyệt. Nhưng Văn Nhị Thái gia cùng Tiêu phàm chính mình cũng suy đoán qua, loại này nói tổn thương cũng không phải là không cách nào chữa trị trọng yếu nhất chính là tiêu phàm tại thuật pháp bên trên tu vi phải nhanh một chút khôi phục lại ban đầu cảnh giới, dạng này mới có thể có thể phá thiên cơ, lần nữa nghịch thiên hành sự, đem nói tổn thương dần dần chữa trị. Tìm đủ luân hồi tướng thất lạc thiên trương, là một lần nữa đến luân hồi tướng cảnh giới đại viên mãn duy nhất hy vọng. Tiêu phàm nụ cười trên mặt dần dần ẩn liếm, trầm ngâm nói, luân hồi tướng thất lạc thiên trương, không chỉ đạo thứ sáu nội dung. Thất lạc nhiều nhất, kỳ thật vẫn là đạo thứ ba, cũng chính là tu la đạo, nội dung. Coi như lần này có thể đem đạo thứ sáu khẩu quyết cùng pháp tướng bổ đủ, trong thời gian ngắn muốn hoàn toàn khôi phục trước kia tu vi, độ khó còn là rất lớn. Nhưng ít ra sẽ có không ít chỗ tốt, đúng hay không? Tân Lâm khẩn cấp hỏi, đầy cõi lòng mong mỏi chi sắc. Tiêu phàm mỉm cười, đưa thay sờ sờ gương mặt của nàng, nhẹ gật đầu, nói cái này khẳng định. Tân Lâm tú khuôn mặt đẹp gò má lập tức lặng lẽ hiện lên hai đoàn đỏ ửng Loại này thân mật động tác, giữa hai người cũng không phải lần đầu, nhưng ở Uyển Thiên Thiên cùng Đường Huyên trước mặt, trước kia cũng không từng phát sinh qua. Uyển Thiên Thiên thật dài tiệp mau chấp hai lần, thật giống như không nhìn thấy như. Đường Huyên lại nhịn không được hỏi, một ít, cái này tạp ngọc bát phu lý diện đến cùng ẩn chứa cái gì bí mật chứ? Diêm Đại Sư không tiếc xuất ra trọng yếu như vậy đồ vật đến trao đổi, chỉ sợ tuyệt đối không phải nhìn chúng cái này bình bát bản thân giá trị A. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, là chuyện như vậy. Cái này Tạp Ngọc Bình Bát bản thân, xác thực không có bao nhiêu giá trị. Nam Thúc Đồng xuất giá 2000 đã là rất phúc hậu. Nhưng là, lại không có mấy người biết, cái này Tạp Ngọc Bình Bát chỉ là một cái vật chứ, chân chính có giá trị, không tại bình bát bản thân, mà là nó cất giấu vật kia. Cất giấu đồ vật, cái này bát phù lý diện còn giấu thứ gì? Lần này, tam nữ đều lấy làm kinh hãi, Uyển Thiên Thiên một tay lấy Tạp Ngọc Bình Bát cầm ở trong tay, tử quan sát kỹ lại nhìn không ra cái nguyên cớ tới yên chi xã đại đương gia tại đồ cổ giám thưởng phương diện này tạo nghệ có thể thực không phải bình thường không có a à, quyền thiên thiên sau mi nhíu chặt cảm thấy lẫn lộn nói tiêu phàm từ trong tay nàng cầm qua bình bát hai tay nhẹ nhàng hướng ở giữa một khép khiến người giật mình một màn xuất hiện chỉ thấy kia tạp ngọc bình bát giống như là gặp thiên quân trọng áp mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra vô số vết giạt phảng phất nhện lít nha lít nhít hướng bốn phía kéo dài, rất nhanh liền che kín toàn bộ bình bát mặt ngoài. Sau đó, ba một tiếng, toàn bộ tạp ngọc bình bát bỗng nhiên liền biến thành vô số mảnh vỡ, nhao nhao rơi xuống. Cái giá này giá trị 2 triệu bảo vật, như vậy vỡ thành bột mịn. Uy, quyền Thiên Thiên lập tức quá sợ hãi, ồn ào một tiếng. Đường Huyên lại trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt bên trong, tràn ngập vẻ kính sợ. Làm yên chi xã nhị đương ra, Đường Huyên cũng coi là khó gặp võ thuật cao thủ, so sánh với Huyền Thiên Thiên Cố Nhiên còn có vẻ không bằng, nhưng nhiều năm như vậy tung hoành phương Bắc, cũng là khó gặp đối thủ. Nhưng mà thuần túy lấy hùng hậu nội lực đem cứng rắn như thế vô so tạp ngọc bình bát ép thành mảnh vỡ, đồng thời dạng này cử trọng nhược khinh, không tốn sức chút nào liền phát huy ra, đừng bảo là nàng trước kia chưa bao giờ thấy qua, ngay cả nghĩ đều chưa từng nghĩ như vậy qua. Loại này cao thâm nội công, Đường Huyên vốn cho là chỉ tồn tại ở truyền thuyết ở giữa lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà tận mắt nhìn đến thật không biết tại tiêu phàm nhìn như trầm tính nhã nhặn bên ngoài đồng hồ phía dưới còn ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết kinh người cơ mật đây đây là cái gì quyền thiên thiên chỉ ồn ào nửa câu liền im bặt mà dừng hai mắt trợn lên một mực tiếp cận tiêu phàm ngón cái tay phải cùng ăn trong ngón tay nhặt một viên màu đỏ tươi tiểu viên thuốc viên kia tiểu viên thuốc nhìn như chỉ có đậu nành lớn nhỏ lại mờ mờ ảo ảo có bảo quang lưu truyền một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc lập tức tràn ngập ra, mặc dù không phải 10 điểm nồng đậm, lại làm cho người vừa nghe phía dưới liền là tinh thần đại chấn, tâm thần thanh thản. Nhìn qua, cái này tựa hồ là một viên thuốc, Đường Huyên nhịn không được hỏi, viên thuốc này là giấu ở bát phu lý diện. Tiêu Phàm cười một tiếng gật đầu, nói, đúng, giấu ở bình bát dưới đáy. Uyển Thiên Thiên lập tức truy vấn ngọn nguồn, kêu lên, giấu ở bình bát dưới đáy. Làm sao chúng ta đều không có phát giác người lại là thế nào phát hiện? Ta cũng là vừa mới phát hiện, tiêu phàm đáp, về phần dùng thần niệm chi lực quan sát cổ vật nội bộ, lại là không cần nhắc lên, loại này bản lĩnh người bình thường làm sao cũng học không được. Tiêu phàm lại nhìn chằm chằm cái này viên thuốc nhìn mấy lần, sau nghi có chút nhân lại, chuyển hướng tân lâm, hỏi, già nhi, người biết cái này là thuốc gì hoàn a? Chế đan thuật là thất diệu cung bảy đại tuyệt kỳ một trong, ngay cả chỉ thủy tổ sư đều 10 điểm khâm phục. Tân Lâm đưa tay đem dược hoàn tiếp tới, từ quan sát kỹ một lát, lại đặt ở dưới mũi hít hà, trên mặt lộ ra 10 điểm kinh ngạc thần sắc, nói có chút cùng, 7 cùng loại, nhưng dược lực so, 7, mạnh nhiều. Đến cùng là thuốc gì hoàn, ta cũng không phải rõ ràng như vậy. Tiêu phàm lấy làm kinh hãi, nói, so, 7, dược lực còn còn mạnh hơn nhiều. 7 có thể nói là thất diệu cung thần đan một trong, dược hiệu mạnh, đã đến mức độ khó mà tin nổi, nghe nói có khởi tử hồi sinh kỳ hiệu. Một viên bảy liền có thể đổi một năm tuổi thọ. Hiện tại Tân Lâm lại còn nói viên thuốc này hiệu lực so bảy còn còn mạnh hơn nhiều, cũng khó trách ngay cả tiêu phàm đều cảm thấy giật mình. Ừm, nếu như lúc trước ngươi có thể tìm tới dạng này dược hoàn, đoán chừng nội thương của ngươi nhiều nhất 3 tháng liền có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Tân Lâm rất khẳng định nói, có loại sự tình này, tiêu phàm lần nữa giật nảy cả mình, thần kỳ như vậy đan dược, các ngươi thất diệu cung trong biển tịch, liền không có ghi chép A. Tân Lâm lập tức trầm ngâm, song nghi khóa chặt, trong mắt quang mang lấp lóe nửa ngày mới chậm rãi nói, giống như tại một bản cổ tịch bên trong ghi chép qua một loại chữa thương cứu mạng thánh dược, gọi là trời, nhưng là chỗ dược liệu cần thiết quá khó tìm, người bình thường căn bản luyện chế không ra. Chúng ta thất diệu cung, bảy, chính là phòng theo, trời, luyện ra, ít dùng mấy vị thuốc, hiệu quả tự nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, cái này viên thuốc có phải là, trời, ta cũng không thể 100% khẳng định. Tiêu Phàm khẽ vuốt cầm, nói: "Xem ra, Diêm đại sư cũng là hướng về phía cái này viên thuốc đến, có lẽ hắn biết viên thuốc này chân tướng." Uyển Thiên Thiên khẽ vươn tay, từ Tân Lâm trong tay tiếp nhận dược hoàn, nâng ở trong lòng bàn tay, từ quan sát kỹ, miệng bên trong chật chật có âm thanh, nói: "Bất kể có phải hay không là trời, tóm lại khẳng định là cái thứ tốt. Tốt như vậy dược hoàn, chúng ta thật muốn đổi cho cái kia Diêm đại sư a. Không lưu lại đến chính mình dùng, coi như hiện tại không dùng được." cũng có thể trước giữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiêu phàm mỉm cười nói, dược hoàn tuy tốt, luân hồi thiên khẩu quyết cùng pháp tướng với ta mà nói càng quan trọng. Nếu thật là trong tay bọn họ có hoàn chỉnh khẩu quyết cùng pháp tướng, ta vẫn là có khuynh hướng dùng dược hoàn cùng bọn hắn trao đổi. Uyển thiên thiên bĩu môi, nói, muốn có được khẩu quyết cùng pháp tướng, cũng không nhất định liền muốn dùng dược hoàn trao đổi. Tiêu phàm kinh ngạc hỏi, thiên thiên, người đây là ý gì? Tân lâm lạnh nhạt nói, nàng ý tứ rất đơn giản, không cần giao đổi, vậy liền dùng trộm, muốn không hay dùng cướp cũng được. ưng hư, Uyển Thiên Thiên hả ra một phát đầu, thản nhiên đáp. Uyển Đại đương ra danh xương giang hồ thứ nhất nữ ma đầu, cái này phong cách hành sự, tự nhiên cùng vô cực môn trưởng giáo chân nhân chẳng phải nhất trí. Tiêu Phàm sướng sờ ngơ ngác một chút, lập tức bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lấy Tiêu chân nhân làm người, đương nhiên tuyệt sẽ không tán đồng Uyển Đại đương ra đề nghị chương 322, một đời trí tôn. Thứ đặt tên trước kia, hai đài xe Việt giã tướng đi theo lái ra sương mù bao phủ cố đô thành. Lúc ra cửa, tiêu phàm bọn hắn phát hiện, khách sạn buổi tối hôm qua lâm thời tại gian phòng của bọn hắn bên ngoài an bài phục vụ viên trực ban. Vì sợ lại có người tới quấy giày tiêu tiên sinh nghỉ ngơi. Xe Việt giã là huyền thiên thiên điều tới. Đã tống hoàn bọn hắn đến cố đô, những chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên có người giúp đại đương ra làm tốt. Không phải, uyển đại đương ra bạch bạch nuôi sống mấy chục người a à. đường huyên làm lái xe uyển thiên thiên ngồi ở ghế cạnh tài xế tân lâm bồi tiếp tiêu phàm ngồi tại phía sau một mực đi theo phía trước diêm đại sư diêm thái hoa điều khiển khác một đài xe việt dã vừa mới lên xe không bao lâu tiêu phàm liền tiếp vào tiêu thiên điện thoại ca đi cố đô chơi đâu tiêu thiên tại đầu bên kia điện thoại cười ha hả mà hỏi thăm tiêu phàm cười cười nói là có người hay không để ngươi đến cầu tình tiêu thiên vừa cười vừa nói tiêu trưởng phòng thật sự là liệu sự như thần lại nói ngài lúc này thật đúng là đem người ta dọa cho hỏng tiêu trưởng phòng đại giá quang lâm cố đô cũng không cùng địa đầu xà nhóm trước chào hỏi hại đến người ta có mắt mà không thấy thái sơn ca nói thật ra cái này thật đúng là ngươi không phải không mang dạng này hố người tiêu phàm lạnh nhạt nói ngươi nói cho bọn hắn việc này ta không truy cứu để bọn hắn tự giải quyết cho tốt nhất là cái kia vương đại biển không thích hợp tại công an cơ quan làm việc, không phải, sớm muộn gây ra đại hỏa. Đều đã gây ra đại hỏa, cũng chính là ngươi, khoan hồng độ lượng, không chấp nhặt với bọn họ. Đổi một người, nào có đơn giản như vậy, tiêu nhị thiếu nhịn không được thở dài, nói. Muốn nói tạm minh thu động tác của bọn hắn cũng khá nhanh, một thời ba khắc liền cầu đến tiêu nhị ca trên đầu. Những địa phương này bên trên nha nội đảng, bộ chia tay mắt thông thiên, bình thường đều sẽ nghĩ biện pháp tại kinh sư thành lập được quan hệ tốt đẹp, vì chính là tại loại thời khắc mấu chốt này, có thể có người ra mặt hỗ trợ. Liệu tất tiêu nhất thiếu nhìn tại cùng bào huynh đệ phân thược, sẽ không truy cứu quá hung ác? Tiêu phàm lập tức hỏi tiêu thiên tình hình gần đây, hắn là xác thực không có ý định tiếp tục truy cứu tối hôm qua chuyện này, dưới mắt tiêu chân nhân có trọng yếu được nhiều việc cần hoàn thành, nào có nhiều như vậy nhàn tâm nghĩ đi so đo lê lạc loại người này. Ta cái này đều rất tốt, ca, người thật không truy cứu rồi. Nhìn qua, Tiêu Thiên ngược lại có chút chẳng phải cam tâm. Tiêu lão đại đi Cố Đô thành phố, lại bị người gây chuyện, coi như Tiêu lão đại nguyện ý thả người một ngựa, còn phải nhìn Tiêu Nhị ca vui hay không vui đâu. Được rồi, người an tâm làm việc, không nên dính vào những sự tình này. Kia, tốt a, à, ta biết, cúp máy Tiêu Thiên điện thoại, Tiêu Phàm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tân Lâm tập mãi thành thói quen, thờ ơ, Uyển Thiên Thiên lại nhếch miệng, nhưng cũng không có lại muốn đạp lên một chân dự định buổi chiều hai đài xe việt giã lái rời tần quan tiến vào sông đông tỉnh địa giới tân lâm đem đường huyên thay xuống dưới Huyền thiên thiên nói ra hỏa này ở phải đủ xa khó trách hắn không chịu trong đêm đi nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho uyển thiên thiên càng thêm im lặng đèn hoa mới lên lúc phân hai chiếc xe lái vào một cái huyện thành nhỏ diêm thái hoa tại một quán rượu trước ngừng lại đối tiêu phàm nói vất vả tiêu tiên sinh đêm nay tại cái này ủy khuất một buổi tối đến mai trước kia chúng ta lên núi lên núi sư phụ ngươi ở trong núi a uyển thiên thiên lập tức hỏi diêm thái hoa cười cười nói đúng vậy a à, lão nhân gia lớn tuổi giảng cứu cái lá dụng về cội trên núi không khí tốt hữu ích thân thể khỏe mạnh như thế thực tế tiêu phàm tựa hồ đối với diêm thái hoa nói lời rất tin được vẫn luôn không thế nào hỏi thăm cơm tối về sau ngược lại là đầy có hăng hái cùng tam nữ cùng một chỗ đi dạo huyện thành phong cảnh thấy tiêu phàm hào hứng giạt rào dáng vẻ, uyển thiên thiên có chút kỳ quái mà hỏi thăm, tiêu phàm, cái này huyện thành nhỏ có cái gì đặc biệt? Người như vậy có hào hứng, tiêu phàm mỉm cười đáp, cái này thái hoa huyện, ta kỳ thật sớm liền nghĩ muốn đến xem. Nói thế nào cũng là long hưng chi địa, đi ra thiên tử. Long hưng chi địa, a, à, người nói là chúc chủ tịch, huyền thiên thiên giật mình, tiêu phàm cười gật đầu. Trúc lão tại sử hiện đại bên trên là một vị nhân vật trọng yếu, đã từng đảm nhiệm qua lãnh đạo tối cao nhất chức vụ, chỉ bất quá tại vị thời gian không dài, rất bao nhiêu tuổi người sớm đã đối với hắn không có cái gì ấn tượng. Nhưng dựa theo tướng mệnh chi học, vị này chính là đường đường chính chính vạn tuế, thiên tử mệnh trí tôn tướng đều đủ. Hết thảy long hưng chi địa, tất có điểm đặc biệt. Phong thủy long huyệt, thế núi đi hướng không giống bình thường. Thậm chí huyện thành này, đều sẽ nhiễm phải một chút long hưng chi tức, đương nhiên, không phải tiêu phàm dạng này đại thuật sư, cũng là không cảm giác được. Tân Lâm đột nhiên hỏi, Diêm Thái Hoa sư phụ, làm sao biết người đang tìm luân hồi tướng khẩu quyết cùng pháp tướng? Giống như đã sớm liệu định như vậy, thanh như thế một mảnh giấy, giao cho Diêm Thái Hoa tùy thân mang theo, đụng phải ngươi sẽ móc ra. Cái nghi vấn này, một mực tải Tân Lâm trong óc xoay quanh. Cái này cũng khó trách, tìm về vô cực chín tướng thiên tán giật thiên trương, chính là vô cực môn lịch đại trưởng giáo cùng môn nhân siêng năng để cầu mục tiêu. Tân Lâm đi theo tiêu phàm mấy năm này, tiêu phàm cơ hồ mỗi lần ra ngoài du lịch, đều phải cố gắng đi tìm tương quan manh mối. Hơn một ngàn năm đến, đừng bảo là tán giật thiên trung toàn bộ tìm về, ngay cả luân hồi thiên đều chưa từng bổ sung hoàn chỉnh. Chợt nhưng cái này diêm thái hoa liền sông ra, còn trực tiếp đem luân hồi tướng đạo thứ sáu thiếu thốn khẩu quyết cùng pháp tướng đưa đến tiêu phàm trước mặt, sao không gọi Tân Lâm trong lòng nghi hoặc. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Gia Nhi, loại sự tình này, chủ phải để ý cái định số, chính là mọi người thường xuyên nói duyên phân. Duyên phân đến, nên xuất hiện đồ vật sẽ xuất hiện. Không đợi Tân Lâm lại nói cái gì, Uyển Thiên Thiên đã đoạt tại trước, nói, chiếu ngươi nói như vậy, kia mọi người cái gì đều không cần làm, chờ lấy duyên phân ra hiện chẳng phải được rồi sao. Đều nói trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Tiêu Phàm cười nói, tự mình làm hết thảy cố gắng, nguyên bản cũng chính là mệnh trung chú định. Có nhân tất có quả, đồng dạng có quả mới có nhân. Quyền Thiên Thiên nói, kia ý của ngươi chính là nói, biết rất rõ ràng là vô cố gắng, cũng phải liều mạng đi làm. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, biết rất rõ ràng là vô cố gắng, đương nhiên không cần làm. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, người vĩnh viễn không biết những cái nào là hữu dụng công, những cái nào là vô dụng công. Người nếu có thể biết người chính là tuyệt thế cao nhân. Xem bói cũng tốt, thôi diễn tướng mệnh cũng tốt, kỳ thật đều là muốn nhìn trộm như vậy nhất tuyến thiên cơ, muốn biết cái gì là hữu dụng công cái gì là vô dụng công. Không hiểu, Uyển Thiên Thiên lập tức lắc đầu liên tục, song nghi khóa chặt. Đường Huyên hé miệng cười một tiếng, nói Thiên Thiên, người không hiểu liền đúng rồi. Một thiếu không phải đã nói rồi sao, người muốn hiểu, chính là tuyệt thế cao nhân. Chiếu hắn ý tứ này, kỳ thật chúng ta căn bản không cần đi tần quan, cũng khỏi phải tham gia cái kia đấu giá hội, càng không cần bỏ ra hai triệu chụp được cái kia bình bát, dù sao duyên phân đến, Diêm Đại Sư liền sẽ chủ động tìm tới cửa. Quyền Thiên Thiên lại bắt đầu lâm vào cực độ xoắn suýt bên trong. Tiêu Phàm cười lên ha hả, đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, cũng không còn giải thích. Huyền học nguyên bản là huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, uyển Thiên Thiên nếu là nhanh như vậy liền có thể hiểu rõ, kiệt tiêu chân nhân còn dùng hỗn A. Trên thế giới này bao nhiêu đại năng chi sĩ, đều đều tại huyền học trước mặt thua trận. Giả dụ tiêu chân nhân không phải thiên phú kiệt xuất, lại bái tại danh sư tòa hạ, còn không phải đồng dạng không hiểu thấu. Thái Hoa huyện thành mặc dù không lớn, huyện thành khách sạn đẳng cấp lại là không thấp. Tiêu phàm bọn người dạo phố trở về, bình yên nghỉ ngơi một đêm, thứ đặt tên sáng sớm, lại cưỡi xe việt dã lên núi. Thái Hoa huyện chỗ vùng núi, tương đối mà nói, kinh tế chưa nói tới phát thêm đạt. Đường cái giao thông kiến thiết tương đối hai đài xe Việt giã trọn vẹn sóc nảy hơn 4 giờ, mới tại giữa trưa lúc phân, đuổi tới một chỗ tiểu sơn thôn. Chỗ này tiểu sơn thôn, ở vào lớn núi ở dưới chân núi, từ xa nhìn lại, ước chừng có 4-50 gia đình, tại cái này sâu trong núi lớn, cũng coi là không nhỏ thôn xóm. Cách tiểu sơn thôn trọn vẹn còn có mười mấy cây em thời điểm, xi măng đường cái liền biến thành mấp mô cát đá đường. Xe Việt giã nhún nhảy một cái mở đến cửa thôn ngừng lại. Cái này liền đến cuối cùng, Tiểu Sơn thôn tảng đá phòng ở là xây dựa lưng vào núi, từng cấp mà lên, thôn trước một dòng sông nhỏ uốn lượn nam đi, cũng coi là Sơn Thanh Thủy Tú. Uyển Thiên Thiên từ trong xe nhảy xuống tới, hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực đến, nói ai nha, trên núi chính là cùng trong thành không giống, nơi này quả nhiên không khí trong lành, thật thoải mái. Diêm Thái Hoa vừa cười vừa nói, tối thiểu không có sương mù mai. Tiêu Phàm không khỏi bật cười, cái này Diêm Thái Hoa vẫn còn tương đối hài hước tiểu sơn thôn yên tĩnh, tiêu phàm đám người đến, gây nên một trận nho nhỏ oanh động, hai đài xe Việt giã tại thôn trước dừng lại, tự nhiên sớm đã bị người trong thôn chú ý tới, không ít nhà hộ đều có người thò đầu ra, xem động tĩnh. Nhìn thấy Diêm Thái Hoa, đại đa số hàng xóm láng giềng đều lộ ra thuần phát tiếu dung. Một đường đi qua, thỉnh thoảng có người cùng Diêm Thái Hoa chào hỏi, ánh mắt kia, tự nhiên tại tiêu phàm đám người trên mặt quét tới quét lui, đầy mắt đều là kinh ngạc chi ý. Đây cũng quá xinh đẹp chút, Hà Đông vùng núi các hương thân, hòa nói bên trong nơi nào thấy qua đẹp mắt như vậy cô nương ra. Còn lập tức xuất hiện ba cái, lại không biết Diêm Thái Hoa từ nơi nào bắt cóc đến. Diêm Đại Sư, người cũng là cái làng này người, thấy các thôn dân cùng Diêm Thái Hoa như vậy quen thuộc nhấm, tiêu phàm như có điều ngộ ra, hỏi. Diêm Thái Hoa liên tục khoát tay, một mặt hoảng sợ chi sắc, nói tiêu tiên sinh, mời ngươi tuyệt đối không được lại gọi ta Diêm Đại Sư. Tại cái này lão Hà Thôn, Diêm Đại Sư nhưng chỉ có một vị, kia chính là ta sư phụ. Ta nếu là tự xưng Diêm Đại Sư, đại gia hỏa khả năng ngay cả răng hàm đều sẽ cười rơi. Sư phụ ngươi cũng họ Diêm, Uyển Thiên Thiên tò mò hỏi. Đúng vậy a, à, Lão Hà Thôn đại bộ phận phân thôn dân đều họ Diêm, trên cơ bản từng nhà đều có quan hệ thân thích. Thật muốn mảnh luận quan hệ thân thích, ta cùng sư phụ ta hay là tổ tôn đâu, ta phải gọi lão nhân ra ông ta một tiếng thúc công. Diêm Thái Hoa cười ha hả nói, Tựa hồ về đến quê nhà, tâm tình rất tốt. Kia lão bà của ngươi hài tử đâu? Bọn hắn cũng ở trong thôn. Uyển Thiên Thiên hóa thân thành vấn đề thiếu nữ. Diêm Thái Hoa sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cười ha hả, lại là đem cái đề tài này lấp liếm đi, giống như không tình nguyện lắm cùng Uyển Thiên Thiên nói chuyện. Rất nhanh, một nhóm năm người liền đi tới một lỗ thạch hầm trú ẩn trước đó, Diêm Thái Hoa mỉm cười nói, "Tiêu tiên sinh, đến, sư phụ ta liền ở tại lò trong động." Tiêu Phàm dương mắt xem xét không khỏi sửng sốt, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc đến cực điểm thần sắc, phảng phất có chuyện gì để hắn đặc biệt chớ giật mình. chương 323, Thất sát trì địa. Làm sao rồi, quyền thiên thiên cùng đường nguyên đều lấy làm kinh hãi, theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Trước mắt một lỗ thạch hầm trú ẩn, rách rách dưới dưới, cao nguyên hoàng thổ thường thấy nhất nhà ở, thực tế không có gì đáng giá giật mình địa phương. Diêm tiên sinh, cái này thạch hầm trú ẩn, nếu như sư tự mình chọn, tiêu phàm kinh ngạc rất nhanh liền thu vào, quay đầu nhìn về phía Diêm Thái Hoa, nhíu mày hỏi, trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy hồ nghi. Sát khí trùng thiên, cái này thạch hầm chú ẩn vị trí vị trí địa lý, đối với người khác trong mắt tự nhiên không có gì, nhưng ở tiêu phàm trong mắt, lại là như thế hung hiểm khó lường. Đây là thất sát chi địa, phong thủy địa lý kham dư học bên trong, thất sát chi địa còn gọi là thất tuyệt chi địa, là tất cả tuyệt trong đất, hung hiểm nhất địa thế một trong, nó hung hiểm chỗ, gần với thập tuyệt chi địa, hiểu sơ phong thủy địa lý người, liền tuyệt sẽ không tuyển ở nơi như thế này xây nhà ở lại. Ở nơi như thế này xây nơi ở ở lại, kia là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Nếu như là bình thường người, không hiểu phong thủy kham dư cũng là thôi, Tiêu Phàm không sẽ như thế giật mình. Nhưng Diêm đại sư những người nào, đồ đệ của hắn đã lợi hại như thế, làm sao có thể nửa điểm cũng đều không hiểu phong thủy kham dư, tuyển tại dạng này thất sát chi địa xây nhà ở lại? đây là cố ý muốn cùng mình không qua được mà. Diêm Thái Hoa cười khổ một tiếng, nói tiêu tiên sinh cũng nhìn ra rồi. Cái này nền nhà địa, đúng là sư phụ ta tự mình chọn. Hắn lúc trước kiên chỉ muốn về nhà bên trong đến ở lại, lại không chịu ở về nhà viện tử, nhất định muốn ở chỗ này móc hai ngụm hầm chú ẩn đến ở, ai cũng không lay chuyển được lão nhân ra ông ta. Tiêu phàm nhíu mày nói, Diêm tiên sinh, đây cũng không phải là việc nhỏ, người vì cái gì không ngăn cản lão nhân ra thân là thuật sư, vậy mà để sư phụ của mình ở tại thất sát chi địa mà không khuyên giải ngăn, là mục đích gì? Cái này thất sát chi địa chẳng những trở ngại tử trở ngại tôn, đối ở lại người vốn người thân thể, cũng có lớn hại. Diêm Thái Hoa lại lắc đầu liên tục, thở dài nói, tiêu tiên sinh, ngươi là không biết sư phụ ta họ cách, lão nhân ra rất cố chấp, nếu có thể khuyên phải động, còn dùng kéo cho tới hôm nay a à. Phòng ở mới ta đều cho hắn xây tốt hơn nhiều năm, hắn chính là không chịu dọn nhà có loại sự tình này, tiêu phàm trong hai mắt, tinh quang lấp lóe không thôi, tựa hồ cũng làm không rõ ràng lão nhân gia này quái gì cử động. Loại sự tình này, cũng không thể dùng họ cách quật cường liền có thể giải thích qua được. Nói một cách khác, trên thế giới này có rất nhiều tự sát người, cái này không kỳ quái, nhất thời nghĩ quẩn nhiều người đi. Nhưng giết mình một giết chính là nhiều năm như vậy, giao cùn chậm rãi cắt thịt, cũng tuyệt đối khó mà giải thích. Thái Hoa, quý khách đến nhà, vì sao như vậy tùy tiện vô lễ? liền ở thời điểm này thạch hầm chú ẩn bên trong vang lên một cái giả nua dị thường thanh âm một câu nói còn chưa dứt lời liền có chút thở hồng hộc giống như cố hết sức phái từ đặt câu lại vẻ nho nhã sư phụ diêm thái hoa vội vàng gọi một tiếng lập tức chuyển hướng tiêu phàm tiêu tiên sinh mời tốt diêm tiên sinh mời tiêu phàm tại diêm thái hoa dẫn dắt phía dưới chậm rãi đi tiến vào kia lỗ cổ lão thạch hầm chú ẩn bên ngoài viện tử hầm chú ẩn tại sông Đông tỉnh cũng không phải là sơn thôn nơi ở chủ thể, to lớn một cái lão hà thôn, đa số cũng vẫn là gạch ngói kết cấu nhà trệt, ở tại lò trong động chỉ là số ít. Không giống liền nhau tần quan bớt, toàn bộ tần quan bắc bộ, đại đa số nông thôn đều là lấy hầm chú ẩn làm chủ. Cái này lỗ thạch hầm chú ẩn cùng viện tử mang theo rõ ràng thế kỷ trước bảy những năm 80 khí tức, thậm chí trên vách tường còn lưu lại ngay lúc đó một chút quảng cáo vết tích, trong đó một đầu quảng cáo chính là kiên quyết ủng hộ chúc chủ tịch thái hoa huyện làm chúc chủ tịch cố hương kiên quyết ủng hộ rất là hợp lý viện tử rất bằng phẳng mặt đất xi măng là mới có thể thấy được trước đây không lâu còn tu chỉnh qua thấy tiêu phàm ánh mắt chỉ là dừng lại tại những cái kia quảng cáo phía trên diêm thái hoa liền có chút ngượng ngùng nở nụ cười nói lão nhân gia không để quét vôi nói đây cũng là lịch sử một loại chứng kiến nói đến lão nhân gia phụ thân cũng chính là chúng ta lão hà thôn 13 thái công, năm đó cùng chúc chủ tịch còn thật sự có qua một đoạn gặp nhau. Ồ, là dạng gì gặp nhau? Tiêu phàm lập tức hứng thú, mỉm cười hỏi, cái này, hay là đợi chút nữa tiêu tiên sinh ngươi tự mình hỏi hắn sao lão nhân ra đi? Hắn sao ta nói được rõ ràng, diêm thái hoa cười ha ha một tiếng, thừa nước đục thả câu, lập tức đẩy ra hầm chú ẩn cửa phòng, mời thỉnh khách nhân đi vào. Lò trong động sạch sẽ, cũng không có cái gì mục nát cùng quái dị mùi, cùng sống một mình lão nhân chỗ ở khác nhau rất lớn. Tiêu Phàm đi vào cửa, chỉ thấy một vị lão nhân ngồi xếp bằng tại trên giường, bởi vì khuất bóng nguyên nhân, Tiêu Phàm con mắt khẽ híp một cái khe hở, chốc lát mới thích ứng trong phòng tình huống. Sư phụ, Diêm Thái Hoa lại bước nhanh tiến lên, đi tới bên người lão nhân, cung cung kính kính gọi một tiếng, lại đưa tay làm bộ muốn đi nâng. Lúc này, Tiêu Phàm đã thấy rõ ràng, ngồi xếp bằng tại trên giường vị lão nhân này, tóc, mặt mũi tràn đầy đều là da đốm mồi nhìn qua ít nhất có 8-90 tuổi dáng vẻ, trong phòng tia sáng so sánh ám, thấy không rõ lắm sắc mặt như thế nào. Người mặc màu thiên thanh áo choàng ngắn, ngược lại là 10 điểm sạch sẽ gọn gàng. Diêm đại sư, ngài tốt, tiêu phàm hướng phía lão nhân có chút cúi đầu, kính cẩn kêu lên. Diêm thái hoa vừa rồi nói được rõ ràng, vị này mới thật sự là Diêm đại sư. Lão nhân ra khoát tay áo, mỉm cười nói, ngươi tốt. Diêm thái hoa bận biểu tức nói, sư phụ, vị này là tiêu tiên sinh đại danh gọi là tiêu phàm từ thủ đô đến lão nhân ra gật đầu cười đối diêm thái hoa nói người tìm tới vật kia rồi diêm thái hoa bận biểu tức nói đúng vậy sư phụ ta tìm tới vật kia vật kia bây giờ tại tiêu tiên sinh trong tay ta mời hắn tới nơi này đưa cho lão nhân ra người tự mình xem qua tốt rất tốt lão nhân ra liên tục gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ a khách tới người thái hoa ca trở về rồi Bên này đang nói chuyện, một cái thô cửa lớn tiếng nói âm thanh âm vang lên, cửa phòng kẹt kẹt một vang, một tên khoảng 40 tuổi trung niên đại tẩu nhanh chân đi đến. Cái này trung niên đại tẩu thân phôi cao lớn, 10 điểm khỏe mạnh, ngược từng đống, như là ôm um ấp hai trái dưa hấu, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Ha ha, Thúy Hoa đến rồi. Diêm Thái Hoa đối vị này trung niên đại tẩu cũng rất quen thuộc, cười lên tiếng chào. Nha, cái này ở đâu ra cô nương a à, làm sao tốt như vậy nhìn chật chật, cái này thật là không được. Đến, trong phòng quá chật, không khí cũng không lưu thông, đại gia hỏa đi ra sân ngồi đi, dưới thưởng, cũng không lạnh. Trung niên đại tẩu Thúy Hoa ngược lại là cái như quen thuộc họ cách, thô cửa lớn tiếng nói cười ha hả cũng không cùng chủ nhà có đồng ý hay không, rời lên cái bàn nhỏ, liền hướng ngoài cửa viện tử đi đến. Diêm Thái Hoa liền cười hướng tiêu phàm giải thích nói, tiêu tiên sinh, sư phụ ta một người ở chỗ này, Thúy Hoa nhà ngay tại cách đó không xa, bình thường đều là mời nàng thuận tiện chiếu cố sư phụ ta. Nàng người này là cái lòng nhiệt tình, chính là người sống trên núi không hiểu lễ tiết, còn xin tiêu tiên sinh đừng nên trách. Từ trước đến nay thuật sư ngũ tệ tam khuyết phạm nó một, diêm thái hoa sư phụ một người sống một mình, không có con cái tương bồi, rất là hợp lý. Cũng không biết hắn có phải là có con cái. Diêm thái hoa mời thúy hoa lân cận chiếu cố sư phụ sinh hoạt hàng ngày, lão nhân ra có chiếu cố, thúy hoa không ra khỏi cửa có thể kiếm được tiền lương, cũng là vẹn toàn đôi bên. Khó trách viện này cùng hầm chú ẩn bên trong đều 10 điểm sạch sẽ, lão nhân ra trên thân cũng là sạch sẽ tinh tương. Thúy Hoa hùng hùng hổ hổ, rất nhanh liền trong sân triển khai nói chuyện. Chính là buổi chiều, mặt trời chó trang, tuy là trên núi, cũng không hiện cỡ nào thanh lương, ngồi ở trong sân nói chuyện, xác thực so ngồi tại hầm trú ẩn bên trong muốn thoải mái nhiều. Diêm Thái Hoa tự mình vịn sư phụ ra, tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Thúy hoa tay chân lanh lẹ mang lên đến bốn cái khay trà, thả những này hạt dưa đậu phộng loại hình hưởng khách, lại cho mỗi vị khách nhân đều châm một chén trà nóng, thể thể diện mặt. Dưới ánh mặt trời, lại quan sát tỉ mỉ, liền phát hiện lão nhân ra sắc mặt hơi có vẻ hôi bại, tinh thần không phải như vậy sức khỏe dồi dào. Xem ra, dù là lão nhân ra lúc tuổi còn trẻ tiết thân thể cho dù tốt, thuật pháp bên trên tạo nghệ lại cao, lâu dài tại cái này thất tuyệt chi địa ở lại, cũng vẫn là ngăn cản không nổi sát khí xâm hại. Tiêu Phàm đang không ngừng dò xét lão nhân gia, lão nhân gia cũng đang quan sát bọn hắn một nhóm bốn người, khẽ vuốt cầm. "Thái Hoa, vật kia cho Tiêu Tiên Sinh nhìn qua a." À. Nhìn qua, lão nhân gia nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, nói "Tiêu Tiên Sinh, từ phía đông bắc đến." Nói một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, đáp "Đúng vậy, Diêm đại sư." Nói như vậy, Tiêu Tiên Sinh là vô cực truyền nhân. Diêm đại sư rất tùy ý mà hỏi thăm tiêu phàm sau mi có chút một dương trầm giọng nói diêm đại sư làm sao biết lão nhân ra cười ha ha thở dốc hai tiếng rồi mới lên tiếng vì những cái kia khẩu quyết cùng pháp tướng tiêu tiên sinh không xa nghìn dặm đi tới cái này vắng vẻ sơn thôn hẳn là vô cực môn truyền nhân những này khẩu quyết cùng pháp tướng mặc dù chính ta không có ham muốn nhưng phụ thân ta đã từng nói cho ta đây cũng là vô cực môn đồ vật hiện tại xem ra thật là như thế này tiêu phàm yên lặng nhìn qua lão nhân chậm rãi nói, Diêm Đại Sư, lệnh tôn đại nhân cùng chúng ta vô cực môn có cái gì kết giao a? À? Hắn làm sao biết những này khẩu quyết cùng pháp tướng, là chúng ta vô cực môn truyền thừa. Ngữ khí cứ việc bình thản, trong mắt lại là tinh quang bắn ra. Lão nhân ra đối tiêu phạm ánh mắt sắc bén làm như không thấy, hai mắt mê ly, thở dốc một hơi, nhẹ nói, tiêu tiên sinh, luân hồi lặp đi lặp lại, vạn vật đều có định số. Vô cực truyền thừa mặc dù bác đại tinh thâm, cũng chưa chắc liền không người biết được xin hỏi tiêu tiên sinh, cùng triệu chỉ thủy lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Tiêu phàm bận biểu tức kho người một chút, nói chính là gia sư. Diêm đại sư thưa thất thọ lông mày có chút dơ lên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, tiêu tiên sinh là chỉ thủy tổ sư thân truyền. Mang theo một tia không chịu tin ngữ khí, thực tế tiêu phàm còn quá trẻ, mà rừng nước tổ sư cũng đã trăm tuổi cao tuổi, ngay cả diêm đại sư đều lấy lão tiên sinh tương xứng. Hai vị này vậy mà là sư đồ, tuổi đời này tranh lệch cũng không tránh khỏi quá hơi lớn. Rất khó tưởng tượng, chỉ thủy tổ sư đến 8-90 tuổi, còn có thể thu đồ, tự mình dạy bảo. Cái này thật là không phải nói đùa, thân truyền, là không biết phải hao phí bao lớn tâm huyết cùng tinh lực mới có thể đem tài bồi thành tài, xác thực không phải một vị già nua chi niên lão nhân có thể đảm nhiệm nhiệm vụ trọng đại. Quyền thiên thiên khanh khách một tiếng, nói, Diêm đại sư, ngài trước mắt vị này, thế nhưng là vô cực môn đời thứ 64 trưởng giáo chân nhân. Chương 324, Sở Sương. Diêm đại sư lập tức nổi lòng tôn kính, run rẩy đứng dậy, hướng Tiêu Phàm chắp tay chào. "Tiêu chân nhân đại giá quang lâm, hàn xá bồng tất sinh huy." Tiêu Phàm liền vội vàng đứng lên hoàn lễ, khách khí vài câu. Diêm Thái Hoa trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, có quan hệ vô cực môn nghe đồn, hắn nhưng là không chỉ một lần nghe sư phụ nói tới qua, nhất là vô cực môn đương đại trưởng giáo chỉ thủy tổ sư nghe đồn, càng là nghe qua không ít. Thân là thuật sư, đối chỉ thủy tổ sư vị này đương đại thuật pháp lãnh tụ, kia là 10 điểm ngưỡng mộ. Lại không nghĩ tới, trước mắt vị này tuổi quá trẻ tiêu tiên sinh, thế mà lại là chỉ thủy tổ sư thân truyền, còn tiếp trưởng vô cực môn môn hộ. Tiêu chân nhân không cần phải khách khí, mời ngồi, mời ngồi. Chỉ thủy tổ sư thân thể còn kiện khang a, làm phiền Diêm đại sư lo lắng, sư phụ ta thân thể rất kiện khang, còn thường xuyên ra ngoài dạo chơi. Diêm đại sư không khỏi rất là kinh ngạc. Thở dài, nói, chỉ thủy tổ sư đã trăm tuổi cao tuổi, còn có thể thường xuyên ra ngoài dạo chơi, thật là khiến người ao ước a. À. Diêm đại sư mình cũng đã điệt mạo chi niên, bất quá so sánh với chỉ thủy tổ sư, hắn lại tính trẻ tuổi. Người ta hơn 100 tuổi còn có thể ra ngoài dạo chơi, hắn 8, 90 tuổi cũng đã muốn người nâng. Đem hai cùng so sánh, tự nhiên nhịn không được rất là than thở. Kỳ thật Diêm đại sư trong lòng kinh ngạc, tiêu phàm nội tâm chỉ có càng thêm kinh ngạc đối với thất sát chi địa lợi hại, hắn nhưng là quá rõ ràng. Diêm đại sư lâu dài ở lại đây, thế mà còn có thể sống đến 8-90 tuổi, thậm chí hiện tại cũng còn tai tính mắt tinh, so sánh với rất nhiều điệt mạo chi niên lão nhân, tựa hồ thân thể còn tốt hơn một chút. Đủ thấy lão nhân gia này tại thuật pháp bên trên tạo nghệ là cao thâm bậc nào. Bình thường thuật sư, lại chỗ nào có thể được thất sát chi địa trùng thiên sát khí. Chỉ không biết Diêm Đại Sư vì cái gì kiên trì muốn ở ở loại tuyệt địa này liên sáng tỏ ánh nắng. Diêm đại sư quan sát tỉ mỉ tiêu phàm vài lần, muốn nói lại thôi. Tiêu phàm cười cười, nói: Diêm đại sư có chuyện mời nói thẳng. Diêm đại sư sau nghi dần dần vặn đến cùng một chỗ, trầm giọng hỏi: trước đây không lâu, tiêu chân nhân có phải là trải qua nghịch thiên đại kiếp? Diêm thái hoa lập tức liền rất thẳng người, cùng tiêu phàm tiếp xúc khoảng thời gian này, Diêm thái hoa luôn cảm thấy tiêu phàm trên thân ẩn giấu đi một loại nào đó đại bí mật chỉ là bị trời cơ chi lực che phủ lên, không cách nào truy đến cùng. Bây giờ sư phụ một ngụm nói toạc ra, hắn tự nhiên là lưu tâm. Tiêu phàm thần sắc lập tức cũng nghiêm túc lên, không người một chút, nói, mời lão tiên sinh chỉ giáo. Diêm đại sư khoát tay áo, nói chỉ giáo không dám nhận. Tiêu chân nhân đã là vô cực môn trưởng giáo, chỉ thủy tổ sư truyền nhân y bát, thuật pháp bên trên tạo nghệ, kia là không cần phải nói, khẳng định rất cao minh. Nhưng tiêu chân nhân tướng mạo, vì sao sẽ bày biện ra nhiều như vậy ác làm trái tình. Nhất là ấn đường bên trong, huyết quang đại hiện, chân núi hung thần trùng điệp, đây là thọ gấp rút chi trinh. Mà lại thiên đình mây đen ngập đầu, đại kiếp chỉ ở trước mắt. Một cái ứng đối không thích đáng, liền hữu tính mệnh chi lo. Lão nhân ra thanh âm, càng thêm trở nên nặng nề. Uy, lão tiên sinh, người đừng dọa dọa người tốt ra. Quyền thiên thiên nghe được hãi hùng khiếp phía, diêm đại sư lời còn chưa nói hết, liền không nhịn được kêu to lên, xinh xắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, lại là khẩn trương lại là kích động, nếu như không phải là bởi vì Diêm Đại Sư thực tế quá già, đổi một người, như thế nói hưu nói vượn, nguyền rùa tiêu phàm, uyển đại đương ra chỉ sợ lập tức liền muốn trở mặt động thủ. Không có thể vận dụng nội lực, mười ngón tiêm tiêm, cao cũng đem mặt của người cào hoa, uyển thiên thiên mới mặc kệ cao thủ gì phong phạm không phong phạm. Thiên thiên, tiêu phàm khoát tay chặn lại, ngừng lại uyển thiên thiên, thần sắc cũng càng ngưng trọng thêm. Diêm đại sư thật có thể có thể phá thiên cơ. Diêm đại sư nói, có thể phá thiên cơ, đương nhiên không dám như thế khoe khoang. Tiêu chân nhân không ngại, có thể hay không cho ta lão đầu tử vì ngươi sờ sờ xương. Tiêu phàm hơi sững sờ. Trước đó, cho tới bây giờ đều là hắn làm người sờ xương bắt mạch, thôi diễn tướng mệnh, xem bói hỏi quẻ, thật đúng là có rất ít người nói ra muốn cho hắn sờ xương. Diêm thái hoa vội vàng nói, tiêu chân nhân, sư phụ ta ba ba, cũng chính là sư tổ ta, 13 thái công, ngụy chính bố thời kỳ, thế nhưng là chúng ta vùng này đại danh đỉnh đỉnh sờ xương đại sư, nổi danh diêm bán tiên. Sư phụ ta được 13 thái công chân truyền, xem tướng sờ xương, 10 phần chắc chín. Diêm đại sư lắc đầu liên tục, nói chúng ta điểm này giã lộ, nào dám tại vô cực môn chính tông truyền thừa trước mặt nói ngoa. Tiêu chân nhân nếu là cảm thấy không thích hợp, vậy coi như là ta lão đầu tử quá càn rỡ nhưng bên trong là nói như vậy, bất quá nhìn ra được, lão đầu tử là rất muốn cho Tiêu Phàm sờ sờ xương. Cái gọi là nóng lòng không đợi được chính là ý tứ như vậy. Lão nhân ra cả đời này xem tướng cho người vô số, sờ qua không ít người xương tướng, nhưng cho Vô Cực môn trưởng giáo Chân Nhân thôi diễn xương tướng, lại không phải dễ dàng như vậy gặp gỡ. Cái này cần cực lớn duyên phân, nhất là vị này trưởng giáo Chân Nhân trên thân, tựa hồ còn ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết đại bí mật liền càng có thể dẫn phát người hào hứng. Tiêu phàm nghiêm mặt nói, Diêm Đại Sư, không phải ta có khác lo lắng, mấu chốt là trời cơ che đậy chi lực quá mạnh, ta có chút vì lão nhân ra người lo lắng. Lấy văn nhị thái ra chỉ có thể, vì tiêu phàm thôi diễn máu tướng, cũng bởi vì trời cơ phản phệ chi lực quá mạnh mà thụ thương nôn ra máu. Diêm Đại Sư tuổi tác so văn nhị thái ra càng lớn, thân thể càng kém, tiêu phàm lo lắng như vậy ngược lại là rất có đạo lý. Hắn lái xe hơn một ngàn dặm, đuổi tới cái này vắng vẻ sơn thôn, thế nhưng là đến tìm Diêm Đại Sư trao đổi luân hồi tướng khẩu quyết cùng Pháp tướng, cũng không nên chuyện đứng đắn còn không có xử lý, trước liền tổn thương lão đầu tử. Trời cơ che đậy chi lực, lão đầu tử lập tức cười một tiếng, mang theo vẻ ngạo nhiên, nói chỉ yếu tiêu chân nhân không ngại, lão đầu tử ngược lại là nguyện ý thử một lần. Thật muốn tình hình không đúng, ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Tốt, Diêm Đại Sư mời. Đem lão đầu tử tự tin như vậy tràn đầy, tiêu phàm ngược lại cũng không tốt lại kiên trì. Diêm thái hoa liền vội vàng đem lão nhân ra đỡ lên, run rẩy đi tới tiêu phàm trước mặt. Tiêu phàm hướng lão đầu tử không người, liền là nghiêm nghị ngồi ngay ngắn. Lão nhân ra rũi ra khô cạn thon gầy hai tay, run lẩy bẩy thả trên mặt của hắn. Sờ xương tướng mệnh tại tướng thuật bên trong, mặc kệ lưu phái nào, đều thuộc về 10 điểm cao thâm ý tưởng. Người tướng mạo tướng tay, cũng có thể bởi vì các loại bên ngoài nhân tố mà có hậu thiên cải biến, duy chỉ có xương tướng là tiên thiên mệnh cách. Trừ vô cực môn càng cao thâm hơn máu tướng, trên cơ bản tất cả tướng thuật lưu phái đều đem xương tương đương làm cái khác ý tưởng căn bản. Lão nhân ra hai tay gầy còm mà ấm áp, chậm rãi từ hai gò má hướng hai tay di động. Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên cùng tam nữ từng cái thần sắc chuyên chú, còn lộ ra 10 điểm vẻ tò mò. Ngược lại là ở một bên tác bồi đại tẩu thúy hoa cười ha hả, tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc cùng sờ đến Tiêu Phàm Lưng bộ vị thời điểm, Diêm đại sư bỗng nhiên nhẹ nhàng một tiếng buồn bực hư, sắc mặt bỗng nhiên trở nên, hai tay mãnh rời đi Tiêu Phàm Lưng, phảng phất giống như bị chạm điện, bị bắn ra ngoài. "Sư phụ!" Một ngực ngốc ở bên cạnh Diêm Thái Hoa vội vàng đỡ lấy lão nhân ra, vội vã gọi một tiếng. Tiêu Phàm cũng xoay người lại, nhìn hướng lão đầu tử, quan tâm hỏi, "Diêm đại sư, không sao a?" À? "Thực tế không được, chúng ta không miễn cưỡng." Tiêu Phàm bản thân đã từng nhiều lần từng chịu đựng trời cơ chi lực phản phệ, đối này trong lòng xem như đặc biệt có số. Lấy hắn chi năng, hạo nhiên chính khí đại thành, thuật pháp tạo nghệ cao thâm vô so, cũng thường xuyên bị trời cơ chi lực phản phệ thụ thương, không nói đến gần đất xa trời riêng đại sư, cưỡng ép thôi diễn mệnh cách tướng lý hoặc là xem bói cầu quẻ, trời cơ chi lực phản phệ mãnh liệt thời điểm, không chỉ có riêng là thụ thương thổ huyết đơn giản như vậy, thậm chí sẽ trực tiếp cắt giảm thi thuật giả thọ nguyên. Diêm đại sư điều hòa một chút hô hấp, trên mặt hiện lên một tia ngạo khí, chậm rãi lắc đầu, nói, không sao, ta còn kiên trì được. Nói, lại đem hai tay đặt tại tiêu phàm sống lưng trên lưng, chậm rãi hướng xuống vuốt đi. Khi sờ đến tiêu phàm hai tay xương cổ tay thời điểm, tiêu phàm rõ ràng cảm giác được xung quanh thiên địa nguyên khí bỗng nhiên quay cuồng một hồi, vội vàng vận hơi thở đại chu thiên, điều động hạo nhiên chính khí tiến hành phản chế, chính muốn mở miệng nhắc nhở một câu, lại chỉ nghe diêm đại sư lại là một tiếng buồn bực hừ hai tay lần nữa giống như giật điện bắn ra cả người đều hướng sau liền lùi lại mấy bước nếu không phải diêm thái hoa kịp thời đỡ lấy chỉ sợ liền muốn ngồi ngay đó sư phụ sư phụ diêm thái hoa sắc mặt đại biến luôn miệng kêu la ngay cả không cảm thấy kinh ngạc thúy hoa cũng trên mặt biến sắc vội vàng chạy tới cùng diêm thái hoa cùng một chỗ nâng lên lão đầu tử diêm đại sư sắc mặt trở nên ân hồng tự huyết hai tay không ngừng run rẩy cắn chặt, tựa hồ đang cố gắng cùng lực lượng nào đó tiến hành đối kháng. Tiêu phàm không trần chờ nữa, nhàn dỗi tiến lên, dỗi tay ra, liền bắt lấy diêm đại sư mạch cổ tay, hạo nhiên chính khí liên tục không ngừng thua tiến vào lão trong thân thể, đem kia cỗ ngang ngược trời cơ chi lực đuổi ra ngoài. Sau một lát, diêm đại sư đỏ thắm hai gò má mới chậm rãi khôi phục bình thường, tiêu phàm cũng liền buông tay hắn ra cổ tay. Diêm đại sư thở vào một hơi, than thở nói thật là lợi hại không hổ là vô cực môn đương đại trưởng giáo, dạng này khó lường. Nhưng lại không biết hắn là tại than thở trời cơ phản vệ chi lực quá mạnh, còn là đang khen tán tiêu phàm nội lực thâm hậu, thuật pháp tạo nghệ cao cường, hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Tiêu phàm mỉm cười, hạ thấp người nói, diêm đại sư quá khen, đại sư tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, cũng đã đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Khiến người khâm phục, đây cũng không phải lời khách khí. Khám phá cường đại như thế trời cơ che đậy chi lực cho hắn thôi diễn xương tướng, thế mà không có trọng thương thổ huyết, cứ việc bởi vì hai người phân thuộc khác biệt thuật pháp lưu phái, không có trực tiếp liên quan, nhưng vẫn như cố tính là phi thường không tầm thường. Lão đầu tử có thể tại thất tuyệt chi địa ở một cái nhiều năm, cho tới nay còn không có thọ hết chết già, khẳng định cũng là có nguyên nhân. Lão nhân gia, tiêu phàm xương tướng thế nào? Rất tốt hay là rất xấu? Quyền thiên thiên đã không kịp chờ đợi hỏi. Cái gọi là trời cơ phản vệ chi lực, tiểu nha đầu tự nhiên là không hiểu. Bất quá, nhìn Diêm Đại Sư sờ xương dạng này phí sức dáng vẻ, Uyển Thiên Thiên nhưng cũng biết, việc này không thể coi thường. Bày ra dạng này lớn chiến trận, tổng hẳn là có cái rất tường tận kết quả a à. Sư phụ, ngài ngồi xuống trước, chúng ta nghỉ một lát lại nói. Diêm Thái Hoa trừng Uyển Thiên Thiên một chút, liền là vịn Diêm Đại Sư tại trong ghế ngồi xuống, lại vội vàng cấp lão đầu tử dâng lên nước trà. Có lẽ ý thức được là mình quá nóng vội chút, Uyển Thiên Thiên nhếch miệng, cũng không còn thúc giục chương 325, 18 chân nhân cùng chân mệnh thiên tử. Diêm đại sư nâng chung trà lên uống một ngụm, ổn liễu ổn thần nghĩ, thở thật dài một cái, nói tiêu chân nhân, xương cốt thanh kỳ, vốn là cao quý không tả nổi thiên tử chi mệnh a à. Làm sao lại biến thành loại này bộ dáng? Tân lâm nhịn không được hỏi, lão gia tử, người nhìn ra cái gì rồi? Từ khi tại Hoàng Hải, Phan Nhị Thái ra vì tiêu phàm thôi diễn qua máu tướng, lại đã qua gần một năm, Tân Lâm ở sâu trong nội tâm lo lắng càng ngày càng nặng. Chỉ là tiêu phàm thân là đại thuật sư, bình thường thầy tướng căn bản liền không khả năng cho hắn thôi diễn tướng mệnh, tiếp xuống tiêu phàm đến cùng sẽ gặp phải gì cùng kiếp nạn, Tân Lâm một điểm ngọn nguồn đều không có. Hiện tại thật vất vả phả đụng phải dạng này một cái sở xương đại sư, chủ động cho tiêu phàm thôi diễn xương tướng, Tân Lâm trong lòng lại dâng lên một cỗ hy vọng. Tiêu chân nhân, giống như gần đây gặp qua nghịch thiên đại nạn. Thế nhưng là, căn cứ người xương tướng đến xem, nguyên lẽ ra không nên có loại này đại nạn. Thật là khiến người hảo hảo khó mà tác giải. Diêm đại sư không ngừng lắc đầu, song nghi chăm chú nhau. Huống chi tiêu phàm vốn là đại thuật sư, bình thường kiếp nạn, hắn lại làm sao có thể không tránh né được. Tân Lâm nói, có chút phiền phức, là hắn tự tìm. Lão gia tử, ta muốn hỏi chính là, hắn tiếp xuống sẽ có cái gì đại nạn? Tự tìm phiền phức, chẳng lẽ là nghịch thiên cải mệnh? Lão đầu tử tự lẩm bẩm. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm không khỏi hãi nhiên, hai mắt nhìn nhau một cái. Lão gia tử, nghịch thiên cải mệnh, lấy thân thay kiếp, nhưng còn có giải cứu chi đạo. Tân Lâm khẩn cấp hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là ân cần. Diêm đại sư nhìn Tân Lâm một chút, chậm rãi nói, cô nương, người hỏi được quá lớn, ta khó trả lời. Ta chỉ biết, tiêu chân nhân thể nội thọ mạch vốn đã đoạn tuyệt, hoàn toàn dựa vào tổ đức âm công tại gắn bó, còn có một cỗ thiên kiếp chi lực, cũng tại để bảo toàn thọ mạch không dứt. Nhưng bây giờ, tổ đức âm công đã từ từ làm hao mòn sạch sẽ, chỉ dựa vào thiên kiếp chi lực để duy trì thọ mạch, có thể hay không duy trì được hay là hai chuyện. Coi như duy trì được, cái thiên kiếp này chi lực đầy cõi lòng hung bạo chi ý, chỉ sợ đối tiêu chân nhân tâm tính, là một lớn ảnh hưởng. Lão gia tử, ta không hiểu nhiều lắm." Tân Lâm không khỏi mê hoặc, Diêm Thái Hoa ở một bên nói, "Tân cô nương, ta ý của sư phụ nói là, cái thiên kiếp này chi lực, vốn là đối tiêu chân nhân không có hảo ý." là thượng thiên hạ trừng phạt hắn, sở dĩ duy trì hắn thọ mạch không dứt vì để hắn tại cái này giữa trần thế nhiều hơn chịu khổ, thụ nhiều kiếp nạn. Tổ đức âm công hao hết, tiêu chân nhân tâm tính, sẽ bất chi bất giác bị thiên kiếp chi lực ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng bạo ngược. Quyền thiên thiên chen vào nói nói, người nói là, hắn lại biến thành một tên đại phôi đàn, bị kia cái gì thiên kiếp chi lực yêu ma hóa. Là như thế này, Diêm thái hoa nặng nề gật gật đầu, hi hi, đại phôi đàn, uyển thiên thiên hiển nhiên còn chưa từng ý thức được vấn đề nghiêm trọng họ nhưng đầu nhìn về phía tiêu phàm hi hi mà cười tựa hồ cảm thấy người này thật muốn biến thành đại phôi đàn cái kia cũng rất thú vị về phần cái gọi là thọ mạch đoạn tuyệt nàng càng là làm không rõ ràng ý vị như thế nào tân lâm lại hít vào một ngụm khí lạnh nàng biết rất rõ tiêu phàm nếu như dần dần mê thất mình họ gốc hậu quả chính là gì cùng nghiêm trọng lấy lão tiêu ra thế lực cùng tiêu phàm bản thân cường đại hắn một khi bị thiên kiếp chi lực dần dần yêu ma hóa, biến thân thành ác ma, tạo thành hủy diệt tai nạn đến cùng lớn bao nhiêu, ai đều khó mà dự đoán. Loại này yêu ma hóa đồng dạng sẽ cho tiêu phàm bản thân mang đến thương tổn cực lớn. Cái gọi là giết người 10 ngàn tự tổn 3 nghìn, người đối với người khác tổn thương càng lớn, người khác đối người trả thù cũng liền càng mãnh liệt. Gây thù hằn càng nhiều, từng cái phương hướng phóng tới minh thương ám tiến cũng càng nhiều. Tiêu chân nhân, cái này tâm ma, còn cần ngươi tự hành giải thoát. Theo ta được biết, quý giáo, luân hồi, đối phó tâm ma rất có hiệu quả. Diêm đại sư chậm rãi nói, ngữ khí trầm trọng, tiêu phàm trầm giọng nói, Diêm đại sư đối với chúng ta vô cực môn, giống như hiểu rõ rất thâm nhập. Diêm đại sư mí mắt thoảng qua vén lên, nói tiêu chân nhân, phụ thân ta năm đó cùng lệnh sư chỉ thủy tổ sư có duyên gặp mặt mấy lần, thủy kính thần tướng truyền nhân Diêm 13, không biết lão nhân gia ông ta có hay không nhắc qua với ngươi. Tiêu phàm cả kinh nói, diêm 13, thủy kính lưu phái tiếng tăm lừng lẫy 18 chân nhân, là của ngài phụ thân. Đúng vậy, diêm đại sư khẽ vuốt cằm. Tiêu phàm mỉm cười nói, diêm đại sư, sư phụ ta chẳng những đề cập tới phụ thân ngài, còn đem hắn cùng 18 chân nhân kết giao một ít chuyện đều thân bút ghi xuống. Sư phụ ta nói, thủy kính thần tướng sờ xương ý tưởng, vốn là cao thâm mặt chắc, 18 chân nhân sờ xương ý tưởng, càng là thần hồ kỳ kỹ. Tiêu phàm lời này cũng không phải nói ngoa, một đoạn này giật sự, chỉ thủy tổ sư đúng là vô cực thuật tàng nhật của rơi thiên bên trong thân bút ghi lại qua. Chính là kháng chiến đêm trước, chỉ thủy tổ sư phó Tây Bắc mấy tỉnh dạo chơi, tại Hà Đông cảnh nội cùng 18 chân nhân kết bạn, hai người đều đều là thuật pháp đại sư, lẫn nhau 10 điểm hợp ý, trao đổi lẫn nhau một chút tướng thuật tâm đắc, đối thủy kính phái sờ sương ý tưởng, chỉ thủy tổ sư phi thường tán thưởng cho rằng rất có giá trị tham khảo, thậm chí đem mình lĩnh ngộ một chút xương tướng chi đạo, thu nhận sử dụng tiến vào vô cực chín tướng thiên chính văn bên trong, hy vọng hậu bối đệ tử có thể tiến hành tu luyện. Ồ, thật như vậy sao, chỉ thủy tổ sư thân bút kỹ thuật cùng phụ thân ta kết giao sự tình. Diêm đại sư hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến họp có kết quả như vậy, không khỏi hết sức cao hứng, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Cần biết ở tiền triều thuật pháp giới, chỉ thủy tổ sư chính là mạnh mẽ một đời tông sư, địa vị chi cao, không người có thể đưa ra phải. Ngay cả lão nhân gia ông ta đối tam chân nhân cùng thủy kính thần tướng sở xương ý tưởng đều tôn sùng đầy đủ, Diêm Đại Sư tự nhiên cùng có vinh yên. Tân Lâm lại đối đoạn này giật sự không thế nào cảm thấy hứng thú, nhìn chăm chăm hỏi, lão gia tử, ngài đây ý là nói, nếu như tiêu phàm tu luyện người cái kia khẩu quyết cùng pháp tướng, hắn liền có thể tránh thoát một kiếp này. Diêm Đại Sư nghiêm nghị nói, cô nương, có phải là có thể tránh thoát một kiếp này, ta không dám khẳng định. Bằng vào ta chút năng lực ấy, còn không có tư cách chỉ điểm vô cực môn trưởng giáo chân nhân. Nhưng khẩu quyết này cùng pháp tướng, xác thực cùng vô cực môn có quan hệ, điểm này lại là khẳng định. Phụ thân ta đã từng từng nói với ta, những này khẩu quyết cùng pháp tướng muốn lưu cho người hữu duyên. Quyền thiên thiên lập tức nói, lão gia tử, cái này có chút không đúng sao. Đã những này khẩu quyết cùng pháp tướng là vô cực môn, liền nên chuyển giao cho vô cực môn, gọi thế nào lưu cho người hữu duyên. Lão nhân ra người liền cho vật quy nguyên chủ, còn dùng cái gì trao đổi. Quá không có suy nghĩ, Uyển Thiên Thiên đến cùng không hổ là yên chi xã đại đương gia, tại có kè mặc cả loại chuyện này phía trên thiên phú, xa không phải tiêu chân nhân cùng tân thiếu chủ có thể so sánh. Giả sử có thể một lời nói liền thuyết phục lão đầu tử này, đem khẩu quyết pháp tướng lấy đưa tới tay, gì cùng không đẹp. Diêm đại sư liếc nàng một cái, cười cười, nói, Uyển cô nương, hết thảy đều có định số. Những này khẩu quyết cùng pháp tướng, đã vô cực môn đã từng mất đi, như vậy muốn một lần nữa thu hồi lại, tự nhiên cần người hữu duyên. Uyển Thiên Thiên còn cần nói, tiêu phàm khoát khoát tay, ngừng lại nàng, chuyển hướng Diêm Đại Sư, hỏi, lão gia tử, ta có một chuyện không hiểu, mời lão gia tử chỉ giáo. Những này khẩu quyết cùng pháp tướng, 18 chân nhân năm đó là làm sao tìm được. Diêm Đại Sư vuốt vuốt dưới hàm dâu bạc trắng, chậm rãi nói, tiêu chân nhân, đây cũng là một loại duyên phân. Nói đến, việc này còn cùng một vị chân mệnh thiên tử có quan hệ chân mệnh thiên tử uyển thiên thiên không khỏi mở to hai mắt nhìn cái này sư đồ hai người tựa hồ cũng có hoàng đế tình kết khuya ngày hôm trước diêm thái hoa nói nàng có quý phi tri tướng bây giờ vị lão tiên sinh này lại mở miệng liền nâng lên chân mệnh thiên tử để uyển thiên thiên có chút hoảng hốt cho là mình không cẩn thận xuyên việt rồi trở lại thời cổ diêm đại sư nhẹ gật đầu nói đúng vậy chúng ta thái hoa vốn là long hưng tri địa lúc nói lời này, lão đầu tử một mặt vẻ kiêu ngạo. Thái Hoa tú người huyện nhỏ, vậy mà ra chân mệnh thiên tử, Quân Lâm Thiên Hạ, thân là thái người hoa, Diêm Đại sư tự nhiên cảm thấy tự hào. Tiêu Phàm sau mi nhẹ nhàng một dương, hỏi, việc này cùng chúc chủ tịch có quan hệ? Có rất lớn liên quan, phụ thân ta tại thời kỳ kháng chiến, là đội du kích dưới mặt đất liên lạc viên. Hắn lúc trước gia nhập Thái Hoa du kích chi đội, cũng cùng chúc chủ tịch tương quan. Lúc ấy phụ thân ta chỉ là một cái có mắt tật thầy bói, chúc chủ tịch là du kích chi đội chi đội trưởng. Có một lần đụng phải tiểu quỷ tử đại tảo đáng, chúc chủ tịch cùng du kích chi đội đồng chí, yểm hộ quần chúng rút lui. Quỷ tử chăm chú đuổi theo, đem tất cả băng đuổi tới bờ sông, tình hình phi thường nguy cấp. Chúc chủ tịch quyết định thật nhanh, để du kích chi đội đồng chí một phân thành hai, một bộ tách ra súng hấp dẫn quỷ tử lực chú ý, một bộ phân yểm hộ quần chúng qua sông. Quần chúng bên trong, có không ít già yếu tàn tật, chúc chủ tịch liền để trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hậu sinh cõng lão nhân hài tử qua sông. Hắn tự mình cõng phụ thân ta, bất quá vừa đi mấy bước, phụ thân ta liền nhất định cũng không chịu để hắn cõng, không phải dưới đến chính mình đi. Vì cái gì, không thể nghi ngờ, mở miệng xin hỏi lại là uyển thiên thiên, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Hỏa thiêu lông mày mau, quỷ tử lưỡi lê đều đội lên trên mông, 18 chân nhân ra cái gì yêu thiêu thân. Diêm đại sư nhìn nàng một chút, nói, huyền cô nương, người quên, phụ thân ta sẽ sờ xương. Vậy thì thế nào? Diêm thái hoa ngắt lời nói, lúc ấy chúc chủ tịch có 13 thái công qua sông, 13 thái công quen thuộc họ sờ sờ chúc chủ tịch phần gáy. Cái này sờ một cái liền không được, đây là xương rồng A. Trần mệnh thiên tử đang ở trước mắt, để lão nhân ra ông ta cóng qua sông, muốn tổn thọ. Ai có lớn như vậy phúc khí, để hắn cõng A. Uyển Thiên Thiên lập tức giận xem líu lưỡi, nhìn bên người Đường Huyên một chút, Đường Huyên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này hoàn toàn là dân gian truyền thuyết phiên bản a, hơn nữa còn là loại kia cổ lão dị thường truyền thuyết. Lại có thể có người ở trước mặt các nàng như thế nghiêm trang nói ra, Uyển Thiên Thiên quả thực khó có thể tin, không khỏi lại hướng Tiêu Phàm bên kia nhìn lại, Tiêu chân nhân vậy mà khẽ vuốt cằm, tựa hồ đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Uyển Thiên Thiên chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn nàng cùng tiêu phàm, chẳng lẽ là phân thuộc hai cái khác biệt thế giới người A? À? Về sau thế nào, Tân Lâm lại rất tỉnh táo, thấp giọng hỏi, thấy phụ thân ta kiên quyết không chịu để hắn cống, chúc chủ tịch liền lôi kéo tay của hắn cùng một chỗ qua sông, tránh thoát quỷ tử truy sát. Về sau phụ thân ta liền thành thái hoa du kích chi đội dưới mặt đất liên lạc viên, lợi dụng thầy bói thân phận làm yểm hộ, vì đội du kích đưa qua không ít tình báo. Hắc hắc, Năm đó ở Thái Hoa Thành bên trong, Diêm bán tiên thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, ngay cả quỷ tử đại đội trưởng đều mời hắn đi đoán mệnh xem tướng. Kia chút tiểu quỷ tử, đánh chết cũng không biết, 13 thái công thế mà lại là đội du kích dưới mặt đất liên lạc viên. Diêm Thái Hoa liền bổ sung nói rõ như thế hai câu, cũng là mặt mũi tràn đầy tự hào chi ý. chương 326 Thiên Vương Đan Tiêu phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, lấy 18 chân nhân chi năng, muốn lừa gạt được một chút phụng về tiểu quỷ tử, tự nhiên không phải việc khó gì. Có thân phận như vậy làm yểm hộ, cái này dưới đất liên lạc viên khẳng định nên được 10 điểm thuận tay. Lão gia tử, lệnh tôn người tam chân nhân trở thành du kích chi đội dưới mặt đất liên lạc viên, cùng những này khẩu quyết pháp tướng có liên quan gì đâu. Tân lâm chỉ lo truy vấn ngọn nguồn, có a, à, tân cô nương, người biết những này khẩu quyết cùng pháp tướng, là ở nơi nào phát hiện sao. Tân lâm lắc đầu, là tại ba dặm trang trúc gia đại viện phát hiện. Trúc chủ tịch mặc dù không phải tại trúc gia đại viện ra đời, nhưng trúc gia đại viện lại là bọn hắn họ trúc từ đường sở tại địa, cũng coi là trúc chủ tịch tổ tiên chi địa đi. Trúc gia đại viện là thư hương gia truyền, quỷ tử càn quét trúc gia đại viện, cướp đi một nhóm chân quý cổ tịch và văn vật. Về sau quỷ tử dự định đem những này cổ tịch và văn vật trở đi, phụ thân ta chiếm được tin tức này về sau, trong đêm thông chi du kích chi đội, chúc chủ tịch mang theo du kích chi đội các đồng chí trên đường đánh cái xinh đẹp phục kích chiến, mười mấy tên quỷ tử cùng một cái ngay cả nhị cầu tử toàn quân bị diệt, bị tiêu diệt phải sạch sẽ. Khẩu quyết này cùng pháp tướng chính là tại tịch thu được đám kia trong cổ tịch tìm tới, phụ thân ta lưu lại. Cho nên nói, hết thảy đều có định số, nếu không phải lần kia chúc chủ tịch hiểm hộ quần chúng rút lui, cùng phụ thân ta kết duyên, phụ thân ta cũng sẽ không gia nhập du kích chi đội trở thành dưới mặt đất liên lạc viên, nói không chừng nhóm này cổ tịch và văn vật, liền lưu lạc đến đông doanh hải ngoại đi. Diêm đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một cái. Đông doanh hải ngoại, tiêu phàm lại chấn động mạnh một cái, giống như là bỗng nhiên ở giữa, hiểu ra. Đúng a, à, ta làm sao cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này qua đây. Phương diện nào, tân lâm ở một bên hỏi, tiêu phàm lắc đầu, nói chúng ta trước kia, đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trong nước. Hiện tại xem ra, có chút thất lạc thiên trương, còn thật sự có khả năng lưu lạc đến ngoại cảnh. Tựa như Diêm Đại Sư nói, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, có lẽ nhóm này của tịch cùng bổ sung trong đó khẩu quyết pháp tướng, liền bị uy nhân đoạt đi. Vừa nghĩ đến đây, tiêu phàm trong óc linh quang lóe lên, tựa hồ lại nghĩ tới cái nào đó cực kỳ quan trọng sự tình. Bởi vì trước kia chưa hề hướng phương diện này nghĩ tới, đối cái kia tin tức, liền coi nhẹ. Lão gia tử, đã lệnh tôn đại nhân nhiều năm trước liền phát hiện những này khẩu quyết cùng pháp tướng lại cùng chỉ thủy tổ sư là bạn tốt vì cái gì không thanh những vật này trả lại cho vô cực môn đâu vật quy nguyên chủ mà quyền thiên thiên lại đang tiến hành không ngừng cố gắng muốn đem người lừa gạt được lão gia tử cười nhạt một tiếng nói thật giống như luân hồi mẹo vào hôm nay vật quy nguyên chủ thiên vương đan cũng hẳn là vào hôm nay đến trong tay của ta thiên vương đan tiêu phàm cùng tân lâm liếc nhau đều đều lấy làm kinh hãi lão gia tử, người có thể xác định, đây chính là thiên vương đan. Tân lâm không thế nào do dự, liền từ tùy thân mang theo bóp đầm bên trong lấy ra một cái tinh xảo tiểu xảo bình ngọc, từ giữa biên tướng viên kia màu đỏ tươi tiểu dược hoàn đổ ra, tại nàng trắng noãn trong lòng bàn tay quay tròn loạn chuyển. Gặp một lần cái này viên thuốc, diêm thái hoa mãnh đứng lên, hai mắt trợn thật lớn, tiếp cận tân lâm lòng bàn tay dược hoàn, giật mình nói thật có cái này viên thuốc. Là từ kia tạp ngọc bình bát bên trong lấy ra thế nào người trước kia còn chưa tin chuyện này a à? vậy người còn cùng chúng ta gọi nhiều như vậy vòng giá uyển thiên thiên lập tức mãnh mắt trợn trắng chưa thấy qua dạng này bát phù lý diện đến cùng có đồ vật gì cũng không biết sơ lên bảng hiệu liền loạn tăng giá nếu không phải diêm thái hoa gây sự uyển đại đương ra cần gì phải vì kia bình bát tốn hao 2 triệu chi cự ít nhất có thể tiết kiệm một nửa tiền uyển đại đương ra trận này không thể làm việc không có thu nhập nơi phát ra mỗi ngày sống bằng tiền dành dụm lập tức liền cảm giác áp lực như núi. Diêm Thái Hoa cười khổ nói, sư phụ phân phó, thật sao, nói như vậy, lão gia tử thật đúng là thần tiên A. À. Người trốn ở núi này câu trong rãnh, ngàn dặm nghìn dặm bên ngoài sự tình biết tất cả. Uyển Thiên Thiên nhưng không tin tưởng lắm loại lời này. Diêm Đại Sư nhìn Uyển Thiên Thiên một chút, nói tiểu cô nương, nhìn ra được, người không phải người trong đồng đạo. Chúng ta một chuyến này, giảng cứu, vạn pháp đều là duyên. Người vận khí không tệ, cùng tiêu chân nhân cũng coi như hữu duyên. Bất quá người phải nhớ kỹ, hết thảy đều muốn thuận theo tự nhiên, đừng quá mức chấp nhất. Quá mức cưỡng cầu lời nói, hữu duyên cũng thay đổi vô duyên. Quyền thiên thiên trong lòng giật mình, nhìn hướng lão đầu tử ánh mắt bên trong, liền hiện lên một vòng vẻ kính sợ. Lão nhân này, tựa hồ thật có thể xem thấu nàng suy nghĩ trong lòng. Quyền thiên thiên nhưng không tin đây là lão đầu tử đoán mò, song phương tuổi tác tranh lệch 6-70 tuổi, hoàn toàn không phải người cùng một thời đại. Để một cái tám chín người tuổi điệt mạo lão nhân đi đoán một cái 20 tuổi tiểu cô nương tâm tư, quả thực chính là thiên đại trò đùa. Tiêu chân nhân, ngươi là làm sao tìm được cái này thiên vương đan. Diêm đại sư thế mà cũng lộ ra ý tò mò, cũng không có đưa tay đi lấy kia viên thuốc. Tiêu phàm mỉm cười nói, lão gia tử, như chính ngài lời nói, hết thảy đều có định số, vạn pháp đều là duyên. Diêm đại sư không khỏi mỉm cười, tiêu chân nhân đây là dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nói cái này thật lâu lời nói, lão gia tử trừ thỉnh thoảng thở mấy hơi thở, uống nước làm chân hầu, trên tinh thần cũng có chút huệ hoài, không như lúc ban đầu thấy lúc như vậy tỉnh lại. Tiêu phàm cười ha ha một tiếng, nói, lão gia tử, chuyện này, liền mời Diêm tiên sinh cùng ngài nói đi, hắn cũng là kinh nghiệm bản thân người. Lão gia tử liền nhìn về phía một bên Diêm thái hoa. Diêm Thái Hoa vội vàng nói: "Sư phụ, thứ này thật tại cái kia bát phu lý diện. 13 thái công ban đầu ở những cái kia trong sách cổ nhìn thấy ghi chép là thật. Cái này bình bát, khuya ngày hôm trước xuất hiện." Diêm Thái Hoa liền lời ít mà ý nhiều đem đấu giá hội bên trên phát sinh tình huống nói rõ một chút. "Sư phụ, người nói, 13 thái công làm sao liền có thể xác định cái này Thiên Vương đan sẽ rơi vào vô cực môn truyền nhân trong tay, sau đó để chúng ta cầm những cái kia khẩu quyết cùng pháp tướng đi trao đổi?" đừng bảo là Uyển Thiên Thiên toàn vẹn không hiểu, coi như Diêm Thái Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn nhưng là người trong đồng đạo, tại bên ngoài, được người tôn xưng là Diêm Đại Sư, tại cửa sắt có người đối với hắn tôn thờ, đến cố đô về sau, ngay cả Lê Thiếu đối với hắn cũng cung kính có thừa, có thể thấy được là cái có bản lĩnh thật sự. Hiện tại hắn cũng có chút náo không rõ, Diêm Đại Sư liếc nhìn hắn một cái, tuyết trắng thọ lông mày có chút nhân lại, nói thế nào, người cũng hổ đồ rồi sao quẻ tượng phía trên chính là như vậy biểu hiện, lúc trước cái này tạp ngọc bình bát đồ án liền cùng những cái kia khẩu quyết pháp tướng đặt chung một chỗ, lên quẻ về sau liền đạt được dạng này quẻ tượng. Mấy chục năm về sau, quả là thế, hoàn toàn ứng quẻ tượng. Có thể thấy được trong cõi u minh tự có thiên ý. Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên liếc nhau, đều các hãi nhiên. Rất rõ ràng, tam nữ cũng nhớ tới tại chỉ thủy nhìn thấy cái kia khôn quẻ, quẻ tượng liền biểu hiện tây nam phải bằng thực tế là phi thường tinh chuẩn. Tiêu chân nhân, cái này viên thuốc, có thể cho ta xem một chút ga. Diêm đại sư nhìn về phía tân lâm lòng bàn tay màu đỏ đan hoàn, ngưng thần hỏi. Có thể, tiêu phàm khẽ gật đầu, tân lâm liền đem dược hoàn đưa tới diêm đại sư trước mặt. Lão đầu tử tay run run, duỗi ra ngón cái ngón trỏ, tại tân lâm trắng noãn trong lòng bàn tay, đem viên đan dược kia nhặt. Thúy hoa ngay cả vội vàng hai tay ngả vào bàn tay của hắn phía dưới, sợ lão đầu tử một cái nắm bất ổn, cái này viên thuốc liền rơi trên mặt đất. Cứ việc Thúy Hoa hoàn toàn nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, nhưng cái này viên thuốc rất chân quý, nàng lại là rất rõ ràng. Ha ha, quả nhiên là thiên vương đan, cùng trên sách ghi lại nhan sắc, lớn nhỏ, mùi thơm cơ hồ là giống nhau như đúc. Diêm đại sư nhìn kỹ một chút dược hoàn, lại đặt ở dưới mũi hít hà, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, liên tục gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía tiêu phàm, Nói tiêu chân nhân, dùng viên này Thiên Vương đan, trao đổi khẩu quyết cùng pháp tướng, chúng hay không? Ai, chờ một chút, Uyển Thiên Thiên lại xen vào tiến đến, nhấc tay lắc lắc. Tiểu cô nương, ngươi lại có chuyện nói. Diêm đại sư nhiều hứng thú nhìn về phía Uyển Thiên Thiên, mỉm cười hỏi. Đó là đương nhiên, đan dược này thế nhưng là ta chụp được đến. Đổi hay không, chúng ta đợi chút nữa lại thảo luận, lão gia tử, ngươi trước được thanh đan dược này hiệu dụng nói cho chúng ta biết để chúng ta cân nhắc một chút trao đổi có phải là hợp lý buôn bán liền phải già trẻ không gạt hay không tướng thua thiệt đúng không uyển thiên thiên chấp lấy mắt to nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ha ha cái này đương nhiên có thể coi như ngươi không đề cập tới ta cũng sẽ nói rõ cổ lão tương truyền cái này thiên vương đan thế nhưng là tiên dược diêm đại sư mỉm cười nói tiên dược cái gì tiên dược uyển thiên thiên kêu lên thần sắc trên mặt có chút cảm thấy lẫn lộn, nhưng càng nhiều thì là vui mừng. Dám xưng tiên dược, tổng cũng được thật có chút linh nghiệm mới được. Cái gọi là tiên dược, nghe nói là từ trước hán vũ đế thời kỳ, trí thánh đông phương sóc tự tay luyện chế. Ăn hết về sau, chẳng những có thể lấy cường thân kiện thể, loại trừ bách bệnh, còn có thể kéo dài tuổi thọ, phản lão hoàn đồng. Diêm đại sư nghiêm mặt nói, đông phương sóc, thuốc này thật sự là hắn luyện, uyển thiên thiên không khỏi ngây người, nhìn đường huyên một chút, đường huyên cũng đầy mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới chuyển lớn như vậy một chỗ ngoặt tử, việc này thật đúng là lại cùng đông phương sóc nhắc lên quan hệ. Có thể thấy được trong cõi u minh thật tự có thiên ý, nửa phân cũng không khỏi nhân lực. Cổ tịch bên trên là như thế ghi lại, cho dù có chỗ khuếch đại, nhưng cái này hiệu quả của đan dược rất tốt, hẳn là khẳng định. Tân Lâm bỗng nhiên nói, lão gia tử, cái này thiên vương đan chúng ta không đổi. Không đổi rồi, Diêm Đại Sư cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược một câu. Đúng vậy, không đổi, Tân Lâm khẳng định gật gật đầu, khẩu quyết kia cùng Pháp tướng đâu, các ngươi cũng đừng rồi. Diêm Thái Hoa lập tức hỏi, sắc mặt trở nên có mấy phân khó coi. Tân Lâm lập tức nói, khẩu quyết cùng Pháp tướng, nếu là vô cực môn đồ vật, tự nhiên cũng muốn vật quy nguyên chủ. Diêm Thái Hoa liền cười lạnh, châm chọc nói, Tân Tiểu Thư, trên thế giới có chuyện tốt như vậy sao? Chỗ tốt gì đều là các ngươi, yên tâm, chúng ta sẽ không trắng muốn các ngươi đổ vật. Ngươi nói cái giá đi, trừ viên này thiên vương đan, cái khác đều dễ thương lượng. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối dốc hết toàn lực giúp các ngươi đi làm. Lão gia tử, diêm tiên sinh, không phải chúng ta lật lọng, thực tế viên đan dược kia, đối với chúng ta cũng vô cùng trọng yếu. Tân lâm 10 điểm kiên định nói. chương 327, 5 năm tuổi thọ. Diêm Thái Hoa tức giận không vui, Tân Tiểu Thư, đây không có khả năng hoặc là khẩu quyết, hoặc là đan dược, tất cả mọi người chỉ có thể tuyển đồng dạng. Các ngươi hai dạng đều muốn, chúng ta làm sao bây giờ? Làm người không thể dáng vẻ như vậy, Tân Lâm nói, có thể dùng những vật khác trao đổi. Ta nói qua, không quản các ngươi muốn cái gì đến trao đổi, chúng ta đều sẽ hết sức. Đúng, muốn cái gì, các ngươi cứ mở miệng, chúng ta toàn lực ứng phó. Uyển Thiên Thiên cũng ở một bên hát đệm, nàng mặc dù không biết trời là cái gì, nhưng nhất quán tỉnh táo Tân Lâm bỗng nhiên trở nên như thế nóng bỏng, có thể thấy được đan dược này xác thực không thể coi thường, nói không chừng đối tiêu phàm thương thế có bổ ích lớn. Đối với huyền thiên thiên mà nói, đây cũng là cực kỳ trọng yếu đầu cùng đại sự. Các ngươi, Diêm Thái Hoa còn cần nói, lão gia tử khoát tay áo, Diêm Thái Hoa liền ngạnh sinh sinh đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Tiêu chân nhân, cái này chỉ sợ cùng vô cực môn giáo nghĩa không hợp. Diêm đại sư mắt nhìn tiêu phàm, không chậm không nhanh nói, cũng là không có ý tức giận. Sống đến số tuổi này, chuyện bình thường, xác thực rất khó gây nên tâm tình của hắn ba động. Tiêu Phàm khom người một chút, nói: "Lão gia tử, chúng ta cũng vẻn vẹn chỉ là như thế cái đề nghị, có phải là đồng ý, còn phải xem ý của lão gia tử." Viên đan dược kia, nếu thật là cổ tịch bên trên ghi lại, trời, như vậy bằng vào ta tình thế bây giờ mà nói, xác thực đối ta cũng phi thường trọng yếu. Nếu có thể lưu trong tay, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng là, ta cũng nghĩ thỉnh giáo một chút lão gia tử, người muốn viên này, trời, là làm làm gì dùng đồ. Không biết có hay không những phương pháp khác có thể thay thế. Thay thế, ha ha, tiêu chân nhân, nếu như người có biện pháp để ta lại tăng thêm 5 năm thọ nguyên, như vậy viên này, trời, người cứ việc lưu lại, khẩu quyết cùng pháp tướng cũng cứ lấy đi, ta tuyệt không phản đối. Diêm đại sư không chậm không nhanh nói ra một đoạn như vậy lời nói tới. Quyền thiên thiên lập tức liền mãnh mắt trợn trắng, rất khó chịu nói, lão gia tử, người đây không phải đùa chúng ta chơi a. À. Cái gì tiên đan linh dược, có thể chống rỗng làm người gia tăng 5 năm tuổi thọ. Các ngươi một chuyến này, không phải có câu nói, gọi là Diêm Vương gọi người ba canh chết, không dám lưu người đến canh năm a. À. Ngay cả Tiêu Phàm cũng nhăn đầu lông mày, nói, lão gia tử, loại này nghịch thiên cải mệnh sự tình, chỉ là một viên thuốc, coi như lại chân quý, chỉ sợ cũng khó mà làm được a. À lúc trước vì cho tiêu lão gia tử nghịch thiên cải mệnh, tiêu phàm trả giá bao lớn đại giới. Tối hậu quan đầu thất bại trong gang tắc chưa thành hình càn khôn đại hoàn đan cũng không dám hứa chắc có thể cho tiêu lão gia tử tục mệnh 5 năm. Viên này trời thật có thể có vì người tục mệnh 5 năm kỳ hiệu, tiêu chân nhân chẳng phải là muốn tức giận đến thổ huyết. Tiêu chân nhân, vẫn là câu nói kia, vạn pháp đều là duyên. Viên này, trời, dược hiệu cũng tùy từng người mà khác nhau. Lấy người tình hình bây giờ, coi như ăn vào, trời, cũng khẳng định khó mà tục mệnh 5 năm. Nhưng với ta mà nói, gia tăng 5 năm này tuổi thọ, bất quá là thụ nhiều năm năm thống khổ mà thôi. Tại các ngươi người trẻ tuổi trong mắt, sinh hoạt là như thế đa thải đa tư, mỗi một ngày đều đáng để mong chờ, chư vị nhìn nhìn lại ta hiện tại cái dạng này, sống lâu 5 năm, thật rất đáng để mong chờ sao. Diêm đại sư đưa tay vỗ vỗ mình, thở dài nói. Đoàn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lời này thật đúng là không thế nào tốt trả lời. Dạng này gần đất xa trời già nua lão nhân, bỗng nhiên nói ra một đoạn như vậy văn nghệ phạm 10 phần lời nói đến, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Nhưng tinh tế tưởng tượng Diêm Đại Sư nói lời, nhưng lại rất có đạo lý. Diêm Thái Hoa nghi hoặc mà hỏi thăm, sư phụ, nói thật, tại việc này quá trình bên trong, ngay cả hắn đều là mơ hồ, chỉ là y theo sư phụ phân phó làm việc. Hiện tại thấy sư phụ như vậy thần sắc cô đơn, Diêm Thái Hoa cũng rất là không hiểu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a, à, lão gia tử, người liền nói rõ đi. Uyển Thiên Thiên có chút gấp, nhịn không được kêu la. Diêm đại sư hướng Uyển Thiên Thiên ôn hòa cười một tiếng, chuyển hướng Tiêu Phàm, nói Tiêu chân nhân tiến vào ta cái này hàn xá trước đó, không có phát hiện có gì chỗ không ổn sao? Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, nếu như ta không có đoán sai, lão gia tử lần này tâm sự, phải cùng cái này thất sát chi địa có quan hệ a. À diêm đại sư mỉm cười nhẹ gật đầu tiêu phàm nhíu mày nói lão gia tử nơi này sát khí trùng thiên rõ ràng là tuyệt địa a tiêu phàm lời còn chưa dứt nhưng ý kia cho dù ai đều hiểu biết rõ là thất sát tuyệt địa người lão tiên sinh hết lần này tới lần khác muốn tại cái này bên trên móc hai lỗ hầm trú ẩn ở cái này không cố ý sao chán sống a diêm đại sư nhưng không có chính diện đáp lại tiêu phàm ngược lại mỉm cười nói tiêu chân nhân hôm nay tự mình đến nhà đây cũng là xem như một loại khó được duyên phân lão đầu tử có cái không tình chi xin diêm đại sư thỉnh giảng mời tiêu chân nhân vì ta thôi diễn một chút tướng mệnh như thế nào diêm đại sư mắt nhìn tiêu phàm, khóe miệng ngậm lấy một tiên nụ cười nhàn nhạt, nhạt tựa hồ có chút chờ mong sư phụ diêm thái hoa càng thêm cảm thấy lẫn lộn hắn là thật từ không nghĩ tới sư phụ sẽ mời người cho mình đoán mệnh cần biết sư phụ hắn lão tử là đại danh đỉnh đỉnh người tam chân nhân diêm bán tiên trong nhà có lợi hại như vậy lão gia tử tại cần gì phải cầu đến người khác trên đầu mặc dù mười tam chân nhân sớm đã qua đời nhưng nghĩ đến tại thế thời điểm hẳn là vì con của mình xem tướng qua coi số mạng tiêu phàm lại cũng không chối từ cười cười nói vậy thì tốt lão gia tử ta liền múa bố trước cửa lỗ ban một lần Mời ngày sinh tháng đẻ quý hợi diêm thái hoa lập tức liền đem sư phụ sinh nhật năm báo ra diêm đại sư lại khoát tay chặn lại ngừng lại hắn trầm giọng nói, Thái Hoa, cầm giấy bút tới. Diêm Thái Hoa chờ tỉnh ngộ, mình cứ như vậy thuận miệng báo ngày sinh tháng đẻ, không khỏi đối sư phụ bất kính, cũng là đối tiêu phàm không tôn trọng. Đây cũng không phải là đầu đường cuối ngõ những cái kia bầy hàng vỉa hè lừa gạt tiền sống tạm giang hồ thuật sĩ, có thể tùy tiện qua loa. Rất nhanh, Diêm Thái Hoa liền từ hầm chú ẩn bên trong lấy ra văn phòng tứ bảo, tại trong nghiên mực ngược lại một chút thanh thủy, tự mình mài nồng đậm một nghiễn mực nước, đem một chồng màu vàng giấy tuyên ở trên bàn trải rộng ra, hai tay đem bút lông sói chữ nhỏ đưa đến sư phụ trong tay. Lão gia tử hướng về tiêu phàm mỉm cười, đưa tay tiếp nhận bút lông sói chữ nhỏ, tại trong nghiên mực chấm phải mực nồng, thoảng qua hít một hơi, chìm cổ tay múa bút, tại giấy tuyên bắt đầu làm việc dai viết xuống mình ngày sinh tháng đẻ. Kiểu chữ, miêu tả nồng đậm, may mà hắn lớn tuổi như vậy, thế mà cẩn thận tỉ mỉ, hạ bút thời điểm, thủ đoạn không có chút nào run rẩy chi ý. Lão gia tử, chữ tốt, rất có thường sơn chi phong, tiêu phàm không khỏi bật thốt lên tán thưởng một tiếng, tiêu chân nhân chê cười, lão gia tử cười ha ha một tiếng, hơi có mấy phân vẻ tự đắc. Diêm thái hoa liền hai tay đem tấm kia màu vàng giấy tuyên cầm lên, hai tay nâng đến tiêu phàm trước mặt, thần thái có chút cung kính. Tự nhiên, hắn giờ phút này kính không phải tiêu chân nhân, mà là sư phụ của mình. Tiêu phàm hai tay tiếp nhận, quý hợi năm, giáp nguyệt, tiêu phàm miệng bên trong thì thảo có âm thanh, tay trái bóp lấy đốt ngón tay, hai mắt có chút bắt đầu híp mắt. Thấy tiêu chân nhân bộ này bình chân như vại dáng vẻ, uyển thiên thiên âm thầm buồn cười, trong lúc này, chỉ có thể liều mạng nhịn xuống, nghiêng đầu đi, sợ mình không cẩn thận liền sẽ cười ra tiếng. Uyển thiên thiên mặc dù là rất chính tông giang hồ nhi nữ, dù sao thời đại khác biệt, hòa nói bên trong, tiểu nha đầu cùng những cái kia thích bán manh, thích truy tinh nhà bên nữ hải cũng không có khác nhau lớn gì, bỗng nhiên tại tiêu phàm trên thân nhìn thấy loại này tràn đầy nét cổ xưa tư thái tự nhiên buồn cười tiểu nha đầu tác quái tiêu phàm tự nhiên không chút nào để ý chậm rãi đẩy xong mệnh cách hai mắt mở ra đến nói lão gia tử mời mạch diêm đại sư sau nghi có chút một dương hơi có vẻ kinh ngạc nhưng vẫn là theo lời đem khô cạn thon gầy thủ đoạn hướng tiêu phàm đưa ra ngoài thôi diễn mệnh cách tướng lý cần thay người bắt mạch đây không phải vô cực môn truyền thừa hay là tiêu phàm một mình sáng tạo trừ đem vô cực môn thuật pháp đến cực kỳ cao thâm cảnh giới tiêu phàm tại bên trong phương diện y học tạo nghệ cũng là cực kỳ cao thâm nhất là hoàng đế nội kinh thuật năm vận sáu khí tiêu phàm cho rằng cùng tướng lý là âm thầm tương thông một người mạch tượng chẳng những có thể biểu hiện hắn gần đây tình trạng cơ thể càng có thể xuyên thấu qua mạch tượng quan sát được thể nội năm vận sáu khí vận hành tình huống từ đó tiến một bước thôi diễn tướng lý một sợi hạo nhiên chính khí chậm rãi xuyên vào lão nhân da khô cạn mạch cổ tay ở giữa Diêm Đại Sư chỉ cảm thấy tinh thần vì đó rung một cái, tựa hồ bỗng nhiên ở giữa, trong thân thể liền tràn ngập một loại không hiểu tinh lực, toàn thân đều ấm áp, nói không nên lời dễ chịu. Mà tiêu phàm thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên, liền ở thời điểm này, quanh người thiên địa nguyên khí bỗng nhiên biến đổi, một cỗ trời cơ chi lực khí thế hung hăng hướng về tiêu phàm đánh tới. Diêm Đại Sư hai mắt khẽ hít một cái, tân lâm thì sắc mặt biến hóa. Diêm Đại Sư thân là đại thuật sư, Tự nhiên có thể cảm nhận được quanh người thiên địa nguyên khí biến hóa rất nhỏ, rõ ràng đây là bởi vì Tiêu Phàm tại cưỡng ép nhìn trộm trời cơ mà gây nên thiên địa lực lượng phản phệ. Làm 18 chân nhân con ruột, thủy kính thần tướng truyền nhân chính tông, Diêm đại sư trên thân trời cơ che đậy chi lực cũng là cực kỳ cường đại. Bình thường thầy tướng căn bản liền khó mà dòm phá thiên cơ, thôi diễn ra chân chính mệnh cách tướng lý, thường thường chỉ có thể đạt được một chút chỉ tốt ở bề ngoài kết luận, thậm chí cùng chân thực mệnh cách hoàn toàn trái ngược bản lĩnh tương đối thâm hậu thầy tướng, cưỡng ép nhìn trộm trời cơ, tự nhiên là sẽ dẫn phát thiên địa lực lượng phản phệ. Phản phệ chi lực mạnh yếu, tựa hồ nhìn trộm chi lực mạnh yếu mà định ra. Nhìn trộm thiên cơ thầy tướng, công lực càng thâm hậu, trời cơ chi lực phản phệ liền càng cường đại. Tân Lâm đi theo tiêu phàm nói lâu, cũng có thể cảm giác được. Nhưng loại trình độ này trời cơ phản phệ chi lực, Tân Lâm cũng tịnh không thế nào để ý. Tiêu phàm trên mặt bỗng nhiên một trận bảo quang lưu tránh, Bốn phía lăn lộn thiên địa nguyên khí liền bị không khách khí chút nào che chắn bên ngoài, mặc cho giấy rựa như thế nào vặn vẹo, cũng vô pháp tiếp cận Tiêu Phàm thân ba tắc đầu bên trong. Xiêm đại sư không khỏi âm thầm gật đầu, vô cực môn trưởng giáo chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền, Tiêu Phàm cứ việc trẻ tuổi, cái này thuật pháp bên trên tạo nghệ nhưng là không tầm thường. Bốn phía thiên địa nguyên khí lăn lộn vặn vẹo một trận, không thể làm gì phía dưới, cũng liền dần dần tiêu tán thành vô hình. Tiêu Phàm có chút tăng lực Càng nhiều hạo nhiên chính khí tràn vào lão gia tử thể nội, rất nhanh liền tại kỳ kinh bát mạch ngũ tạng lục phủ đều một lần, diêm đại sư trên mặt, thậm chí hiện lên hai đoàn đỏ ửng nhàn nhạt, lộ ra tinh thần nhiều. Chương 328: Thất tinh trùng sát. Một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, Tiêu Phàm chậm rãi đem ngón tay từ diêm đại sư mạch trên cổ tay thu hồi lại, xong nghi cao lại, trầm ngâm không nói. "Tiêu chân nhân, thế nào?" Diêm Thái Hoa khẩn cấp hỏi, có chút lo được lo mất hắn đã từng lên tâm muốn cho sư phụ thôi diễn tướng mệnh lại vô luận như thế nào đều có thể không phá thiên cơ chi lực hai lần đều đều không công mà lui đằng sau một lần kia tại trời cơ chi lực phản vệ phía dưới thậm chí tại chỗ thụ thương nôn ra máu biết lấy sư đồ trí thân mình là không thể nào sư phụ thôi diễn tướng mệnh đành phải hơi thở lần này tâm tư lại trầm mặc chốc lát tiêu phàm mới nhẹ nói lão gia tử mệnh cách đa kiển a ác nghịch gia thân trung niên khắc vợ lão đến khắc tử, người đầu bạc tiến người đầu xanh. Tiêu tiên sinh, Diêm Thái Hoa lập tức liền trừng ánh mắt lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tiêu phàm cái này cũng nói đến quá trực tiếp đi, mặc dù nói tướng người tiết lộ trời cơ, chắc chắn sẽ có ác nghịch ra thân, Diêm Thái Hoa cũng không nghi ngờ tiêu phàm tướng thuật phải trang tinh chuẩn, nhưng ở một vị già nua lão nhân mặt, nói đến như thế trực tiếp, trung quy có sai lầm phúc hậu. Nguyên bản một mực gió nhạt mây nhẹ lão đầu tử, trên mặt rốt cục lộ ra bi thương chi sắc nặng nề mày trắng chậm rãi rủ xuống thật lâu mới chậm rãi nói tiêu chân nhân người bây giờ biết ta tại sao phải ở chỗ này rồi tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu mặt mày ở giữa hiện lên một tia đồng tình thần sắc sư phụ đến cùng chuyện gì xảy ra a à? ta mỗi lần hỏi ngươi ngươi cũng không chịu nói có chuyện gì ngươi nói cho ta a à? ta giúp ngươi đi làm chuyện này ngươi giúp không được xiêm đại sư chậm rãi lắc đầu Người đều không nói cho ta là chuyện gì, làm sao biết ta giúp không được. Diêm Thái Hoa cũng có chút không giữ được bình tĩnh, liền muốn kêu la. Diêm Đại Sư chỉ là lắc đầu, lại không nói một lời. Diêm Thái Hoa kìm nén đến, không làm sao được đây là thụ nghiệp ân sư, hắn lại nghẹn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiêu Phàm đột nhiên hỏi, Diêm Tiên Sinh, người gặp qua người vị sư đệ kia sao? Diêm Thái Hoa không khỏi sướng sờ, cái gì sư đệ? Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói xem ra ngươi cũng không biết ngươi còn có một vị sư đệ lão gia tử căn cứ tay của ngươi tương hòa tướng mạo đến xem lệnh lang trước mắt tình huống cũng không tệ lắm bởi vậy có thể thấy được người phương pháp này có thể thực hiện diêm thái hoa kìm lòng không đặng gãi gãi đầu cười khổ nói tiêu chân nhân ngươi liền đừng làm trò bí hiểm thống thống khoái khoái nói rõ đi còn tiếp tục như vậy muốn đem người sống nghẹn chết rồi ta tán thành diêm thái hoa vừa dứt lời Uyển Thiên Thiên liền không kịp chờ đợi dơ lên tay. Bị nghẹn đến kịch liệt, đâu chỉ là Diêm Thái Hoa một cái. Tiêu Phàm cười cười, nói, đơn giản đến nói đi, Diêm Thiên Sinh, sư phụ ngươi có con trai. Căn cứ lão gia tử tướng mệnh đến thôi diễn, Người vị sư đệ này, theo lý hẳn là sống không quá 30 tuổi. Lão đến khắc tử, đây là sư phụ ngươi mệnh cách chỗ quyết định. Nhưng lão gia tử lại không chịu tiếp nhận kết quả này, hắn muốn cải mệnh. Nghịch thiên hành sự, ngươi rõ chưa? Uyển Thiên Thiên hai tay nhẹ nhàng vỗ, giống như là bừng tỉnh đại ngộ như kêu lên: "A, ta minh bạch, lão gia tử, viên này trời, là muốn bắt cho con của ngươi đi ăn, vì hắn gia tăng 5 năm, năm tuổi thọ đúng hay không?" Diêm Thái Hoa lắc đầu, nói: "Uyển cô nương, ngươi sai, cái này viên thuốc, sư phụ ta là muốn mình ăn." Hắn còn muốn thụ nhiều năm năm khổ. Diêm Thái Hoa dù sao cũng là một vị tạo nghệ không thấp thuật sư, Tiêu Phàm như thế nhắc một điểm, hắn lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra đem vốn nên nên do con cái hậu nhân đến tiếp nhận cực khổ, chuyển rời đến trên người mình, từ mình đến tiếp nhận, để tiêu trừ ác nghiệt, cũng là nghịch thiên cải mệnh một loại thủ đoạn. Tiêu phàm cho lão gia tử thậm chí toàn bộ tiêu thị gia tộc nghịch thiên cải mệnh, dùng kỳ thật chính là cùng loại phương pháp. Loại này nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn, đối thi thuật giả yêu cầu cực cao. Tỷ như Diêm Đại Sư hiện tại dùng cái này cái phương thức, bình thường thuật sư liền tuyệt đối bắt trước không được. Cái này thất tuyệt chi địa âm sát khí, gì cùng nồng hậu dày đặc phổ thông thuật sư ở đây ở không được mấy tháng, liền sẽ sát khí nhập thể, bệnh nặng quấn thân, làm không tốt thậm chí sẽ một mệnh ô hô. Tự thân còn là nê bồ tát sang sông, lại nói thế nào nghịch thiên cải mệnh. Sư phụ, người đều đã ở đây ở hơn 20 năm nhanh 30 năm, chẳng lẽ còn không đủ để tiêu trừ ác nghiệt a? À? Không đủ, Diêm đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, muốn triệt để tiêu trừ ác nghiệt, nhất định phải lịch 36 bắt đầu chi kiếp. Mỗi thụ một năm cực khổ, Chống đỡ một bác đầu kiếp số Ta đã tại cái này thất sát chi địa Ở 29 năm Còn kém 7 năm liền lịch kiếp viên mãn Thế nhưng là người thăm sư phụ Một chút thân thể này Còn có thể kiên trì 7 năm lâu ha Diêm Thái Hoa trên mặt hiện lên kiên quyết chi sắc Cao giọng nói Sư phụ còn lại cái này 7 năm Ta ở nơi này ta tới giúp ngươi lịch kiếp Diêm Đại sư cười nhạt một tiếng Nói Thái Hoa Người phần này tâm ý ta lính Mọi người ác nhiệt mọi người mình tiếp nhận người giúp không được ta. Cái này, tiêu chân nhân, ta biết vô cực môn là thuật pháp chính tông, trưởng giáo chân nhân thần thông quảng đại, mời tiêu chân nhân giúp chuyện này. Ta diêm thái hoa vô cùng cảm kích, viên kia trời, ta tình nguyện để cho các ngươi, chúng ta không muốn. Diêm thái hoa mặt mũi tràn đầy khẩn thiết, cái này lời hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Linh dược cho dù tốt, cũng bất quá là để nhà mình sư phụ thụ nhiều năm năm khổ mà thôi, nhìn từ góc độ này, gì chân quý chi có tiêu phàm người có biện pháp không có người nếu là có biện pháp kia liền giúp một chút chứ sao tặng người hoa hồng tay có dư hương quyền thiên thiên liền ở một bên đứng ngoài cổ vũ tiêu phàm nghĩ nghĩ đứng dậy đối diêm đại sư hơi hạ thấp người nói lão gia tử tạm thời xin lỗi không tiếp được một chút diêm đại sư tựa hồ biết hắn muốn làm cái gì mỉm cười gật đầu nói tiêu chân nhân xin cứ tự nhiên diêm tiên sinh có hứng thú hay không bồi ta đi một chút diêm thái hoa liền có mấy phân khẩn trương nhìn một chút tiêu phàm lại nhìn một chút ngồi ở chỗ đó không thế nào có thể chuyển nhích người sư phụ tựa hồ rất là yên tâm không dưới đều nói ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không ai biết lúc này tiêu phàm đem mình gọi đi là mục đích gì vạn nhất lưu lại mấy cái kia nữ nhân muốn đối lão đầu tử bất lợi đâu cứ việc nơi này là lão hà thôn đại đa số thôn dân đều họ diêm chỉ cần thúy hoa kia lớn giọng một tiếng gào to từng nhà đinh tên đô con đều sẽ lao ra, lại cũng chưa chắc liền có thể cản trở được tân lâm bọn người. Khuya ngày hôm trước tại lớn đường Vương Triều khách sạn 302 số 6 gian phòng một màn kia, hắn nhưng là xa xa đều nhìn thấy. Vương Đại dòng biển lấy mấy tên súng ống đầy đủ cảnh sát vào cửa, không bao lâu liền bay ra, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Bởi vậy có thể thấy được, cái này mấy tên nữ hài nhi cũng không phải đèn đã cạn dầu. Diêm Thái Hoa thậm chí cao độ hoài nghi, tiêu phàm bên người đi theo đại nội thị vệ. Những này xuất thân kinh sư hào môn thế gia nha nội đảng, nước sâu đâu. Lão đầu tử người già thành tinh, hiển nhiên biết tên đồ đệ này đang lo lắng cái gì, không khỏi cười ha ha, khoát tay áo, nói thái hoa, đi thôi, bồi tiếp tiêu chân nhân đi một chút, có lẽ có thể để ngươi hiểu ra. Mắt thấy lão gia tử chấn định tự nhiên, diêm thái hoa biết là mình nghĩ nhiều. Vô cực môn trưởng giáo chân nhân cố nhiên không tầm thường, thủy kính thần tướng truyền nhân chính tông, nhưng cũng không phải ăn chay. Luận đến động thủ, lão đầu tử có lẽ lực có chưa đến, nhưng muốn không thông qua hắn đồng ý liền đem kia luân hồi tướng khẩu quyết cùng pháp tướng nắm bắt tới tay, kia là không cần nghĩ. Lại nói, Vô cực môn trên giang hồ to lớn tên tuổi, chỉ thủy tổ sư một đời thuật pháp lãnh tụ, tiêu phàm nếu là y bát của hắn truyền nhân, Vô cực môn một đời mới trưởng giáo chân nhân, lại há có thể tự hủy thanh danh. Tiêu phàm hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi ra đình viện, tân lâm vô thanh vô tức theo sát. Huyền Thiên Thiên cùng đường huyên liếc nhau, lưu trong sân, tiếp tục cùng lão nhân ra nói chuyện phiếm nói chuyện. Quan trọng trước mắt, Huyền Thiên Thiên cũng không hổ nháo. Tiêu phàm theo bên cạnh một đầu đường nhỏ, hướng trên sườn núi đi đến. Cái này tiểu bên đường, chính là một đầu khe nước, cũng không phải đứng đắn xây dựng dẫn nước mương, mà là lũ quét cuốn tới lúc, từ nước mưa cọ rửa mà thành, dần dần cũng liền biến thành dẫn nước mương. Cái này mương nước liền từ Diêm Đại Sư Hầm trú ẩn bên cạnh trải qua, thất sát chi địa, đây là trong đó một sát. Có chút kinh nghiệm địa lý thầy phong thủy là sẽ không ở dạng này mương nước bên cạnh lựa chọn nền nhà. Mặt này dốc núi không cao, thẳng đứng cao độ vẫn chưa tới 100 mét, trong núi đường mòn uốn lượn hướng lên, tiêu phàm bước chân nhẹ nhàng, không đến nửa khắc đồng hồ quang cảnh, đã trèo lên lên sườn núi chi đỉnh. Diêm Thái Hoa đã có chút thở hồng hộc, hắn cũng không giống như tiêu phàm như thế, nội lực tinh thâm, trung khí dồi dào. Đứng tại dốc núi Tri Đỉnh, tiêu phàm đưa mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu một cái, nói, Diêm Tiên Sinh, người đứng đến ta nơi này, nhìn kỹ một chút sư phụ người kia hầm trú ẩn vị trí, có ý nghĩ gì sao? Diêm Thái Hoa nửa tin nửa ngờ đi đến tiêu phàm vừa mới đứng thẳng vị trí, cúi đầu nhìn xuống, trên mặt hơi có chút xem thường thần sắc. Người tiêu phàm lại cao minh, nơi này cũng là lão hà thôn, ta khi còn bé ở đây lớn lên, đối địa hình nơi này, không so ngươi quen thuộc được nhiều. Không có lý do ngươi vừa đến đã phát hiện cái gì đại bí mật, ta lại một mực bị mơ mơ màng màng. Nhưng mà rất nhanh, Diêm Thái Hoa trên mặt xem thường thần sắc liền ẩn liếm không gặp, thay vào đó chính là 10 điểm ánh mắt khiếp sợ. Thất tinh trùng sát, cái này sao có thể? Giờ phút này tại Diêm Thái Hoa trong mắt, mặt này trên sườn núi hầm trú ẩn và nhà trệt, ẩn ẩn tạo thành một cái thất tinh đại trận, đại trận trung tâm chính là cái kia thất sát chi địa. Diêm tiên sinh, người hẳn là có nhiều năm chưa có trở về qua lão hà thôn đi. Tiêu phàm ở một bên hỏi, Diêm Thái Hoa lúc này mới phát giác, những cái kia tạo thành thất tinh đại trận hầm trú ẩn và nhà trệt, không ít đều là mới xây. Có thể thấy được đây là sư phụ hắn cố ý an bài tốt. Diêm đại sư trong thôn uy vọng cực cao, không người có thể đưa ra phải. Hết thầy người trong thôn xây phòng ở mới, quấn mới hầm trú ẩn, đều muốn trước cung thỉnh lão tiên sinh thăm dò qua phong thủy địa lý, Lão tiên sinh nói phòng ở mới xây ở nơi nào liền xây ở nơi nào, tuyệt sẽ không có người phát ra nửa điểm dị nghị. Diêm Thái Hoa những năm này vẫn luôn tại bên ngoài, mấy năm không có về lão Hà thôn, không nghĩ tới toàn bộ làng đã bị sư phụ âm thầm xếp thành một cái thất tinh trùng sát đại trận. Nhưng cứ như vậy, cơ hồ toàn bộ thôn trang phụ lão hương thân đều phải bị thất sát chi lực ảnh hưởng, thất sát chi địa đang đứng ở đại trận trung tâm, sát khí hướng ngoại phóng xạ, từ trăm tuổi lão nhân cho tới rủ xuống búi tóc trẻ con, người người đều không tránh thoát. Cái này, cái này, sư phụ đến cùng nghĩ muốn làm gì? Diêm thái hoa tự lẩm bẩm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thật là khó mà tác giải. chương 329, Càn Khôn Lục Hợp Trận Cái này, thất tinh trùng sát đại trận, đúng là ta an bài. Đối mặt với Diêm Thái Hoa trưng cầu ánh mắt, lão gia tử rất lạnh nhạt nói. Sư phụ, Diêm Thái Hoa càng thêm nghi hoặc không hiểu, lão gia tử chậm rãi đứng dậy nói cùng ta vào đi diêm thái hoa liền vội vàng tiến lên một bước cùng thúy hoa cùng một chỗ đỡ lấy lão gia tử hướng lò trong động đi đến lão gia tử ở là hai lỗ bộ cùng một chỗ hầm trú ẩn kỳ quái là bên trong kia lỗ hầm trú ẩn tấm cửa là gấp khóa chặt lão gia tử nói thường sinh hoạt liền tại bên ngoài cái này một lỗ hầm trú ẩn bên trong dù sao hắn quá cư một người bên người không có con cái hòa nói bên trong ăn cơm đều là Thúy Hoa đưa tới, một lỗ hầm chú ẩn đầy đủ. Thúy Hoa, mở ra, lão gia tử trực tiếp đi tới khóa chặt cửa phòng kia lỗ hầm chú ẩn trước mặt, nhàn nhạt, nhạt phân phó một tiếng. Ai, Thúy Hoa cung kính đáp ứng, từ bên hông móc ra một cái chìa khóa, mở ra khóa chặt tấm cửa. Nhiều năm như vậy, lão gia tử nói thường sinh hoạt hàng ngày đều là Thúy Hoa tại chăm sóc, liền như là nữ nhi ruột thịt của hắn. Đối cái này hai lỗ hầm chú ẩn tình hình, nàng so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Dù là như thế, tại mở ra phòng trong cửa phòng thời điểm, Thúy Hoa trên mặt hay là hiện lên từng tia từng tia khẩn trương chi tình. Cửa phòng mở ra, một cái thất tinh đại trận lập tức ánh vào mọi người tầm mắt. Vượt quá mọi người dự kiến chính là, phòng trong cái này lỗ hầm chú ẩn diện tích xa xa so gian ngoài sinh hoạt hàng ngày hầm chú ẩn diện tích phải lớn hơn nhiều, mặt đất lấy tê giải thạch phô thành, tê giải đất đá ngay ngắn bên trong vị trí, khảm nạm lấy bảy mặt chiếu lấp lánh gương đồng, mỗi mặt gương đồng đều điêu khắc bát quái đồ án. Mỗi mặt bát quái gương đồng phía trên, đặt một chén đèn trong, yếu ớt ngọn lửa không ngừng lấp lánh. Trừ cái đó ra, lò trong động không có vật khác. Một cỗ âm trầm trầm khí tức khủng bố, đập vào mặt, khiến người giật nảy mình dùng mình một cái. Khá lắm, Uyển thiên thiên không chịu được trầm thấp gọi một tiếng. Gian phòng này mặc dù cùng gian ngoài đặt song song, lại thoáng như hai thế giới, cảm giác bên trên. Uyển Thiên Thiên khai quật qua rất nhiều cổ mộ địa cung, còn kém xa cái này lỗ hầm trú ẩn cho người cảm giác như vậy âm trầm thúy hoa cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này hay là mặt lộ vẻ hoảng sợ đứng tại cửa ra vào không dám đi vào trong sư phụ cái này âm sát khí làm sao trở nên dạng này nồng đậm rồi diêm thái hoa giật mình hỏi thái hoa người có ba bốn năm chưa từng trở lại qua đi diêm thái hoa trên mặt lộ ra hổ thẹn chi ý cúi đầu nói thật xin lỗi sư phụ đều là ta không đúng những năm này, hắn vội vàng bên ngoài kinh doanh sự nghiệp của hắn, Diêm Đại Sư Thanh danh Đại Trấn, tại mấy cái bớt đều có mình cơ nghiệp, còn có một lớn phát phen hâm mộ, trong đó không thiếu lê lạc, đồng thiên lỗi như thế có thực lực đại nhân vật nhân vật hung ác. Lại là rất ít có thời gian về nhà đến thăm sư phụ một chút cùng các hương thân. Lão gia tử khoát tay áo, nói không có có cái gì không đúng. Cái này lão hà thôn, vốn cũng không phải là ngươi nơi ở lâu. Ngươi vốn không phải, ngay tại chỗ hổ, mệnh cách, là, rời núi hổ, mệnh cách. Thế nhưng là sư phụ, cái này thất sát chi địa, người hai mươi mấy năm, làm sao âm sát khí ngược lại càng ngày càng đậm. Lão đầu tử liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, sư phụ lão, tuổi già máu suy, không năm gần đây nhẹ thời tiết. Cái này thất sát chi địa âm sát khí, càng ngày càng khó lấy được. Cho nên ta mới an bài cái này, thất tinh trùng sát đại trận, để người cả thôn đều đến giúp đỡ, cùng một chỗ âm sát khí cũng không biết ta có thể hay không nhịn đến bắt đầu 36 cướp hoàn thành thời điểm. Coi như bắt đầu 36 cướp hoàn thành, cái này âm sát khí cũng chưa chắc liền có thể toàn bộ xuống dưới. Nói đến đây, lão gia tử lại khe khẽ thở dài, thần sắc có chút cô đơn. Sư phụ, vậy chúng ta dọn nhà đi, toàn thôn đều dọn đi, không ở chỗ này. Diêm Thái Hoa cắn hàm răng nói, toàn thôn đều dọn đi. Thái Hoa ca, người biết ta trong thôn có bao nhiêu nhân khẩu A? Gần 200 miệng cái này muốn toàn dọn đi chuyển đi đâu xài hết bao nhiêu tiền a à? không đợi lão nhân ra mở miệng thúy hoa đã kêu lên diêm thái hoa khoát tay chặn lại nói không sao tiền ta đến nghĩ biện pháp tổng so tất cả mọi người ở chỗ này mạnh hơn lão nhân ra nhẹ nhàng lắc đầu nói thái hoa dọn nhà không phải đường giải quyết còn sống có thể chuyển dưới mặt đất làm sao chuyển lão hà thôn diêm ra liệt tổ liệt tông đều trôn ở chỗ này coi như người đem thôn dân đều rời ra ngoài cũng không giải quyết được vấn đề. Dựa theo phong thủy lý luận, người sống mệnh từ táng người định. Cái này lời mặc dù chưa hẳn như vậy tuyệt đối, nhưng lão nhân mộ táng phong thủy đối hậu đại ảnh hưởng lại là khẳng định có. Xiêm đại sư, trời, để lại cho ngươi lời nói, ngươi có mấy phần chắc chắn, có thể tại bắt đầu 36 cướp hoàn thành trước đó, Thành cái này thất sát chi địa âm khí triệt để xuống dưới. Tiêu phàm đánh giá hầm chú ẩn bên trong kia bảy ngọn theo gió chập chờn đèn đồng, đột nhiên hỏi lão gia tử thần sắc cũng nghiêm túc lên, trầm ngâm nói, lịch xong bắt đầu 36 kiếp, ta có 8 phần nắm chắc, nhưng thất sát chi địa âm sát khí, nhiều nhất chỉ có 5 phần chắc chắn. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói, lão gia tử, thất sát chi địa, mặc dù lợi hại, nhưng lấy thủy kính thần tướng chính tông người thừa kế tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, hòa thời gian 36 năm đến 7 trận, theo lý, không nên chỉ có 5 phần chắc chắn. Bình thường đến nói, coi như không có 10 phần cũng nên có tám thành trở lên nắm chắc có thể đem nơi này âm sát khí toàn bộ xuống dưới. Diêm đại sư thọ lông mày bỗng nhiên một dương nói tiêu chân nhân có ý tứ là lão gia tử bản thân họ diêm sinh ở lão hà thôn cái này là mấu chốt của vấn đề chỗ người từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền thụ cái này thất sát chi địa ảnh hưởng nói theo một ý nghĩa nào đó nơi này âm sát khí cùng người quá quen thuộc từ người đến những ngày âm sát khí tự nhiên là làm nhiều công ít khó mà đạt thành toàn công. Tiêu phàm nói, ngữ khí rất khẳng định, vậy mà là như thế này. Lão gia tử hiển nhiên không có từ góc độ này cân nhắc qua, lập tức liền rơi vào trong trầm tư. Diêm thái hoa lại nghi hoặc nhìn qua tiêu phàm một chút, nói tiêu chân nhân, chiếu người ý tứ, nơi này âm sát khí là có thể triệt đề. Đúng, diêm thái hoa lập tức lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy đều là không tin thần sắc, nói tiêu chân nhân, nơi này chính là thất sát chi địa. Thất sát chi địa, Tại Phong Thủy Kham dư bên trong, được xưng là hung hiểm nhất tuyệt địa một trong, muốn thất sát chi địa âm sát khí, coi là thật nói nghe thì dễ. Tiêu Phàm cười cười, nói, muốn chân chính thất sát chi địa, cố nhiên rất khó khăn. Nhưng nơi này, thất sát chi địa cũng chưa hoàn toàn thành hình, chỉ ít có ba khu chỉ có thể coi là nửa sát. Độ khó cũng không phải là lớn như vậy, huống chi lão gia tử đã 29 năm, lại bày ra thất tinh trùng sát đại trận, làm cho kia ba khu nửa sát chi địa từ đầu đến cuối không có thể chân chính thành hình, tương đối mà nói, triệt để độ khó liền thấp hơn một chút. Diêm Thái Hoa lập tức hỏi, tiêu chân nhân chi ý là các ngươi vô cực môn có biện pháp triệt để nơi này hung sát chi khí. Đúng vậy, lần này, Tiêu Phàm ngược lại là không tiếp tục khiêm tốn, gọn gàng dứt khoát liền thừa nhận, ngữ khí 10 điểm khẳng định. Diêm Thái Hoa trên mặt lại lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc, nhìn qua, tựa hồ vẻ hoài nghi chiếm đa số. Cũng không trách Diêm Thái Hoa nghĩ như vậy thực tế tiêu phàm tuổi còn rất trẻ, bàn về thuật pháp chi đạo, tại Diêm Thái Hoa trong suy nghĩ, tiêu phàm vô luận như thế nào cũng không thể cùng sư phụ của mình đánh đồng. Nếu như mọi người tại đồng dạng tuổi tác mở đầu tu đạo, Diêm Đại Sư công lực, ít nhất phải so tiêu phàm thâm hậu năm 60 năm. Ngay cả Diêm Đại Sư Hoa gần 30 năm thời gian cũng không có nắm chắc hoàn thành đại nghiệp, tiêu phàm nói đến như vậy có nắm chắc, gọi Diêm Thái Hoa có thể nào hoàn toàn tin tưởng. Huống chi còn liên lụy kia trời thuộc về ở bên trong làm không tốt tiêu phàm chính là cái lớn lắc lư, muốn từ diêm đại sư trong tay lắc lư đi luân hồi tướng đạo thứ sáu khẩu quyết cùng pháp tướng, nhưng lại không muốn đem trời giao ra. Tiêu chân nhân, lấy vô cực môn truyền thừa, nếu như muốn cái này, thất sát chi địa, âm khí, muốn thế nào vào tay. Một mực trong lúc trầm tư lão gia tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cũng là bầy trận, lão gia tử, thất tinh trùng sát đại trận, là rất thích hợp trận pháp, nhưng vẻn vẹn chỉ bố trí như thế một cái trận pháp, còn hơi nghi ngờ không đủ mà lại nâng toàn thôn chi lực đến cùng hung sát chi khí đánh nhau, hậu quả thật là khó mà đoán trước. Vạn nhất thất bại, người cả thôn đều muốn bị liên lụy. Tiêu phàm nghiêm mặt nói, ngữ khí tương đương ngưng trọng. Thúy Hoa nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, mời tiêu chân nhân chỉ giáo. Lão gia tử sắc mặt cũng là hơi đổi, trầm giọng nói. Lão gia tử, chỉ giáo không dám nhận, ta đề nghị, tại thất tinh trùng sát đại trận, bên ngoài, bố trí lại một cái, càn khôn trận, chẳng những tăng cường, Thất tinh trùng sát đại trận, chi lực còn có thể làm cái dự phòng tác dụng. Vạn nhất thất bại, Càn Khôn trận cũng có thể đem thất sát chi địa âm khí nhốt tại một góc nhỏ, chỉ có thi thuật giả người thụ hại, không đến mức ảnh hưởng toàn thôn lão ấu. Tiêu Phàm cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi nói. Càn Khôn trận, giống như nghe phụ thân ta trước kia nói qua, chỉ thủy tổ sư từng theo hắn đàm luận qua trận pháp này, thoát thai từ bát quái đại trận, lại rất có biến hóa, phân Càn, Khôn, Sinh, Tử, Thủy hỏa sáu cửa. Chính là vô cực môn uy lực mạnh nhất mấy cái pháp trận một trong. Tiêu chân nhân, nếu như tại cái này, thất tinh trùng sát đại trận, bên ngoài bố trí lại cái này, càn khôn trận, xác định có thể cùng ngươi vừa mới nói như vậy, đưa đến như thế hiệu quả. Lão gia tử tiếp cận tiêu phàm, trầm giọng hỏi, ánh mắt sáng ngời, 10 điểm chuyên chú. Tiêu phàm cười cười, nói, lão gia tử, tướng thuật dịch lý, phong thủy kham dư, trận pháp chi đạo, giảng cứu đều là một cái, biến chữ, trên thế giới này, 100% tuyệt đối sự tình là rất ít. Chỉ có thể nói, dựa theo cá nhân ta lý giải suy đoán, tăng thêm, càn khôn trận 89 thành công xác suất phải lớn hơn nhiều. Cái này, càn khôn trận, tiêu chân nhân khẳng định sẽ bố trí rồi. Lão gia tử không để ý tới nó lời của hắn, đi thẳng vào vấn đề. Sẽ, tiêu phàm nhẹ gật đầu, cho cái khẳng định trả lời chắc chắn. Vậy thì tốt, mời tiêu chân nhân ở đây bày trận, chỉ cần càn khôn trận, uy lực xác thực cùng như ngươi nói vậy, có thể ở nơi này hung sát chi khí, kia trời ta không cần cũng được." Lão gia tử nghiêm nghị nói. "Sư phụ, Diêm Thái Hoa kinh hãi, gấp vội kêu lên. Lão gia tử khoát tay, ngừng lại đồ đệ, Từ Tốn nói, "Thái Hoa, chỉ yếu tiêu chân nhân thật có thể giúp ta ở cái này, thất sát chi địa, sát khí, không có trời, sư phụ ngươi cũng chưa chắc liền không thể sống lâu mấy năm. Có lẽ mấy năm này còn có thể trôi qua dễ chịu một điểm." không cần ăn nhiều như vậy đau khổ. Đã như vậy, sao lại không làm? chương 330, mục tiêu xuất hiện. Mặt trời trói trang, một đài xe Việt giã lắc lư chạy tiến vào Lão Hà Trấn. Lão Hà Trấn là cách Lão Hà Thôn gần nhất thị trấn, cũng là cái này phương viên số trong vòng 10 dặm lớn nhất thị trấn. Dựa theo Thái Hoa huyện ủy mấy năm trước kinh tế quy hoạch, Lão Hà Trấn muốn kiến thiết trở thành khu vực họ trung tâm thành trấn, phát huy kinh tế động cơ phóng xả tác dụng mấy năm này đối lão Hà Trấn tăng lớn tài chính đầu nhập, lớn chơi gây sở kiến thiết. Bởi vậy mặc dù chỉ là cao nguyên hoàng thổ bên trên một cái vùng núi tiểu trấn, thường ở nhân khẩu cũng đạt tới mấy ngàn, trên thị trường tương đương náo nhiệt. Từ lão Hà Thôn đến giả sông Trấn, xe muốn mở hơn một giờ. Xe Việt giã phong trần mệt mỏi, tại lão Hà Trấn lớn nhất nước cửa tiệm thuốc kết một tiếng dừng lại, ba tên nữ tử đi xuống, lập tức liền hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường thực tế cái này ba tên nữ tử đi là hai thái cực. Từ trên ghế lái xuống tới nữ hài, dáng người cao gầy, cao ngất, người mặc lam sĩ đồ vest, cùng trong tivi nữ tổng giám đốc đồng dạng uy phong đẹp mắt, trên ghế lái phụ xuống tới, thì là một người mặc A Hàn trang phục, thiên kiều bách mị tiểu cô nương, con mắt linh động, tiệp lông dài dài, tinh xảo phải như là búp bê, trong phim ảnh đều chưa thấy qua đẹp mắt như vậy cô nương ra. Tới đối ứng, thì là một vị từ xe Việt giã ghế sau xuống tới khoảng 40 tuổi trung niên đại tẩu, thô thủ đại cước, mặc thổ hoàng sắc kiểu cũ nữ cổ áo bẻ đồ vest, ngang tai tóc ngắn, làn da thô giáp, từ trên xuống dưới, đất bỏ đi, xem xét chính là bản địa nông thôn đại thẩm. Cùng bên người hai vị thời thượng đại mỹ nữ không có chút nào giáp với. Dạng này ba cái hoàn toàn không phải một cái thế giới nữ nhân, làm sao lại tiến đến một khối, cùng xe mà đến. Thật khiến cho người ta hảo hảo khó mà tác giải trung niên đại tẩu mảy may cũng không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên thuốc bắc cửa hàng chiêu bài, cười ha ha vài tiếng, nói huyền tiểu thư, đường tiểu thư, nơi này chính là lão hà trấn lớn nhất thuốc bắc cửa hàng, các người muốn mua cái gì thuốc, trong này đều có. Ta liền không cùng các ngươi bên trên biểu muội ta nhà đi. Chúng ta ăn xong cơm trưa về sau, 3 giờ chiều, còn ở nơi này tụ họp, cùng một chỗ trở về. Cái này trung niên đại tẩu, dĩ nhiên chính là lão hà thôn Thúy Hoa, mà cùng nàng cùng xe mà đến thì là uyển thiên thiên cùng đường huyên. Ứng diêm đại sư chi mời, tiêu phàm lưu tại lão hà thôn vì hắn vải kia càn khôn trận. Đây là dùng để thất sát chi địa đại trận, không thể coi thường, dù coi như tiêu phàm thuật pháp như vậy tông sư, cũng không thể một lần là xong. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị, riêng là luyện chế kia mấy món bầy trận pháp khí, liền cần tốn hao mấy ngày. Tiêu phàm còn muốn một một là những pháp khí này ra trì linh lực, tinh lực tiêu hao không ít, mấy ngày nay, cần bổ sung đại lượng dinh dưỡng. Tiêu chân nhân dinh dưỡng bổ sung cũng không phải dựa vào thịt cá, mà là muốn ăn một chút đại bổ nguyên khí dược vật. Loại này quan trọng trước mắt, Tân Lâm tự nhiên không sẽ rời đi tiêu phàm bên người nửa bước. Quyền Thiên Thiên liền sung phong nhận việc sung làm mua sắm viên, cầm Tân Lâm mở đơn thuốc, đường huyên làm lái xe, kéo lên thúy hoa tẩu dẫn đường, xe Việt giã một đường nhảy nhảy nhót nhót, liền hướng về Lão Hà Trấn đến. Nghe nói đi trên trấn đi chợ, còn có đi nhờ xe dựng, Thúy Hoa Tẩu tự nhiên mặt mày hớn hở, không có lỗ hổng đáp ứng. Diêm Thái Hoa không phải cái hẹp hòi ra hỏa, những năm này mặc dù không thế nào trở lại lão Hà Thôn, cho Thúy Hoa phát tiền lương nhưng là mỗi tháng không rơi, một phần không thiếu, Thúy Hoa đãi ngộ rất không thấp, đều đuổi kịp xí nghiệp quốc doanh công chức tiền lương. Đây cũng là Thúy Hoa những năm này tận tâm tận lực chiếu cố tốt lão nhân ra nguyên nhân một trong. Trong tay đầu có mấy cái tiền mặt, đi chợ dạo phố liền thành Thúy Hoa yêu nhất bất quá Thúy Hoa cũng có tự mình hiểu lấy, hạ quyết tâm đến trên chấn liền đi tìm biểu muội nàng cùng một chỗ đi dạo, tuyệt không cùng huyền tiểu thư đường tiểu thư cùng một chỗ dạo phố, vóc người này tướng mạo thực tế kém cách xa vạn dặm Cố ý bẩn thiểu chính mình sự tình, tuyệt không thể làm. Huyền thiên thiên đường huyên vừa một từ trên xe bước xuống, trách đối diện một nhà trong quán ngồi một tên nam tử trẻ tuổi song nghi liền dương lên, quay đầu nhìn một chút huyền thiên thiên cùng đường huyên, lại mở ra bàn tay nắm chắc, trong lòng bàn tay cầm là một cái thật mỏng ngọc phù. Chuẩn như vậy, chủ nhân quả nhiên là thiên thần hạ phàm A. Cảm thụ được trong tay ngọc phù bên trên truyền đến từng đợt đặc thù tin tức, nam tử trẻ tuổi không khỏi nhẹ nhàng than thở một câu. Cái này nam tử trẻ tuổi tướng mạo cực kỳ phổ thông, quần áo cách ăn mặc cũng không có chút nào xuất chúng chỗ, lẫn trong đám người, không chút nào thu hút. Đương nhiên, nếu tử mảnh quan sát, liền có thể phát hiện, hắn cuối cùng vẫn là có chút không giống bình thường chỗ, đó chính là hắn ánh mắt đặc biệt sắc bén, tinh sáng lóng lánh. Uyển Thiên Thiên cùng Đường Huyên tự nhiên không có khả năng từ bốn phương tám hướng quang tới vô số kinh diễm trong ánh mắt phân biệt ra được đặc biệt ánh mắt đến, đối với siêu cấp đại mỹ nữ mà nói, bị nam nhân chú ý, chính là thiên kinh địa nghĩa, đã sớm nhìn lắm thành quen. Được rồi, đại tẩu, người đi thong thả a. À. Uyển Thiên Thiên cười khanh khách, cùng Thúy Hoa tẩu giơ tay từ biệt nguyên bản uyển thiên thiên ngược lại là muốn mời thúy hoa tẩu làm dẫn đường. tại cái này lão hà Trấn hảo hảo đi dạo một chút. đây là uyển thiên thiên thói quen. mỗi đến một chỗ mới thị trấn cũng nhịn không được muốn khảo sát một phen, hy vọng có thể có phát hiện. cái này hà đông đất vàng dưới mặt đất, thế nhưng chôn lấy không ít đồ tốt. nhưng người ta thúy hoa tẩu kiên quyết không chịu làm lá xanh đến bồi sấn các nàng cái này hai đóa hoa hồng, cũng gọi không thể làm gì. cùng hai cái cô nương ra bắt chuyện qua. Thúy Hoa Tẩu liền hí ha hí hưởng hướng lấy biểu muội trong nhà đi đến, trong tay vác lấy một cái giỏ trúc, bên trong là trúc trứng gà rau quả loại hình thổ đặc sản, cố ý cho biểu muội mang đến. ở tại trên chấn, liền uống miếng nước cũng phải bỏ tiền mua. Thúy Hoa Tẩu dễ ngoặt, trách đối diện trong quán ngồi nam tử trẻ tuổi liền lập tức đứng dậy, bước nhanh đi theo. đối đã đi tiến vào thuốc bắc trong tiệm Huyền Thiên Thiên cùng Đường Huyên hoàn toàn không quan tâm. Thúy Hoa Tẩu ép căn bản không hề phát giác có người theo dõi ngay cả ý nghĩ như vậy cũng không thể có. Ai sẽ theo tung nàng dạng này một cái thô thủ đại cước nông thôn phụ nữ trung niên A? À? Nói đùa đâu, lão Hà Trấn nói lớn không lớn, nói tiểu khả cũng không nhỏ, dù sao tốt mấy con phố. Thúy Hoa Tẩu hàng năm đều muốn đến đi dạo mười đến mấy lần, đối trên chân phố lớn ngõ nhỏ, rất quen thuộc, theo đường cái đi một đoạn, liền ngoặt tiến vào một đầu u tính cái hẻm nhỏ. Từ đầu này cái hẻm nhỏ xuyên ra ngoài, lại đi mấy trăm mét, liền đến biểu muội nàng nhà, thật gần. Đi tiến vào cái hẻm nhỏ, nam tử trẻ tuổi cách Thúy Hoa Tẩu đã chỉ có xa mấy mét. Thúy Hoa Tẩu vẫn không có phát hiện sau lưng đuổi theo tới một người. Thực tế nam nhân kia đi đường giống mèo đồng dạng, không phát ra nửa điểm thanh âm. Lại đi một hồi, ra ngoài động vật bản năng, Thúy Hoa Tẩu rốt cục phát giác sau lưng hơi khác thường, bỗng nhiên dừng bước, nghiêng đầu đi, kém chút cùng một chương khuôn mặt nam nhân mặt đối mặt đụng vào nhau. A à, Thúy Hoa Tẩu giật nảy cả mình, nhịn không được liền muốn kêu lên sợ hãi. Nhưng cái này tiếng kêu sợ hãi cực kỳ ngắn ngủi, duy trì không được không phải mấy giây liền im bặt mà dừng. Thúy Hoa Tẩu ngoài miệng che một con mạnh hữu lực bàn tay, mặc cho nàng dẫy ruộn như thế nào vặn vẹo, cũng như chuồn chuồn lay cột đá, không thể lay động bàn tay kia mảy may. Thúy Hoa Tẩu hai mắt lớn trừng, trên mặt lộ ra hoảng sợ muốn tuyệt biểu lộ. Rất nhanh, Thúy Hoa Tẩu lớn chừng hai mắt liền chậm rãi khép lại, tay chân cũng đình chỉ vặn vẹo dẫy giụa, nghiêng đầu một cái, hôn mê đi. Ước chừng một giờ sau, nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại Lão Hà đầu trấn Tây một quán rượu bên trong. Tên tiệm liền gọi Lão Hà khách sạn, là Lão Hà trấn xa hoa nhất khách sạn. Đương nhiên, loại địa phương nhỏ này, lại xa hoa khách sạn, đẳng cấp cũng chưa chắc có thể đuổi kịp thành phố lớn nhà khách. Bất quá, Lão Hà khách sạn duy nhất một gian khách quý phòng, buổi tối hôm qua đã có khách vào ở. Đối vị khách nhân này, lão bản chẳng những tôn kính, thậm chí còn mang thật sâu vẻ sợ hãi. Thực tế vị trung niên nam tử này quá mức uy nghiêm, cho dù ai gặp một lần, đều biết hắn là một vị khó lường đại nhân vật, từ trong đầu sợ hãi. Không có đạt được phân phó, lão bản cùng trong tiệm phục vụ viên, ai cũng không dám đi quấy dày vị khách nhân này. Trên thực tế, buổi tối hôm qua toàn bộ lão hà khách sạn tầng 3 đều thành, uy nghiêm nam tử trung niên không phải một người đến, trừ gian kia khách quý phòng, tầng ba cái khác khách phòng đều bị tùy tùng của hắn thuê xuống dưới. Tùy hành nhân viên có nam có nữ, ngược lại cũng không có cái gì không đúng, duy nhất đặc điểm chính là ánh mắt quá lạnh, lúc nhìn người, ánh mắt kia không mang nửa phân tình cảm. Những người khác trong mắt bọn hắn, phảng phất chính là từng cỗ thi thể, hoặc là từng cái con rối. Rượu chủ tiệm lúc tuổi còn trẻ tiết cũng coi là chạy qua giang hồ, thấy qua việc đời, là cái gan lớn, nhưng vẫn là bị những người này hù sợ. Cảm giác bên trên, những người này quả thực chính là từ một cái thế giới khác đến, không giống là sống sờ sờ có máu có thịt có tình cảm sinh vật. Nếu như là tại phim khoa học viễn tưởng bên trong, lão bản quả thực muốn hoài nghi bọn hắn là bị dị sinh vật chiếm cứ nhân loại thân thể quái thai. Nam tử trẻ tuổi thông suốt, bên trên lão hà khách sạn tầng 3, trực tiếp đi tới bên trong nhất khách quý bộ trước của phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, tiếng đập cửa rất có thiết tấu, cẩn thận nghe qua, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó bí mật không muốn người biết, giống như là tại cùng trong nhà người đối ám hiệu. Chốc lát, khách quý phòng cửa phòng mở ra, lộ ra một chương xinh đẹp mỹ nữ gương mặt, chỉ là lạnh như băng, để người thấy trong lòng phát mau. Mỹ nữ đồng dạng ánh mắt lạnh như băng tại nam tử trẻ tuổi trên mặt quét qua, liền là tránh ra thân thể. Nam tử trẻ tuổi lách mình vào cửa, liếc mắt liền thấy ngồi ngay ngắn ở phòng khách ghế sofa bên trong uy nghiêm nam tử trung niên. Tham kiến Diệp Phương nam tử trẻ tuổi lập tức một gối quỳ xuống, cuộn đầu xuống, cung cung kính kính nói: cứ việc đây chỉ là hà đông vắng vẻ tiểu trấn bên trên một nhà bất nhập lưu nhà khách. Diệp cô vũ vẫn như cũ đại mã kim đao ngồi tư thế kia, nhiễm nhiên cùng vào ở thủ đô trung thiên khách sạn tổng thống phòng xếp không có gì khác nhau. một tên trẻ tuổi bạch bào mỹ nữ quỳ gối bên chân của hắn nâng lên non nắm đấm nhẹ nhàng cho hắn đấm. vừa rồi cho nam tử trẻ tuổi mở cửa bạch bào mỹ nữ cũng vô thanh vô tức trở lại Diệp Cô Vũ bên cạnh, tại một bên khác uốn gối quỷ xuống, đồng dạng nâng lên non nắm đấm, nhẹ nhàng cho Diệp Vương đấm chân. Nam tử trẻ tuổi giống như như là không khí, căn bản lại không tồn tại. Các nàng trong mắt, chỉ có Diệp Vương, các nàng trong suy nghĩ trí cao vô thượng thần chỉ, đứng lên, Diệp Vương chậm rãi nói, ngữ khí vẫn là như vậy dứt khoát hữu lực. Vâng, nam tử trẻ tuổi theo lời đứng dậy, cúi đầu mà đứng, bình tức tĩnh khí, không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng Diệp Phương. Báo cáo Diệp Phương, mục tiêu đã xuất hiện. Audio điện tử võ tấn bền. Khết tập 22